Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 816, tại nhiệm là thùng sắt, rời chức là lỗ thủng. Lục Ngọc Hùng biết rất rõ, Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát liên thủ lại với nhau, đám người được sử dụng đều là tâm phúc của Trương Hợp Tuân và Tống Ích Dân. Chính hắn dù có người trong những ban ngành này cũng không nghe ra chút tin tức có lợi, vì thế chỉ có thể sống trong giày vò khốn khổ mà thôi. Nếu bị lộ, kết quả của Lục Ngọc Hùng sẽ giống hệt như tên phó chủ tịch không may trên TV, biết đâu khi áp dụng hình phạt cho mình còn lớn hơn cả tên khốn kia, mà người ta cũng chú ý đến nhiều hơn. Tất nhiên Lục Ngọc Hùng cực kỳ không muốn chuyện như vậy xảy ra, chỉ là hắn có thể tự cứu được mình không? Nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Lục Ngọc Hùng, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn số điện thoại quen thuộc, thật sự không muốn nghe máy, thế là tiếng chuông điện thoại chỉ tùy ý vang lên. Nhưng cuối cùng lại có một số điện thoại quen thuộc khác gọi đến, lần này Lục Ngọc Hùng nghe máy, chợt nghe thấy bên kia vang lên giọng cười nịnh nọt. Bí thư Lục, tối nay ngài có rảnh không? Phòng chúng tôi rất muốn ngài đến chỉ đạo công tác. Người này vì sao gọi điện thoại đến? Lục Ngọc Hùng biết rất rõ, nhưng lúc này hắn nào có tâm tư ăn cơm. Thế nên thản nhiên nói. Công tác để sau hắn nói, tôi đang rất bận. Lục Ngọc Hùng nói một câu như vậy thì cúp điện thoại. Hắn nghĩ lại và có chút không đành lòng. Thầm nghĩ tên trưởng phòng kia đúng là, đến lúc này rồi còn muốn nịnh bợ mình, căn bản không biết hắn đang ở vào tình trạng khốn khổ như thế nào. Vợ của trưởng phòng xây dựng làm cho Lục Ngọc Hùng cảm thấy sợi dây thừng siết cổ mình thêm chặt, nếu như hắn làm không đúng, chỉ sợ sợi dây thừng này sẽ trói hắn đưa về phía pháp luật, sau đó hắn sẽ bị trừng phạt. Nếu sớm biết như vậy, mình sẽ... Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Lục Ngọc Hùng lúc này lại nhanh chóng áp chế suy nghĩ của mình. Trước kia hắn đã từng nghiêm khắc rèn luyện chính mình, đó là có gì xảy ra sẽ tuyệt đối không hối hận. Nhưng bây giờ cảm giác cực kỳ hối tiếc vẫn giống như một con mèo đang rình chuột, lấp ló xuất hiện. Lục Ngọc Hùng khẽ gõ ngón tay xuống bàn, hắn ý thức được Vương Tử Quân lần này đang nhìn chằm chằm vào mình. Nếu Vương Tử Quân khởi động thế công, sẽ là một đòn có tính hủy diệt với mình. Hắn không đơn giản muốn biến thành người thua cuộc. Thế nhưng trong tay hắn căn bản không có bất cứ thứ gì để đánh ngã Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đến thành phố La Nam với thời gian quá ngắn, căn bản không có bất cứ thứ gì cho người ta nắm lấy. Trên quan trường có câu nói thế này, khi tại nhiệm là một chiếc thùng sắt, khi rời chức chỉ còn lại những lỗ hổng. Nhưng trước kia Vương Tử Quân nhận chức ở thành phố Đông Bộ lại là tường đồng vách sắt, chính Lục Ngọc Hùng căn bản không tìm ra được thứ gì đó. Dưới tình hình này, hắn căn bản không có tư cách để có thể làm gì được Vương Tử Quân. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thư ký đi vào bên trong. Viên thư ký dùng ánh mắt cung kính nhìn lãnh đạo của mình, lúc này trên mặt hắn là nụ cười sáng lạn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Khi tin tức lãnh đạo sắp tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam được truyền đến, hắn chợt cảm thấy con đường làm quan của mình đang gặp mùa xuân tươi sáng. Thư ký của chủ tịch thường là cán bộ cấp trưởng phòng. Thậm chí phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền còn có cấp phó cục, như vậy hắn muốn làm cấp phó cục cũng rất dễ dàng. Bí thư Lục, vừa rồi giám đốc Trịnh gọi điện thoại đến, nói là muốn mời ngài dùng cơm. Thư ký cung kính cúi người nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giám đốc Trịnh tất nhiên là Trịnh Khiếu Đống, Lục Ngọc Hùng nghe cái tên mà cảm thấy thêm đau đầu. Hắn và Trịnh Khiếu Đống căn bản là lợi dụng lẫn nhau. Trịnh Khiếu Đống là hạng người gì thì hắn hiểu quá rõ, Trịnh Khiếu Đống căn bản không sạch sẽ gì ở vụ án Tiểu Nha Sơn. Lúc này không nên gặp mặt Trịnh Khiếu Đống thì tốt hơn, nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì hắn đã khoát tay áo nói với viên thư ký. Cậu gọi điện thoại cho giám đốc Trịnh, nói thời gian dùng cơm là tối nay. Thư ký đồng ý một tiếng, hắn châm đầy ly trà cho lãnh đạo, sau đó rời khỏi PLV của Lục Ngọc Hùng. Khi cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Lục Ngọc Hùng. Lúc này Lục Ngọc Hùng chợt cảm thấy có chút cô đơn, hắn rất muốn giữ thư ký ở lại trò chuyện với mình, nhưng cuối cùng vì kiêu ngạo mà hắn không làm như vậy. Dù sao thì hắn vẫn muốn giữ hình tượng cao lớn uy nghiêm với thư ký của mình. Ánh mắt không mục tiêu của Lục Ngọc Hùng xẹt qua giá sách, không ai có thể ngờ cặp mắt sắc bén năm xưa chợt trở nên bất lực như vậy. Hắn nhìn những cuốn sách của mình, ngay sau đó dừng lại trước một quyển sách 36 kế. Lục Ngọc Hùng vươn tay đến lấy quyển sách trên giá. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn cảm thấy toàn thân thoải mái. Hai ngày qua hắn thật sự bận rộn ở thành phố Sơn Viên, đi gặp những người có địa vị cao kia thật sự làm hắn thêm mệt mỏi. Nhưng cũng may mà tất cả đều thuận lợi, vẫn phát triển theo đúng xu thế mình dự định.
Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, chắc chắn sẽ nhanh chóng quyết định sự việc trong nay mai. Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam, nếu như vị chủ tịch này có liên quan đến tham ô nhận hối lộ, không biết lúc đó vẻ mặt bí thư Nhất Phong sẽ có bộ dạng thế nào. Chuyện này sẽ tạo ra ảnh hưởng mặt trái với uy tín của Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, người này là một ngọn núi lớn ngăn cản đường phát triển của Vương Tử Quân, hơn nữa còn là một ngọn núi liên tục ép lên người hắn. Vương Tử Quân trước nay chỉ có một con đường đối với những kẻ như vậy, đó là đào góc tường hất tung nó lên. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, có thể nói là một vị cán bộ thâm căn cố đế, nếu muốn đào xới thì chỉ có thể làm từng bước một, không thể nào có thể làm một lần là xong. Bây giờ sự việc liên quan đến Lục Ngọc Hùng chính là một cơ hội rất tốt. Tuy sự kiện này căn bản không làm ra đòn chí mạng với Hào Nhất Phong, thế nhưng Vương Tử Quân tin tưởng chỉ cần tích lũy theo ngày tháng, ngọn núi Hào Nhất Phong sẽ có ngày bị mình đạp đổ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân cho rằng Khương Long Cương đi vào, thế cho nên nói mời vào. Đám người đi vào trong phòng có Khương Long Cương, thế nhưng ở phía sau còn có Chủ tịch Lý Quý Niên. Lý Quý Niên là chủ tịch thành phố nhiều năm, tất nhiên sẽ có con đường tiếp nhận tin tức của riêng mình. Vương Tử Quân vì hắn mà buôn ba qua lại ở thành phố Sơn Viên, hắn đã nghe thấy rất rõ ràng. Trong quan trường chỉ có lợi ích vĩnh cửu, căn bản không có bạn bè vĩnh viễn, dù hắn biết rõ Vương Tử Quân chủ yếu không phải là vì mình, thế nhưng những hành vi như vậy trong quan trường thường làm cho người ta chịu một khoản nhân tình. Bí thư Vương, nghe nói ngài đã quay về, vì vậy tôi đến thăm ngài. Lý Quý Niên vừa vào cửa thì đã mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Chương 817, một sức khỏe nhờ vận động, thăng tiến nhờ hoạt động. Bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố chính là hai vị lãnh đạo theo thứ tự là thứ nhất và thứ hai ở trong thành phố, hai người dù có phân phối quyền lực riêng, thế nhưng dù thế nào cũng phải bảo trì sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu như không có chuyện gì, chủ tịch căn bản sẽ ít đến phòng làm việc của bí thư. Nhìn vào tình huống này thì thấy Lý Quý Niên giống như đang xem Vương Tử Quân là thượng cấp của mình. Vương Tử Quân đi ra khỏi ghế, hắn cùng sóng vai Lý Quý Niên ngồi xuống ghế salon, sau đó cười nói. Cũng chỉ là đi dạo một vòng trên thành phố Sơn Viên, mời chủ tịch Lý ngồi. Khương Long Cương rót trà cho hai vị lãnh đạo, sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn biết rõ lần này chủ tịch Lý nhất định có chuyện cần tìm bí thư Vương, mình ở lại chỉ là chướng mắt mà thôi. Lý Quý Niên nói hai câu liên quan đến công tác với Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Vương, sự kiện anh chạy qua lại ở thành phố Sơn Viên vì nói tốt cho tôi, đại ân không thể nào cảm tạ bằng lời, tôi xin ghi tạc trong lòng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt đầy chân thành của Lý Quý Niên, hắn cũng dùng giọng chân thành nói. Chủ tịch Lý, tôi làm như vậy cũng không phải là vì anh, tôi không muốn thành phố La Nam mất đi một vị chủ tịch tốt. Thế nên mới bày tỏ thái độ rõ ràng của mình với lãnh đạo tỉnh ủy, nếu như đưa anh đi làm bí thư thị ủy thành phố khác, tôi sẽ vui vẻ đưa hai tay đưa tiễn, nếu như vẫn là chủ tịch thành phố thì nên ở lại La Nam, vì thành phố La Nam này muốn phát triển cũng không thể nào ly khai khỏi chủ tịch Lý được. Trái đất quay thì dù là ai cũng quay theo, Lý Quý Niên thật sự hiểu rất rõ điều này. Hắn cũng biết nếu nói có người không thể rời khỏi thành phố La Nam, người đó chỉ có thể là bí thư Vương Tử Quân. Căn bản không phải là một chủ tịch như mình. Những ngày qua Lý Quý Niên đã hiểu nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Tuy rất nhiều người vẫn nhiệt tình với hắn như trước, càng có không ít người đến phòng làm việc của hắn để báo cáo, thế nhưng hắn biết rõ thái độ của bọn họ đã có những chuyển biến nhỏ. Lý Quý Niên không còn là một vị chủ tịch thành phố có thể quyết định vận mệnh của đám người kia, hắn sắp rời khỏi thành phố La Nam, không tiếp tục là động lực thúc đẩy bọn họ phát triển. Lúc này bọn họ đến tìm mình. Ngoài phương diện nể mặt thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Lý Quý Niên đối với đám người đến báo cáo công tác áp dụng phương pháp nên cho ra chỉ thị thì cho ra chỉ thị, nên bày ra cái giá thì bày ra cái giá, nhưng trong lòng lại căn bản không còn tâm tư tự đắc như trước. Bí thư Vương, tôi cảm thấy đồng chí Lục Ngọc Hùng thật sự không phù hợp với vị trí chủ tịch thành phố La Nam, phòng tổ chức tỉnh ủy đã hẹn tôi đến nói chuyện, tôi chuẩn bị biểu đạt ý nghĩ của mình với phòng tổ chức tỉnh ủy. Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Phòng tổ chức tỉnh ủy sắp tiếp xúc với Lý Quý Niên. Xem ra không ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, thế nhưng không ngờ sự việc lại đến nhanh như vậy. Lúc này Lý Quý Niên chạy đến đây lên tiếng, chính là đang muốn tỏ thái độ với mình. Vương Tử Quân cười cười không nói gì, Lý Quý Niên cũng không tiếp tục đề tài này, lại chuyển sang phương diện nhà máy của công ty Bất Lão Khang,
tỏ ra tiếc nuối vì không thể nhìn thấy tình huống đầu tư mạnh mẽ ở Lan Nam. Hai người nói chuyện nửa giờ, sau đó Lý Quý Niên đứng lên rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Dù tiếp xúc với phòng tổ chức tỉnh ủy chính là thúc ép Lý Quý Niên rời khỏi thành phố Lan Nam, thế nhưng hai người đều hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Có một số việc nói ra thì tốt hơn không nói. Lý Quý Niên nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân nhưng trong lòng khẽ động, thầm nghĩ không phải những thứ mình đã chuẩn bị, bây giờ đang phát huy tác dụng sao. Nhưng vẻ mặt hắn không chút biến đổi, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. 10 phút sau khi Lý Quý Niên bỏ đi, Lục Ngọc Hùng đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này trên gương mặt lạnh nhạt của Lục Ngọc Hùng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bí thư Vương, tôi đến báo cáo với ngài một chuyện. Trưởng phòng Quách phòng tổ chức tỉnh ủy có gọi điện thoại đến cho tôi, nói rằng ngày mai tôi đến tiếp xúc với phòng tổ chức tỉnh ủy. Lục Ngọc Hùng nói hai câu buôn chuyện rồi đi vào chính đề. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ Lục Ngọc Hùng đang có ý gì, thế nhưng nụ cười trên mặt của hắn cũng rất sáng lạn. Bí thư Ngọc Hùng, chúc mừng anh, sau này mong anh quan tâm nhiều hơn đến phương diện thúc đẩy thành phố La Nam phát triển. Những lời này cũng là Vương Tử Quân nghĩ một đằng nói một nẻo. Chính hắn cũng cảm thấy giả dối nhưng nhất định phải nói như vậy. Tuy hắn và Lục Ngọc Hùng có bất hòa, thế nhưng ngoài mặt vẫn bày tỏ sự giúp đỡ với tình huống cầu tiến của Lục Ngọc Hùng. Lục Ngọc Hùng cũng hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn khiêm tốn nói. Bí thư Vương, người chính thức đứng đầu thành phố La Nam chính là ngài, tôi có thể đi theo ngài phất cờ hò reo cũng thật sự quá đủ rồi. Lục Ngọc Hùng nói đến đây thì tiếp tục. Tôi đến thành phố Sơn Viên muốn ở lại đó 2 ngày. Vì bố tôi có chút không thoải mái, thế cho nên muốn nhân cơ hội này đi kiểm tra sức khỏe cho ông cụ. Vương Tử Quân dùng giọng quan tâm nói. Sức khỏe của cụ có vấn đề gì sao? Tôi có quen biết vài chuyên gia ở thành phố Sơn Viên, bí thư Ngọc Hùng, anh nên đưa cụ đến cho bọn họ kiểm tra toàn diện một chút. Cảm ơn bí thư Vương, tôi đã có hẹn ước với Bệnh viện Nhân dân tỉnh, mà cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là kiểm tra theo thông lệ hàng năm mà thôi. Lục Ngọc Hùng nói rất thoải mái. Nhưng gương mặt ngăm đen lại làm cho người ta sinh ra cảm giác trầm trọng. Sau khi nói thêm vài câu liên quan đến bố mình, Lục Ngọc Hùng chuẩn bị cáo từ. Thế nhưng lúc này Vương Tử Quân lại gọi hắn lại và nói. Bí thư Ngọc Hùng, còn có một việc, bây giờ phòng xây dựng không có người chủ trì công tác, anh nghiên cứu với Đảng Hằng, để xem nên cho ai là người chủ trì công tác khối xây dựng. Lục Ngọc Hùng có chút sững sốt, hắn không ngờ Vương Tử Quân lại chủ động nhắc với mình về sự kiện của phòng xây dựng. Hắn biết rõ Vương Tử Quân nắm chắc mối quan hệ của mình với vị trưởng phòng xây dựng tiền nhiệm, vào đúng lúc này Vương Tử Quân lại nhắc đến vấn đề này, đây là có ý gì? Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Lục Ngọc Hùng lại trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy sự kiện này nên để cho người của phòng tổ chức cho ra một phương án thì hay hơn. Đảng Hằng mới đến nhận chức ở thành phố La Nam, còn chưa hiểu rõ tình hình cán bộ trong thành phố. Anh là cán bộ lão thành của thành phố La Nam. Tất nhiên sẽ càng hiểu rõ tình hình hơn Đảng Hằng rất nhiều, mong anh trợ giúp anh ấy ở phương diện này. Vương Tử Quân nói rất chân thành, thế nhưng lời nói của Vương Tử Quân rơi vào trong tai lại làm cho Lục Ngọc Hùng cảm thấy khác thường. Chương 817-2, sức khỏe nhờ vận động, thăng tiến nhờ hoạt động. Là cán bộ lão thành, hiểu rõ thành phố La Nam, biết nhiều về công tác của phòng xây dựng, Vương Tử Quân rốt cuộc đang muốn nói gì với mình? Có phải đối phương đang nắm giữ thứ gì đó về mình? Lục Ngọc Hùng nhìn gương mặt bí hiểm của Vương Tử Quân, hắn thật sự cảm thấy rất căng. Bí thư Vương cứ yên tâm, những gì nên làm thì tôi sẽ cố gắng ứng phó. Đảng Hằng tuy vừa đến thành phố La Nam, thế nhưng lại rất có ý nghĩ và năng lực công tác cũng rất mạnh mẽ. Tôi tin tưởng phòng tổ chức thị ủy nhất định sẽ đề cử một nhân tuyển vĩ đại cho lãnh đạo thị ủy. Lục Ngọc Hùng nói đến đây thì có chút trầm ngâm, sau đó mới khẽ hỏi. Bí thư Vương, ngài xem có nên xác định phạm vi cho phòng tổ chức hay không? À, cho bọn họ chọn người bên ngoài phòng xây dựng, cán bộ thuộc phòng xây dựng thì phải xem xét rồi nói sau. Vương Tử Quân nâng ly nước lên dùng giọng thản nhiên nói. Chọn người ngoài phòng xây dựng, những lời này không phải là Lục Ngọc Hùng muốn nghe, nhưng hắn căn cứ vào đó mà tìm ra được không ít vấn đề. Vương Tử Quân không tín nhiệm người của phòng xây dựng, như vậy còn người nào đó bị điều tra nữa không? À, tôi đồng ý với ngài, sau khi trưởng phòng Ngô gặp chuyện không may, tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng, nhưng chúng ta cũng nên điều tra đến cùng với những cán bộ có liên quan, quyết không nuông chiều một người nào. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng dõng dạc của Lục Ngọc Hùng, khóe miệng không khỏi nhếch lên,
hắn không tin Lục Ngọc Hùng có giác ngộ cao như vậy, nhưng có vài vấn đề cũng phải nói ra cho rõ. À, tôi đã nói với Bí thư Trương và Bí thư Tống, dù liên quan đến ai cũng phải điều tra đến cùng, kiên quyết không cho những phần tử tham ô được lọt lưới. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng ánh mắt có chút kích động nhìn Lục Ngọc Hùng. Bí thư Ngọc Hùng, mong anh giúp đỡ nhiều hơn. Lục Ngọc Hùng mở miệng nói nhất định rồi, thế nhưng trong lòng hắn lại bùng lên hương vị không đúng. Vương Tử Quân nói mình nên giúp đỡ nhiều hơn, mình giúp đỡ cái gì, chẳng lẽ không phải muốn mình không thể tiến lên sao? Lúc này xem ra quân cờ ngày càng khó đi. Tin tức Lục Ngọc Hùng và Lý Quý Niên đến tiếp xúc với phòng tổ chức tỉnh ủy càng làm cho thành phố La Nam bùng sóng, rất nhiều người biết rõ, chỉ sợ lần này khối chính quyền thành phố La Nam sẽ phải thay người. Tất nhiên sẽ có người vui có người sầu, trên quan trường không sợ lên sai giường, chỉ sợ nhìn lầm người. Những người vốn dựa vào Lý Quý Niên đã bắt đầu tìm chỗ lánh nạn mới, vì sức khỏe có được nhờ vận động nhưng muốn thăng tiến thì phải hoạt động. Tất nhiên những thứ này phải được tiến hành trong bí mật, tuyệt đối không lấy ra rêu rao khắp nơi. Tất cả mọi người đều biết rõ làm quan có hậu trường càng cứng càng tốt, chỉ là đi đến bái phòng thăm hỏi lãnh đạo cũng không mong bị người ta nhìn thấy. Bí thư Vương. 10 giờ sáng, Phó Bí thư Thị ủy kiêm Bí thư ủy ban kỷ luật Trương Hợp Tuân và Bí thư ủy ban tư pháp đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này mắt của bọn họ có hơi đỏ, thế nhưng nhìn qua vẻ mặt lại thấy bọn họ có chút hưng phấn. Dù hai người Trương Hợp Tuân có biểu hiện rất hưng phấn, thế nhưng Vương Tử Quân nhìn mà trong lòng vẫn có chút cảm giác gấp gáp nôn nóng. Dù sao những gì mà hai người bọn họ điều tra thật sự rất quan trọng, chẳng qua hắn vẫn áp chế cảm giác kích động, sau đó cười nói với hai người bọn họ. Bí thư Hợp Tuân, Bí thư Ích Dân, mời hai anh ngồi. Khương Long Cương nhanh chóng đi vào dâng trà cho các vị lãnh đạo, sau đó chuẩn bị xoay người bỏ đi. Vương Tử Quân chợt gật đầu nói với Khương Long Cương. Anh đến ghi chép biên bản. Khương Long Cương đã sớm dự cảm có gì đó phát sinh, hắn nhanh chóng lấy giấy bút chuẩn bị ghi biên bản, rồi ngồi xuống ghế salon. Trương Hợp Tuân thấy Khương Long Cương bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn lập tức nói. Bí thư Vương, trải qua vài ngày cố gắng, trưởng phòng xây dựng bên kia tuy còn mạnh miệng nhưng cũng có một vài sự việc đã được xác định, đó là phó phòng xây dựng Nhiếp Vinh Quân cũng không phải là tự sát mà chết, là bị mưu sát. Nhiếp Vinh Quân bị mưu sát. Vương Tử Quân cũng không thấy có gì bất ngờ, hắn chờ Trương Hợp Tuân tiếp tục lên tiếng. Trải qua nhiều căn cứ chính xác, vụ mưu sát Nhiếp Vinh Quân chủ yếu là vì sự kiện vỡ đập Tiểu Nha Sơn, vì trốn tránh trách nhiệm mà trưởng phòng Ngô phòng xây dựng và Trịnh Khiếu Đống đã cùng hợp mưu, để cho em trai Trịnh Khiếu Nam của Trịnh Khiếu Đống đẩy Nhiếp Vinh Quân xuống lầu cao của phòng xây dựng, thế là Nhiếp Vinh Quân tử vong. Trương Hợp Tuân nói, sau đó đưa phần tài liệu làm chứng trong tay sang cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nheo mắt nhìn tài liệu, sau đó hắn đặt xuống bàn rồi trầm giọng nói. Các anh chuẩn bị bước kế tiếp như thế nào? Tống Ích Dân trầm giọng nói. Bí thư Vương, chúng tôi cho rằng phải nhanh chóng bắt Trịnh Khiếu Đống, tuyệt đối không để cho tên này nghe thấy tin đồn và bỏ chạy. Vương Tử Quân gật đầu nói. Tôi đồng ý bắt Trịnh Khiếu Đống, Bí thư Ích Dân, anh liên hệ chặt chẽ với Cục Công an, để cán bộ chuẩn bị đầy đủ, quyết không cho sự kiện này xuất hiện lỗ hổng nào. Đồng thời cũng phải dựa theo trình tự pháp luật để giải trừ thân phận đại biểu quốc hội của Trịnh Khiếu Đống. Chuyện này tôi sẽ báo cáo với Hội đồng Nhân dân thành phố. Trương Hợp Tuân và Tống Ích Dân nghe được chỉ thị của Vương Tử Quân, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Bọn họ công tác khá lâu ở thành phố La Nam, bọn họ biết rõ Trịnh Khiếu Đống là người mánh khóe thông thiên, nếu như làm không tốt thì đối phương sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Nếu Trịnh Khiếu Đống bỏ chạy, như vậy muốn bắt lại cũng không dễ dàng. Bí thư Vương cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tổ chức cực kỳ chặt chẽ. Tống Ích Dân có chút do dự, sau đó trầm giọng nói. Đội cảnh sát hình sự thành phố La Nam có hơn 100 người, bọn họ vốn dĩ đều có công tác của mình, thế nhưng lúc này lại bị tập trung trong một gian phòng, nói rằng sẽ tổ chức họp. Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh phòng thì căn bản là không giống như sắp họp, không có hoa tươi, không có những thiết bị khuếch tán âm thanh như loa phóng thanh. Anh Lưu, đây là họp gì vậy? Vì sao không có chuẩn bị gì cả, chẳng lẽ để cho lãnh đạo phải há miệng gào thét sao? Một tên cảnh sát trẻ đi đến bên cạnh anh Lưu rồi lên tiếng hỏi. Anh Lưu là người công tác ở đội cảnh sát hình sự được hơn chục năm, dù không thể tiến lên làm đội trưởng, thế nhưng cũng là cán bộ cấp phòng, chẳng qua chức vụ không có thực quyền mà thôi. Lúc này hắn đang hút thuốc, nghe thấy tên cảnh sát trẻ hỏi một câu như vậy thì khẽ gạt tàn nói.
Tiểu tử cậu muốn biết làm gì? Không phải hỏi người văn phòng là biết ngay sao? Cậu cũng đừng nói là không quen người văn phòng. Vài vị cảnh sát bên cạnh đều nở nụ cười, còn có người nói. Nếu như Tiểu Lý không quen người trong văn phòng, như vậy chúng ta cũng không ai quen biết gì cả. Chương 818 Một lòng dạ nhỏ nhen không phải đấng quân tử, không độc không phải đấng trượng phu. Tiểu Lý đỏ mặt cười nói. Tôi có hỏi nhưng cô ấy cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ nói là có lãnh đạo muốn đến. Hi hi, xem ra sắp có hành động rồi. Anh Lưu nghe thấy ngay cả văn phòng cũng không biết thì tỏ ra đắc ý lên tiếng. Ba chữ có hành động rơi vào trong tai làm cho đám cảnh sát hình sự trở nên cực kỳ nghiêm túc, sau nửa phút chợt có người nói. Sẽ là hành động gì mà nghiêm túc thế này? Chúng ta là cảnh sát hình sự, còn làm gì nữa? Tất nhiên là bắt kẻ tội phạm rồi. Anh Lưu nói, sau đó lại lầm bầm. Con bà nó, lần này là bắt ai, vì sao lại tụ tập nhiều người như vậy? Khi mọi người đang nghị luận ồn ào thì có một đoàn người từ cửa đi vào, đi đầu chính là vị cục trưởng cục công an vừa nhận chức chưa được bao lâu, cục trưởng Mễ Hoa Lâm. Khi thấy mặt Mễ Hoa Lâm thì vẻ mặt ai cũng trở nên ngưng trọng, bọn họ đều là những cảnh sát cấp bậc thấp, dưới tình huống bình thường căn bản chỉ được gặp đội trưởng của mình, nào thấy được cục trưởng tự đi đến. Lần này tụ tập nhiều người, hơn nữa cục trưởng Mễ Hoa Lâm lại tự mình đi đến, rõ ràng có chuyện lớn sắp phát sinh. Mễ Hoa Lâm cũng không nói chuyện giống như trong tưởng tượng của mọi người, gương mặt cục trưởng rất nghiêm túc, nhưng trong nghiêm túc lại giống như có vài phần hưng phấn. Hắn nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nhìn đội trưởng đội cảnh sát hình sự Triệu Học Vụ ở bên cạnh nói. Anh Triệu, hành động thôi. Tất cả nghe lệnh, hôm nay có hành động cứng, xuất phát. Triệu Học Vụ hiểu rất rõ tâm tư của lãnh đạo mình vào lúc này, thế nên hắn cũng không dài dòng, nói hai câu thì vung tay lên tỏ ý cho mọi người hành động. Dưới sự dẫn dắt của đại đội trưởng, từng đội cảnh sát đi ra ngoài. Tiểu Lý và anh Lưu vốn cùng một đội, lúc này cũng cùng nhau đi ra. Anh Lưu, có chuyện gì xảy ra, đội hình quá lớn. Tiểu Lý vừa đi vừa khẽ hỏi anh Lưu. Anh Lưu cũng có tâm tư như vậy, một người đàn ông trung niên đi bên cạnh càng nhíu mày, rõ ràng rất nghi hoặc với hành động này. Được rồi, đừng đoán mò nữa, muốn chúng ta làm gì thì lên xe sẽ biết. Anh Lưu vỗ vai Tiểu Lý. Sau đó nhanh chóng tiến lên chiếc xe cảnh sát phía trước. Tiểu Lý nghe anh Lưu nói như vậy, cũng không tiếp tục hỏi mà theo sát phía sau lên xe. Tiếng bước chân vang lên dồn dập, một lát sau xe đã ngồi đầy người. Nộp điện thoại di động. Khi đại đội trưởng mở miệng phân phó, một vị cảnh sát trẻ tuổi cầm túi đi về phía mọi người. Đám cảnh sát hình sự đều có thói quen hành động như vậy, tất cả đều giao điện thoại ra. Trong quá trình giao nộp điện thoại, có người lén dùng điện thoại nhắn tin. Tin nhắn này rất ngắn, chỉ có một câu, vừa gửi xong thì viên cảnh sát kia đi đến, điện thoại bị thu, xe cảnh sát nhanh chóng khởi động. 7-8 chiếc xe cảnh sát theo sát nhau rời khỏi đơn vị, khi xe cảnh sát chạy về phía đường chính trong thành phố La Nam, bọn họ phát hiện cũng không phải chỉ có mình bọn họ, có không ít xe cảnh sát từ 4 phương 8 hướng kéo đến, 10 phút sau đã là một đoàn xe hơn 20 chiếc. Còn bà nó, xem ra là hành động lớn. Anh Lưu là cảnh sát hình sự nhiều năm. Cũng không phải chưa từng thấy những tình thế lớn như thế này, bây giờ thấy như vậy thì dùng giọng cảm khái nói. Những người khác không dám nói lời nào, thế nhưng trong đầu bọn họ cũng có ý nghĩ như anh Lưu, chuyện này xem ra không phải nhỏ. Bọn họ rất quen thuộc đường đi lối lại ở thành phố La Nam, thấy xe đang chạy về phía thành Tây. Thành Tây là nơi nào? Có chuyện gì xảy ra? Mọi người đang suy đoán lung tung, chợt nghe thấy đại đội trưởng dùng bộ đàm liên lạc, lãnh đạo trầm giọng chỉ thị. Hành động hôm nay chỉ có một mục tiêu, chính là bắt cho bằng được Trịnh Khiếu Đống, tuyệt đối không cho đối phương đào tẩu. Giống như có sấm sét nổ tung trước mặt mọi người, Trịnh Khiếu Đống là ai? Đám cảnh sát hình sự hiểu rất rõ. Đám cảnh sát có hơn 9 phần biết anh em Trịnh gia nên bị bắt, nhưng không có lãnh đạo chỉ thị thì bọn họ căn bản không dám tùy tiện bắt người. Nhưng bây giờ bọn họ lại nhận lệnh bắt anh em Trịnh gia, điều này vừa làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, vừa thấy đó là lẽ đương nhiên. Trời làm bậy thì có thể sống, người làm bậy chỉ có đường chết. Anh em Trịnh gia đã có nhiều thời gian kiêu ngạo ở thành phố La Nam, bây giờ cuối cùng cũng có người muốn trừng trị. Hèn gì được lãnh đạo coi trọng như vậy, thì ra là đi bắt Trịnh Khiếu Đống. Còn bà nó, lần này bắt Trịnh Khiếu Đống phải cẩn thận một chút, nghe nói tên này nhiều mưu mô quỷ kế lắm. Tiểu Lý tỏ vẻ bừng tỉnh, hắn dùng giọng cảm khái nói.
Tiểu Lý là người mở đầu, cũng có người tiếp tục lên tiếng. Nhưng khi vài tên đang nghị luận với nhau, cũng không ai phát hiện tên cảnh sát vừa rồi gửi tin nhắn thở phào một hơi. Một hơi thở dài vừa có cảm giác may mắn vừa có chút khiếp sợ. Xe cảnh sát chỉ mất 5 phút đã chạy đến khu biệt thự của Trịnh Khiếu Đống, trước khi hành động thì Cục Công an đã nhận được tin tức, Trịnh Khiếu Đống đã về đến nhà. Khi xe cảnh sát tiến lên vây quanh biệt thự, hầu như có 5 chiếc xe từ 5 hướng khác nhau trong biệt thự chạy ra, tất cả đều là Mercedes-Benz, nhưng bây giờ những chiếc xe cao sang như vậy lại có chút điên cuồng. Chặn bọn họ lại. Chỉ lệnh vang lên từ bộ đàm, ngay sau đó đám cảnh sát bắt đầu cùng nhau tiến lên chặn những chiếc xe kia, thế nhưng có người sinh ra cảm giác không hay. Khi đại đa số cảnh sát chú ý đến 5 chiếc xe Mercedes-Benz, một chiếc taxi màu xanh từ trên con đường khác chạy ra, tài xế chạy không nhanh, thế nhưng rất cố gắng chạy ra đường lớn. Đám cảnh sát có thể nói là có chút mất thích ứng với những chiếc xe taxi, nhưng vẫn phất tay cho nó nhanh chóng đi qua, tài xế taxi nở nụ cười rồi giẫm chân ga nhanh chóng bỏ đi. Hơn 10 phút sau những chiếc xe Mercedes-Benz đều bị khống chế, kết quả không giống như mọi người mong đợi, trong xe không có Trịnh Khiếu Đống. Khi vào trong biệt thự của Trịnh Khiếu Đống, bên trong trống rỗng, biệt thự xa hoa ngoài nhân viên tạp vụ, căn bản không có bóng dáng của Trịnh Khiếu Đống. Rất nhiều người cảm thấy có vấn đề, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Trịnh Khiếu Đống là người kinh doanh lâu năm ở thành phố La Nam, bây giờ hắn bỏ chạy, bọn họ muốn bắt thì khó như lên trời. Đội trưởng Hào, nước vẫn còn ấm, Trịnh Khiếu Đống chưa chạy quá xa. Tiểu Lý cầm vào ly trà trên bàn rồi lớn tiếng nói với đại đội trưởng ở phía xa. Đại đội trưởng nhìn ly trà trong tay Tiểu Lý, hắn trầm giọng nói. Lục soát bốn phía, biết đâu Trịnh Khiếu Đống còn đang trốn quanh đây. Đội trưởng Hào vừa nói vừa y dùng điện thoại báo cáo tình huống cho lãnh đạo. Điều động tất cả nhân lực của đại đội cảnh sát hình sự lại vẫn để cho Trịnh Khiếu Đống trốn thoát, gương mặt Mễ Hoa Lâm cực kỳ khó coi. Hắn nhìn bí thư ủy ban tư pháp Tống Ích Dân đang ngồi trong phòng, cuối cùng trầm giọng nói. Bí thư Tống, người đã chạy mất. Chương 818-2, lòng dạ nhỏ nhen không phải đấng quân tử, không độc không phải đấng trượng phu. Tống Ích Dân lần này bố trí rất tỉ mỉ, có thể nói là muốn đánh thắng nhanh gọn để báo cáo với Vương Tử Quân. Hành động lần này có thể nói là khẳng định năng lực của hắn ở ủy ban tư pháp, cũng không ngờ kết thúc trong thất bại. Hắn cực kỳ phẫn nộ, sau đó gầm lên như sư tử. Nếu Trịnh Khiếu Đống còn chưa chạy đi đâu xa, nhanh chóng quản chế nhà ga và đường giao thông, vận dụng tất cả lực lượng cảnh sát, áp dụng tất cả thủ đoạn, kiên quyết không cho Trịnh Khiếu Đống bỏ chạy. Vâng, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Mễ Hoa Lâm cũng không dễ chịu gì, nếu tội phạm bỏ chạy thì hắn là cục trưởng cục công an cảm thấy rất mất mặt. Dù sao đây cũng là sự việc được Vương Tử Quân quan tâm cao độ, đội ngũ của hắn không mang đến niềm vui cho bí thư Vương, còn làm cho đối phương chạy thoát. Tất cả các tổ công tác chú ý, không tiếc bất cứ cái giá nào, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, nhanh chóng dùng toàn lực bắt bằng được Trịnh Khiếu Đống. Khi nhiều cảnh sát đang bận rộn truy bắt Trịnh Khiếu Đống, lúc này Trịnh Khiếu Đống đang mặc một bộ đồ ngủ ngồi ở căn phòng tầng trệt thuộc ký túc xá Viện Kiểm sát thành phố, hắn đang cười nói chuyện với vị viện trưởng Viện Kiểm sát vốn có quan hệ rất tốt với mình. Nếu so với bộ dạng nước chảy mây trôi của Trịnh Khiếu Đống, vị viện trưởng Viện Kiểm sát hăng hái vui sướng ngày nào đã thật sự thất hồn lạc phách, nhìn qua giống như một con thỏ đang cực kỳ sợ hãi, cuộn mình rụt vai, lạnh lẽo phát run. Nếu như không phải người ta biết hắn là viện trưởng Viện Kiểm sát, chỉ sợ đã cho rằng hắn là tội phạm bị truy nã. Anh, lần này thật sự quá nguy hiểm, nếu không phải anh em ở Cục Công an nhanh chóng gửi tin thông báo, con bà nó tôi đã biến thành sủi cảo trong bụng người ta rồi. Trịnh Khiếu Đống chậm rãi uống trà rồi cảm khái nói. Gương mặt mập mạp của viện trưởng Viện Kiểm sát thật sự là âm trầm bất định, dù hắn ngàn vạn lần cầu nguyện Trịnh Khiếu Đống này không nên dây vào mình, thế nhưng đối phương vẫn tìm đến cửa. Tất nhiên hắn cũng biết mình và Trịnh Khiếu Đống căn bản là hai con trâu chấu trên một sợi dây thừng, nếu như đối phương bị bắt, mình cũng xong đời. Giám đốc Trịnh, chỗ của tôi tuy tạm thời an toàn, thế nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nơi đây cũng không phải chỗ ở lâu. Tôi thấy không bằng thế này, tôi cho người đưa anh đến một nơi an toàn, rời khỏi thành phố La Nam rồi nói sau. Viện trưởng xoa xoa hai bàn tay, vẫn còn cảm giác kinh hồn tởm vía. Trịnh Khiếu Đống gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn anh, nhưng lúc này cục công an bắt không được tôi, với tính tình của Mễ Hoa Lâm, chỉ sợ sẽ sắp xếp sẵn, anh muốn đưa tôi ra khỏi thành phố La Nam cũng không phải dễ dàng gì.
Đại ca, có gì mà phải sợ, cùng lắm thì mở đường máu ra ngoài. Trịnh Khiếu Nam ngồi bên cạnh Trịnh Khiếu Đống chợt dùng giọng u ám nói. Trịnh Khiếu Nam mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, vẻ mặt càng có thêm vẻ bạo ngược, hắn nhìn thoáng qua anh mình rồi dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu có thể giết được bao nhiêu người? Giết sạch cảnh sát thành phố La Nam, cho ra kết quả máu chảy thành sông sao? Trịnh Khiếu Đống nhìn vẻ mặt của em trai, hắn dùng giọng có chút trào phúng nói. Trịnh Khiếu Nam thật sự không dám tranh luận với anh mình, nhưng vẻ mặt bạo ngược càng thêm khủng bố. Hắn đưa mắt nhìn gian phòng rồi trầm giọng nói. Anh, em đoán chuyện này là Vương Tử Quân sai người làm, nếu không chỉ dựa vào con giòi bỏ họ Mễ thì căn bản không có gan ra tay như vậy. Con giòi bỏ họ Mễ chính là biệt hiệu mà Trịnh Khiếu Nam dành cho Cục trưởng Cục Công an Mễ Hoa Lâm. Trịnh Khiếu Đống rất thừa nhận phân tích của em mình, người có thể hạ lệnh truy đuổi hai anh em bọn họ ở thành phố La Nam chỉ có thể là bí thư Vương Tử Quân. Hắn nghĩ đến tình huống mình phải bỏ trốn, công sức bao năm trôi theo dòng nước, điều này làm cho hận ý trong lòng hắn chợt tăng tiến. Giám đốc Trịnh, giữ lại được núi căn bản không sợ không có củi đun, ngài và Khiếu Nam còn trẻ, dù là đi đến nơi nào đều có thể đông sơn tái khởi, làm lại từ đầu. Viện trưởng viện kiểm sát không muốn cho hai tên ôn thần này ở lâu trong nhà mình, thế nên hắn mở miệng khuyên nhủ Trịnh Khiếu Đống. Trịnh Khiếu Đống khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu rõ điều này. Tuy vị viện trưởng kia mở miệng là nói có cơ hội làm lại từ đầu, thế nhưng bây giờ điều quan trọng nhất với Trịnh Khiếu Đống chính là sống sót. Anh chuẩn bị đưa anh em tôi ra khỏi La Nam bằng cách nào? Trịnh Khiếu Đống trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ áp giải hai phạm nhân, ngài và Khiếu Nam giả vờ là cảnh sát tòa án, đi theo xe rời khỏi thành phố La Nam. Viện trưởng viện kiểm sát lên tiếng. Đi theo xe áp tải phạm nhân, không ngờ chiêu này cũng có thể nghĩ ra được. Trong đầu Trịnh Khiếu Đống chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn cảm thấy đây là biện pháp không tệ, hắn nhìn gương mặt có vẻ chân thành của vị viện trưởng. Sau đó gật đầu nói. Anh em chúng tôi sẽ không quên tình nghĩa của anh, mong anh yên tâm, những thứ kia chỉ cần còn nằm trong tay tôi, căn bản sẽ vĩnh viễn không bao giờ lộ ra. Gương mặt mập mạp của vị viện trưởng chợt có chút run rẩy, hắn hiểu rõ Trịnh Khiếu Đống nói như vậy căn bản cũng không phải là đang tỏ bày lòng cảm kích, rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Nhưng rõ ràng là hắn bị lời nói của Trịnh Khiếu Đống làm cho sợ hãi, không thể không phối hợp với Trịnh Khiếu Đống. Giám đốc Trịnh. Xem ngài nói kìa, tôi còn chưa yên tâm với ngài sao? Bây giờ ngài cứ ngồi đây nghỉ ngơi, tôi đi sắp xếp thức ăn cho ngài. 5 phút sau viện trưởng viện kiểm sát rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai anh em Trịnh Khiếu Đống, bầu không khí trở nên trầm mặc. Tuy hai người bọn họ có chỗ an thân, thế nhưng Trịnh Khiếu Đống biết rõ, sau này hai anh em bọn họ sẽ là chó nhà tang. Anh, sau này chúng ta phải làm sao bây giờ? Trịnh Khiếu Nam phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hắn trầm giọng hỏi Trịnh Khiếu Đống. Trịnh Khiếu Đống miễn cưỡng nặn ra nụ cười, hắn tự tin nói. Không có gì không thể, năm xưa anh em chúng ta tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, bây giờ cũng có thể bắt đầu lại. Chỉ cần anh em chúng ta đồng tâm hiệp lực, muốn tạo dựng sự nghiệp cũng không khó, chỉ là sau này có lẽ phải mai danh ẩn tích. Trịnh Khiếu Nam khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó vỗ tay thật mạnh lên mặt bàn. Anh, em không cam lòng. Trịnh Khiếu Đống hiểu vì sao Trịnh Khiếu Nam không cam lòng, em trai hắn là kẻ lòng dạ hiểm độc, càng đầy tính khí bạo ngược, gần đây quen thói có thù tất báo. Lúc này Trịnh Khiếu Nam bị Vương Tử Quân ép cho chui rúc khắp nơi, nếu không có ý nghĩ trả thù thì thật sự không hiểu nổi. Trịnh Khiếu Đống lại biết rõ lợi hại, thế nên hắn trầm giọng nói. Khiếu Nam, chuyện này để sau hãy nói, Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, bây giờ chúng ta động vào hắn là quá nguy hiểm. Trịnh Khiếu Nam khẽ gật đầu xem như tiếp nhận ý kiến của Trịnh Khiếu Đống. Nếu như Trịnh Khiếu Đống không phải đang tìm đường ra, hắn nhất định sẽ cực kỳ chú ý đến em mình. Nhưng lúc này hắn đang chú ý đến phương diện sinh tồn, thế cho nên cũng không có thời gian chú ý đến Trịnh Khiếu Nam, cũng không nhận ra ánh mắt sát khí của Trịnh Khiếu Nam. Mày đấm tao một cái, tao sẽ trả lại mày một đá, sau này xem như không ai nợ ai. Họ Vương, mày chọc vào ông, thời điểm mày hối hận đã đến rồi. Trịnh Khiếu Nam thầm nghĩ như vậy, sau đó lại thầm nghĩ. Bây giờ mày là bí thư thị ủy, có người vây quanh, nhưng mày về nhà thì, hì hì, đợi đến khi biết được những gì ông làm ra, mày muốn khóc cũng không xong. Chương 819, một giúp nhau tiến lên, phá hoại cùng chìm. Bên nguồn không thấy có hai.
Khi Lục Ngọc Hùng tiến vào trong phòng tổ chức tỉnh ủy thì nhận được tin tức thành phố La Nam vây bắt Trịnh Khiếu Đống. Lúc này hắn mặc một bộ trang phục tây trang màu đen, nhìn qua đặc biệt tinh thần, nhưng sau khi biết được tin thì hắn có chút hoảng hốt. Vương Tử Quân dám ra tay với Trịnh Khiếu Đống, như vậy đang nắm chắc chứng cứ trực tiếp liên quan đến Trịnh Khiếu Đống. Không phải, với sự trầm ổn và cực kỳ cẩn thận của Vương Tử Quân, tuyệt đối không thể ra tay tùy tiện. Dù thế nào thì Trịnh Khiếu Đống cũng là người có lực ảnh hưởng sâu sắc ở thành phố La Nam, còn là đại biểu quốc hội của thành phố La Nam. Lúc này Vương Tử Quân ra tay, dù là nắm giữ căn cứ chính xác gì, cũng có thể cho ra kết luận cực kỳ bất lợi cho mình. Lũ này Lục Ngọc Hùng vừa đi vừa đưa hai tay lên nới rộng cổ áo, giống như có sợi dây thừng vô hình đang siết chặt lại vậy. Nếu sợi dây thừng kia cứ tiếp tục siết lại, nhất định hắn sẽ phải chết. May mà vẫn còn tin tức tốt. Dù Vương Tử Quân dùng trăm phương ngàn kế bày ra thiên la địa võng nhưng Trịnh Khiếu Đống vẫn chạy thoát, đây có thể nói là may mắn trong bất hạnh với Lục Ngọc Hùng, dù sao Trịnh Khiếu Đống chạy thoát cũng tranh thủ thời gian cho hắn. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Lục Ngọc Hùng càng kiên định với những chuẩn bị của mình. Mặc kệ Vương Tử Quân có gây sự như thế nào, tôi không chơi với anh làm gì được tôi. Bí thư Lục, trước tiên anh chờ chút, trưởng phòng Hứa đang nói chuyện với một người trong phòng. Thư ký của Hứa Tiền Giang thấy Lục Ngọc Hùng đi đến thì nhanh chóng tiến lên chào đón. Lục Ngọc Hùng không quen biết thư ký của Hứa Tiền Giang, hắn dùng giọng khách khí nói. Cảm ơn cậu, trước tiên tôi ngồi đây chờ một lát, chút nữa sẽ gặp mặt trưởng phòng Hứa. Người này là thư ký của trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang, tất nhiên là kẻ linh thông tin tức. Hắn biết rõ Lục Ngọc Hùng sắp là chủ tịch thành phố La Nam, vì thế rất khách khí với Lục Ngọc Hùng. Sau khi rót trà cho Lục Ngọc Hùng thì hắn cười nói. Bí thư Lục, sau này kính mong giúp đỡ nhiều hơn. Lục Ngọc Hùng cười cười, hắn hiểu ý của vị thư ký này, tuy trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng ngoài miệng lại cười nói. Cậu quá khách khí rồi, phải là cậu quan tâm giúp đỡ tôi mới đúng. Ôi, bí thư Lục, lời này của ngài rõ ràng là làm khó tôi. Nếu nói ra thì tôi chỉ là một kẻ tiểu dân bình thường, nhìn thấy ngài không khác nào gặp được quan phụ mẫu địa phương. Thư ký dừng lại một chút rồi khẽ nói với Lục Ngọc Hùng. Tuy ông nội của tôi đã rời khỏi thành phố La Nam, thế nhưng dù nói thế nào thì chúng ta cũng là người có gốc La Nam. Nếu như là trước kia Lục Ngọc Hùng nghe được những lời như thế này, hắn nhất định sẽ muốn kết giao một phen. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đang có suy nghĩ, cũng không có tâm tư cố sức ở phương diện này. Nhưng hắn vẫn biểu hiện khách khí với thư ký của Hứa Tiền Giang, yêu cầu đối phương sau này nên bỏ thời gian về cố hương thăm thú. Viên thư ký tất nhiên không biết rõ ý nghĩ thật sự của Lục Ngọc Hùng. Hắn vui vẻ tiếp nhận và cố ý thân cận với Lục Ngọc Hùng. Hai người trò chuyện một phen, sau đó Lục Ngọc Hùng và viên thư ký đi vào trong phòng làm việc của trưởng phòng Hứa Tiền Giang. Lúc này Hứa Tiền Giang cũng không có mặt trong phòng, sau khi Lục Ngọc Hùng ngồi chờ được một phút thì Hứa Tiền Giang mới đi vào. Lão vừa thấy Lục Ngọc Hùng thì cười cười nói. Đã để cho đồng chí Ngọc Hùng phải chờ lâu. Hứa Tiền Giang mở miệng nói lời khách khí có mang theo vài phần thân cận. Dưới tình huống bình thường thì lão đều xưng hô chức vụ với cán bộ cấp dưới, bây giờ mở miệng với Lục Ngọc Hùng lại đổi thành đồng chí, điều này nói rõ Hứa Tiền Giang coi Lục Ngọc Hùng là người một nhà. Trước kia Lục Ngọc Hùng rất có khát vọng trở thành người một nhà với trưởng phòng Hứa Tiền Giang, thế nhưng mãi mà không có được cơ hội. Bây giờ cơ hội đến, hắn căn bản không cần phải làm gì cả, trưởng phòng Hứa tự động nói ra hai chữ đồng chí. Tất nhiên nó cũng không phải là vì Lục Ngọc Hùng quá quyến rũ. Mà là vì tuyến trên có người tán thưởng mình, thế cho nên Hứa Tiền Giang mới có ý nghĩ kết giao. Thậm chí lãnh đạo tuyến trên sở dĩ tán thưởng mình cũng là vì sự tồn tại của Vương Tử Quân. Nếu nhìn từ góc độ này thì Lục Ngọc Hùng chẳng khác nào là một quân cờ của người ta. Lục Ngọc Hùng cũng không cảm thấy khó thể tiếp nhận sự thật mình bị lãnh đạo coi là một quân cờ, khác biệt là hắn thật sự rất tiếp nhận sự thật này. Nhưng thời gian không chờ đợi con người. Cơ hội này dù thật sự tốt thế nhưng hắn không có đủ thời gian hưởng thụ. Sau khi Lục Ngọc Hùng nói hai câu khiêm tốn, Hứa Tiền Giang bắt đầu nói chuyện với Lục Ngọc Hùng. Phòng tổ chức tỉnh ủy trước nay trò chuyện với cán bộ chủ yếu là giải quyết việc chung, trưởng phòng Hứa Tiền Giang lại càng không biết bao nhiêu lần tiếp xúc với cán bộ, thế cho nên lúc này tiếp xúc với Lục Ngọc Hùng lại càng thuận tiện dễ làm. Quyền chủ động trong lúc hai bên trò chuyện luôn nằm trong tay của trưởng phòng Hứa Tiền Giang. Lục Ngọc Hùng lúc này chỉ có một lựa chọn là đi theo chủ đề của trưởng phòng Hứa. Sau nửa giờ trò chuyện thì Hứa Tiền Giang mới nói. Đồng chí Ngọc Hùng, cậu công tác nhiều năm ở thành phố La Nam, tỉnh ủy luôn nhìn bằng mắt đánh giá bằng lòng.
trải qua đề nghị của Bí thư Nhất Phong, quyết định đẩy cậu lên cương vị quan trọng. Cậu nên chuẩn bị tư tưởng, sau này nên phối hợp công tác với Bí thư Vương, cho ra cống hiến lớn nhất với thành phố La Nam. Hứa Tiền Giang mở miệng đi đường vòng, lời nói ẩn giấu. Lục Ngọc Hùng là người làm công tác tổ chức, tất nhiên hắn hiểu trong chuyện này còn có dư âm quay về. Sự kiện còn chưa được thông qua hội nghị thường ủy, thế cho nên Hứa Tiền Giang nói đến đúng điểm thì dừng, giống như càng giống như đã nói tất cả cho anh, nhưng nếu anh suy xét từng chữ từng lời thì lại càng cảm thấy lãnh đạo giống như chưa từng nói gì. Đây là nghệ thuật lãnh đạo, Lục Ngọc Hùng thầm bội phục Hứa Tiền Giang, chợt nghe Hứa Tiền Giang nói tiếp. Đồng chí Ngọc Hùng, vừa rồi Bí thư Nhất Phong có gọi điện thoại, Bí thư muốn gặp cậu. Hào Nhất Phong muốn gặp mình. Lục Ngọc Hùng không ngờ bây giờ mình lại là một mâm bánh trái mà ai cũng muốn kéo về, hắn vội vàng dùng giọng kính cẩn nói. Cảm ơn trưởng phòng Hứa đã bảo vệ che chở cho tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của trưởng phòng Hứa, sẽ công tác thật thiết thực, cố gắng vì sự phát triển của thành phố La Nam. Hứa Tiền Giang cười cười, lão cảm nhận được những lời nói thức thời của Lục Ngọc Hùng, trong lòng chợt sinh ra cảm giác thân cận. Hắn khoát tay áo nói. Đồng chí Ngọc Hùng. Sau khi trở về cố gắng công tác sao cho tốt, Bí thư Nhất Phong còn chờ anh, vì vậy anh cũng không nên ở lại chỗ tôi quá lâu. Hứa Tiền Giang tiễn chân Lục Ngọc Hùng đến bên cửa, đối với các cán bộ cấp sở bình thường thì đây cơ bản là lễ ngộ cực kỳ lớn. Lục Ngọc Hùng tất nhiên biết rõ lễ ngộ này, cũng cười khổ với tình cảnh của mình vào lúc hiện tại. Phòng tổ chức tỉnh ủy cũng không cách quá xa phòng làm việc của Bí thư Hào Nhất Phong, chỉ mất 4-5 phút thì Lục Ngọc Hùng đã đi đến phòng làm việc của Hào Nhất Phong. Sau khi được thư ký thông báo, hắn đi vào trong phòng làm việc của Bí thư tỉnh ủy. Chương 820, đại trưởng phu không thể một ngày không quyền, tiểu trưởng phu không thể một ngày không tiền. Nhưng dù thế nào thì ngoài mặt Lý Quý Niên vẫn phải nói những lời phục tùng sắp xếp của tổ chức. Sau khi bàn xong, xem như kết thúc trình tự nói chuyện với Quách Tiên Vi, Lý Quý Niên rời khỏi phòng làm việc của Quách Tiên Vi, sau đó đi về phía bãi đậu xe khu vực tỉnh ủy. Bí thư Ngọc Hùng. Lý Quý Niên tràn đầy cảm giác không cam lòng, hắn ngẩng đầu chợt thấy Lục Ngọc Hùng đi đến, thế là bước nhanh lên nghênh đón. Lúc này tâm tình của Lục Ngọc Hùng cực kỳ trầm trọng, dù trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy và bí thư tỉnh ủy tự mình trò chuyện với hắn, hai vị lãnh đạo tỏ ra cực kỳ coi trọng, nhưng hắn vẫn phải dùng mình vì tương lai của mình sau sự kiện Trịnh Khiếu Đống bị bắt hụt ở La Nam. Hắn biết rõ nếu sự việc liên quan đến Trịnh Khiếu Đống bị bùng phát, cũng không biết vận mệnh gì sẽ chờ mình. Lục Ngọc Hùng và Lý Quý Niên cùng đến phòng tổ chức tỉnh ủy để tiếp xúc tổ chức, hai bên gặp mặt nhau vào lúc này cũng không có gì quá bất ngờ. Lý Quý Niên có chút do dự, sau đó cười cười tiến lên nghênh đón Lý Quý Niên. Ha ha, Chủ tịch Lý, không ngờ hôm nay chúng ta có thể chạm mặt ở chỗ này, trưa nay chúng ta phải đi uống vài ly cho vui mới được. Lục Ngọc Hùng cười nói với Lý Quý Niên. Lý Quý Niên tuy không biết Lục Ngọc Hùng đến gặp Bí thư Hào Nhất Phong, thế nhưng hắn biết rõ những gì đối phương tiếp nhận là hoàn toàn khác với mình. Tuy trong lòng khá ghen ghét, thế nhưng ngoài miệng lại nói. Uống vài ly là một ý kiến hay, thế nhưng Bí thư Lục phải là người mời khách mới được. Lục Ngọc Hùng cười nói qua loa hai câu với Lý Quý Niên, khi hắn chuẩn bị hỏi Lý Quý Niên nên dùng cơm ở chỗ nào, chợt nghe thấy Lý Quý Niên nói. Bí thư Lục, hôm nay hai người chúng ta gặp phải chuyện tốt, tôi xin chúc mừng anh. Khi Lục Ngọc Hùng chuẩn bị đồng ý thì Lý Quý Niên đã thay đổi chủ đề. Anh có nghe qua tin tức này chưa? Cục Công an đã tiến hành bắt Trịnh Khiếu Đống, thế nhưng tiểu tử kia quá trơn trượt, lại có thể chạy thoát. Lục Ngọc Hùng tất nhiên biết rõ tin tức này, nhưng hắn vẫn cố ý tỏ ra giật mình. Cục Công an bắt Trịnh Khiếu Đống, vì sao vậy? Còn có thể là vì cái gì nữa? Không phải vì sự kiện vỡ đập Tiểu Nha Sơn sao? Tôi vốn cho rằng bọn họ chỉ cấu kết với nhau để tham ô hủ bại. Không ngờ lại làm ra những hành vi hung ác điên cuồng như vậy, vì giết người diệt khẩu mà đẩy phó phòng Nhiếp Vinh Quân từ trên lầu rơi xuống đất. Một mạng người phải ra đi, đám người này thật sự là quá mức điên cuồng. Lý Quý Niên liên tục mở miệng mắng, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc. Lục Ngọc Hùng chỉ cảm thấy nụ cười trên mặt mình càng thêm căng cứng, giống như một tiểu thư đi làm gái bị người ta vạch trần sự thật. Hắn nào không rõ đây là Lý Quý Niên đang cố ý nói cho mình nghe. Hắn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, thế nhưng ngón tay không khỏi run lên, khoảnh khắc này hắn cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, cảm thấy khó thể tiến lên. Người khác nhìn vào sự kiện vỡ đập Tiểu Nha Sơn thì giống như ngắm hoa trong sương mù, chẳng thấy gì, nhưng Lục Ngọc Hùng lại biết rõ, vụ án này khó thể không liên quan đến mình. Chờ khi Trịnh Khiếu Đống xa lưới,
như vậy sẽ đến lượt mình bị đưa ra ánh sáng. Phải trừng phạt thật nghiêm đám người này, chạy đi thì sao chứ? Lưới pháp luật tuy thưa mà khó lọt. Lục Ngọc Hùng nói ra hai câu này thì cảm thấy giống như đang tự nguyền rủa chính mình. Sau đó hắn nhanh chóng thay đổi chủ đề. Đừng nói đến những chuyện mất vui, chúng ta đi uống vài ly thôi. Cái này có gì là mất vui chứ? Có thể bắt được một con sâu mọt như vậy, thật sự là phúc của thành phố La Nam chúng ta. Tất nhiên chúng ta phải chúc mừng. Lý Quý Niên như cười như không làm cho Lục Ngọc Hùng cảm thấy không thoải mái, nhưng dù thế nào thì hắn vẫn phải ứng phó với Lý Quý Niên. Tuy hai người nói muốn cùng nhau uống vài ly, thế nhưng bữa tiệc rượu này căn bản là không thành. Khi hai người bọn họ rời khỏi khu văn phòng tỉnh ủy, điện thoại của Lý Quý Niên chợt vang lên, có người hẹn gặp mặt Lý Quý Niên, cuối cùng chỉ có thể cùng Lục Ngọc Hùng chia hai ngã đường trước cổng văn phòng tỉnh ủy. Lục Ngọc Hùng thật sự cảm thấy thoải mái, nói thật lòng thì hắn cũng không muốn uống rượu với Lý Quý Niên, vì vậy sau khi nói hai câu thì đường ai nấy đi. Bí thư Lục, chúng ta đi đâu đây? Lái xe Tiểu Trịnh thấy Lục Ngọc Hùng trở nên trầm ngâm thì khẽ hỏi. Tiểu Trịnh, cậu! Lục Ngọc Hùng còn chưa nói xong thì điện thoại vang lên, hắn nhìn số điện thoại lạ lắm, trong lòng chợt run lên. Tuy dãy số này là lần đầu tiên xuất hiện trên điện thoại của Lục Ngọc Hùng, thế nhưng hắn lại biết dãy số này, vì vậy mà nó rất đặc thù. Phía trước là mã vùng thành phố La Nam, phía sau là một dãy số 5, thật sự rất dễ nhớ, cũng được nhiều người thích thú. Nhưng Lục Ngọc Hùng căn bản không để ý xem số điện thoại này giá bao nhiêu tiền, sở dĩ hắn biết dãy số này, vì năm xưa cùng uống rượu với Trịnh Khiếu Đống, khi đó Trịnh Khiếu Đống có nhắc đến con số này. Khi đó Trịnh Khiếu Đống uống rượu say, hắn nói mình có một con số như vậy, tuyệt đối sẽ không dùng. Nếu một ngày nào đó hắn dùng con số kia thì phải là thời điểm cùng đường, cần các vị đại ca ra tay tương trợ. Khi đó Lục Ngọc Hùng căn bản cũng không thèm nhớ đến những lời này của Trịnh Khiếu Đống. Nhưng sau khi Trịnh Khiếu Đống bỏ chạy, những lời kia giống như có liên lạc với hắn, nó liên tục vang lên trong lòng, cuối cùng thì số điện thoại kia cũng gọi đến. Trong lòng tuy sinh ra nhiều ý nghĩ khác biệt, thế nhưng Lục Ngọc Hùng vẫn tiếp điện thoại. Alo, tôi là Lục Ngọc Hùng. Chào Bí Thư Lục, tôi là Trịnh Khiếu Đống. Bí Thư Lục, Lục Đại Ca, lúc này tôi đang gặp rủi ro, cần sự giúp đỡ của ngài. Trịnh Khiếu Đống ở đầu dây bên kia tuy vẫn tỏ ra kính cẩn. Nhưng những lời này truyền vào trong tai của Lục Ngọc Hùng lại tràn đầy hương vị uy hiếp. Lục Ngọc Hùng biết rõ Trịnh Khiếu Đống vì sao phải làm như vậy, chính mình nhận được nhiều lợi ích từ Trịnh Khiếu Đống, tuy rất bí mật nhưng hắn tin tưởng Trịnh Khiếu Đống có nắm chắc căn cứ trong tay. Tuy Thạch Kiên Quân căn bản chưa từng lấy những thứ kia ra, thế nhưng dựa vào những gì mà Lục Ngọc Hùng biết về Trịnh Khiếu Đống, những thứ kia chắc chắn sẽ tồn tại. Anh nói đi. Lục Ngọc Hùng cố gắng trấn định tâm thần, hắn trầm giọng nói. Đại ca cũng biết rồi đấy, lần này tôi rời khỏi thành phố La Nam, như vậy những sự nghiệp đã gầy dựng sẽ như hoa trôi nước chảy. Trịnh Khiếu Đống chậm rãi nói giống như không chút nóng nảy. Tiểu nhân, Lục Ngọc Hùng thầm mắng Trịnh Khiếu Đống, thế nhưng ngoài miệng lại an ủi. Cậu Trịnh, tiền là vật ngoài thân, sinh không mang theo, chết cũng không thể mang theo. Chỉ cần có thể qua cửa này, dựa vào khả năng của cậu, tiền còn là vấn đề sao? Ha ha ha. Cảm ơn đại ca đã quan tâm như vậy, nhưng đại trượng phu không thể một ngày không quyền, tiểu trượng phu không một ngày không tiền. Lúc này tiểu đệ đang khốn đốn, không tiền nửa bước khó đi, thế nên kính mong đại ca hỗ trợ cho một chút tiền để sử dụng. Trịnh Khiếu Đống nói đến đây thì khẽ nói. Tất nhiên tôi cũng không muốn làm đại ca khó xử, chỉ cần ngài tranh thủ cho tôi được 5 triệu là được. Chương 821 một bắn chết phí đạn, chôn sống phí đất. Trịnh Khiếu Đống lần này đi quá vội, rõ ràng không đủ thời gian chuẩn bị tiền. Ngày thường hắn là một người dùng tiền như giấy, bây giờ nếu không có tiền thì sao có thể thực hiện nghiệp lớn bỏ chạy của mình. Lấy tiền cho Trịnh Khiếu Đống, thật sự không đơn giản, Trịnh Khiếu Đống này rõ ràng là điên rồi. Nhưng Lục Ngọc Hùng suy xét lại và hiểu ý của Trịnh Khiếu Đống, chuyện tiền bạc khó khăn thì hắn biết, đối phương chỉ muốn nói với mình vài câu mà thôi. Lục Ngọc Hùng nghĩ và hiểu rõ điều này. Thế là không khỏi nghiến răng nghiến lợi căm hận Trịnh Khiếu Đống, con bà nó không phải là ép người sao. Nhưng Lục Ngọc Hùng căn bản không thể nào ra tay với Trịnh Khiếu Đống, vì trong tay đối phương có căn cứ chính xác về mình, hắn cảm thấy lúc này mình không nên đắc tội Trịnh Khiếu Đống. Quân liều mạng. Đây chính là câu nói miêu tả sinh động nhất về Trịnh Khiếu Đống vào lúc này. Trịnh Khiếu Đống há miệng sư tử xem như phá nát tinh thần của Lục Ngọc Hùng,
một lời thỉnh cầu của đối phương giống như đang ném lên đầu hắn một chiếc vòng kim cô. Được, tôi sẽ để anh cổ đi làm, nhưng này, cậu cũng cần phải cho tôi thời gian mới được. Lục Ngọc Hùng nói đến đây thì nói tiếp. Bây giờ tôi đang ở thành phố Sơn Viên, chờ tôi quay về có được không? Bí thư Lục, chủ tịch Lục, anh em Lú này chúc anh phát triển bay xa vạn dặm, sau khi ngài lên làm chủ tịch thành phố nhất định phải ép chết tên Vương Tử Quân kia, đến lúc đó La Nam sẽ lại là thiên hạ của anh em chúng ta. Trịnh Khiếu Đống nói đến đây thì trầm giọng nói tiếp. Nhưng anh cũng đừng quá kéo dài thời gian, anh cũng biết lúc này thời gian của anh em chúng tôi không còn nhiều, nếu thật sự bị bắt, như vậy sẽ không tốt cho bất kỳ ai. À, tôi biết rồi. Lục Ngọc Hùng nói rồi cúp điện thoại. Lục Ngọc Hùng vốn có tâm tình không xong, bây giờ càng thêm chán nản. Hắn nhìn ra bầu trời âm u ở bên ngoài cửa sổ, tức giận đến mức toàn thân phát run. Hắn biết rõ lời nói của Trịnh Khiếu Đống căn bản cũng không phải chỉ là uy hiếp, đối phương là một kẻ thích liều mạng, căn bản không có gì không làm được. Nhưng mình có thể hoàn thành chuyện ở bên kia sao? Lục Ngọc Hùng nghĩ đến gương mặt tươi cười của tên mập họ Cổ, cuối cùng cũng phải lắc đầu, làm những chuyện thế này không phải là chui đầu vào giỏ sao? Bí thư Lục, chúng ta đi đến đâu? Lái xe lại cẩn thận hỏi Lục Ngọc Hùng. Đi đến tỉnh, văn phòng quỹ đầu tư phát triển tỉnh Sơn Nam. Lục Ngọc Hùng bằng giọng có hơi ngắt quãng. Bảo vệ ở cổng khu nhà thị ủy liên tục đi qua lại, bọn họ mặc chế phục màu đất làm cho Trịnh Khiếu Nam cảm thấy rất phiền toái. Anh nói xem, đủ mọi màu, cứ gì phải lấy màu như vậy. Thật sự không khác gì đất nơi hầm cầu, nếu cứ ở đây nhìn mặt đám bảo vệ, chỉ sợ về nhà cũng khó thể dùng cơm. Trịnh Khiếu Nam có ý nghĩ xấu xa như vậy, hắn phát hiện hầu như tất cả những người tiến vào trong khu nhà thị ủy đều bị đám bảo vệ kia quan sát hỏi han rất kỹ. Nếu như là những ngày mà Trịnh Khiếu Nam còn đang vênh váo ở thành phố La Nam, hắn sẽ không quan tâm đến vài tên bảo vệ kia, nhưng đáng tiếc hắn không còn là Trịnh Khiếu Nam trước kia. Trong mắt người ta thì hắn chính là một con chó rơi xuống nước, là một con chó trốn chạy vì bị công an truy kích. Cơ nghiệp mà anh em hắn cố gắng nhiều năm ở thành phố La Nam bây giờ xem như thất bại trong gang tấc, hai anh em bọn họ cho dù may mắn thoát khỏi một kiếp này, cũng chỉ có thể lưu lạc chân trời góc biển, tha hương xa xứ. Trịnh Khiếu Nam nghĩ đến tình huống phải xa xứ tha hương, hắn không khỏi càng thêm căm hận. Nếu như không phải Vương Tử Quân đến thành phố La Nam, mình và anh trai sao lại rơi vào tình huống như vậy? Năm xưa ở thành phố La Nam đừng nói đến đám bảo vệ kia, dù là đám cảnh sát cũng xem hai anh em hắn như ông nội, kẻ nào cũng phải tỏ ra cực kỳ cung kính. Trịnh Khiếu Nam nghĩ đến khoảng thời gian làm cho người ta mê say trước đó, hận ý trong lòng càng bùng phát điên cuồng. Từ nhỏ hắn đã nổi tiếng là kẻ đánh nhau không muốn sống, rất nhiều người sợ hắn. Sau khi lớn lên hắn càng tuân thủ nghiêm ngặt câu nói có thù tất báo, ăn miếng trả miếng. Anh em bọn họ sở dĩ ở thành phố La Nam mà không ai dám động đến, cũng là vì có liên quan đến tiếng xấu của hắn. Đám đàn em dưới tay chỉ sợ và nể phục Trịnh Khiếu Nam, sở dĩ nể phục hắn như vậy, cũng là vì hắn hiểm độc hơn người ta nhiều lần. Vương Tử Quân làm hại anh em Trịnh Khiếu Nam cửa nát nhà tan, dù là thế nào cũng không thể cho tên này sống khá giả sung sướng. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, chung quanh hắn luôn có ruồi bọ vây quanh, con này bay đi thì con kia bay tới, dù hắn có gan cùng mình cũng không dám tùy tiện ra tay với Vương Tử Quân. Đau khổ nhất với con người không phải làm gì liên quan đến bản thân hắn, anh chém hắn một nhát, hắn chết thì xong chuyện, mọi việc đều như không, nhưng nếu anh động vào người thân của hắn, như vậy sẽ khác, đó mới là tình huống đau xót tàn nhẫn nhất. Trịnh Khiếu Nam rất ít khi đọc sách, hắn nghe người ta nói buổi tối đọc sách sẽ dễ ngủ. Hắn đã thử một lần, khi đó hắn học cấp 2, hắn sai khiến hai tên thủ hạ mua về hai quyển sách, hắn đọc và cảm thấy rất chán ghét, khôn bao lâu sau thì phát sinh kết quả bất ngờ. Hắn nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Hắn chỉ nhớ đến nội dung của một quyển tiểu thuyết, hắn không nhớ rõ nội dung, chỉ còn nhớ đại khái mà thôi, nhưng hắn lại cực kỳ ủng hộ và đồng ý thủ đoạn báo thù của một nhân vật trong sách. Làm cho thân nhân của đối phương chậm rãi chết đi, làm cho đối phương bị tra tấn tinh thần một cách cùng cực, như vậy còn khó chịu và đau đớn hơn cả cái chết. Đối với người bình thường thì tra tấn tinh thần còn khó chịu hơn rất nhiều lần so với nhục thể. Vương Tử Quân có một cô vợ đẹp, lại có đứa con trai mới sinh. Nếu như tất cả rơi vào kết cục bình sứ vỡ nát, như vậy sẽ là nỗi đau cực kỳ khó hàn gắn với Vương Tử Quân. Tuy lúc này vẫn còn cách kết quả kia khá xa, còn chưa được áp dụng, thế nhưng Trịnh Khiếu Nam giống như đã thấy được bộ dạng đau khổ của bí thư Vương Tử Quân. Nếu muốn đạt được hiệu quả như vậy,
Trịnh Khiếu Nam phải tiến vào trong khu nhà thị ủy, chỉ khi đó hắn mới tiếp cận được các gia đình bên trong, mới có thể tiến những thành viên trong gia đình Vương Tử Quân về thế giới cực lạc. Tút tút tút, một chiếc xe từ xa chạy đến như bay, khi chiếc xe đến bên cửa, bảo vệ đang đi qua đi lại xem xét chợt đứng nghiêm giơ tay chào. Tên bảo vệ cũng không hỏi han bất cứ điều gì, nhanh chóng đi mở cửa cho chiếc xe kia chạy vào. Trịnh Khiếu Nam nhìn chiếc xe kia chạy vào, hắn chợt hiểu rõ vấn đề. Tuy hắn là người làm việc xúc động, nhưng hắn là em trai của Trịnh Khiếu Đống, chỉ số thông minh của hắn cũng rất cao. Xe đại biểu cho thân phận, ở thành phố La Nam chỉ cần là người có xe, đám bảo vệ sẽ không dám đắc tội. Nghe nói đám bảo vệ đều có công năng đặc dị, đó là bọn họ sẽ nhớ kỹ từng chiếc xe có giấy phép đi vào địa phương mình canh gác, những người lái xe kia phần lớn đều là khách quen của khu nhà thị ủy. Chương 821-2, bắn chết phí đạn, chôn sống phí đất. Trịnh Khiếu Nam nghĩ đến xe, hắn liếc mắt nhìn khắp bốn phía. Hắn có không ít xe, nhưng đó là trước kia, bây giờ hắn không có chiếc xe nào. Ngay cả hành động lần này cũng vì sợ anh trai ngăn cản mà phải lén lút chạy ra ngoài, bây giờ muốn tìm xe thì căn bản là cực khó. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ đi taxi sao? Trịnh Khiếu Nam nhìn những chiếc xe liên tục qua lại trên đường, gương mặt hắn xuất hiện vài phần bạo ngược, hắn nắm chặt dao găm trong tay, trong lòng chợt bùng lên ý nghĩ cướp xe. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn áp chế được tâm tư điên cuồng như ngựa hoang trong lòng Trịnh Khiếu Nam, tuy khả năng cướp bóc thành công là rất lớn, nhưng sẽ dễ dàng bộc lộ. Nếu như mình gặp phải một tên tài xế không muốn sống, liên tục kháng cự, như vậy sẽ là được không bù mất. Khi Trịnh Khiếu Nam đang tính toán xem nên làm thế nào để lấy xe, đúng lúc thấy một người đang xách theo đủ loại hộp quà lớn nhỏ đi về phía khu nhà thị ủy. Nhân viên cũng không quan tâm. Hơn nữa còn giống như sợ người đến tặng quà phát hiện ra mình và cảm thấy xấu hổ, thế là khẽ lui về phía sau hai bước. Đây là sao? Trịnh Khiếu Nam không rõ vấn đề, nhưng khi thấy người thứ hai đi vào giống như vậy, hắn hiểu đám người đưa quà đến không phải thăm thân nhân, bọn họ đến vì quà cáp người bên trong. Đám bảo vệ không dám cản người đưa quà vào, vì sợ quà tặng cho vị lãnh đạo nào đó, nếu như để cho lãnh đạo biết mình cản người đến tặng quà. Tuy lãnh đạo sẽ khen ngợi mình có tính cảnh giác cao, thế nhưng chỉ sợ sẽ thầm chửi mắng tổ tông 18 đời nhà mình. Anh nói xem, anh ngăn cản đường tiền tài của người ta sẽ vui vẻ được sao? Lãnh đạo không phải là người à? Hi hi, như vậy cũng đúng. Trịnh Khiếu Nam thật sự sinh ra cảm giác hưng phấn ông trời giúp mình, hắn đi đến siêu thị, chỉ sau 2 phút đã lấy ra vài thùng rượu. Tút tút tút. Khi Trịnh Khiếu Nam định đi về phía khu nhà thị ủy, điện thoại bên hông chợt vang lên. Số điện thoại này của hắn chỉ có Trịnh Khiếu Đống biết mà thôi, không cần nói cũng biết người gọi điện thoại là ai. Lúc này hai anh em Trịnh Khiếu Đống và Trịnh Khiếu Nam đều là chuột chạy qua đường, biện pháp nhanh nhất là rời khỏi thành phố La Nam. Vị viện trưởng viện kiểm sát kia đã chuẩn bị xong, ngày mai viện kiểm sát sẽ đưa vài phạm nhân vào nhà ngục, hai anh em bọn họ chỉ cần đi theo xe là được. Sau khi do dự giây lát thì Trịnh Khiếu Nam nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng điệu vội vàng của Trịnh Khiếu Đống. Khiếu Nam, cậu đang ở đâu? Anh, tôi tìm gái phát tiết một chút. Trịnh Khiếu Nam cũng không muốn nói những gì mình sắp làm với anh trai. Thằng khốn này, đến lúc nào rồi còn làm ra những trò mèo thế này? Sướng một chút nhưng không giữ được mạng, tôi nói cho cậu biết, mau quay về, nếu không. Trịnh Khiếu Đống càng nói càng lo lắng, thế nhưng Trịnh Khiếu Đống còn chưa nói xong thì Trịnh Khiếu Nam đã dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Anh, lát nữa em trả lời anh sau. Trịnh Khiếu Nam nói rồi cúp điện thoại, hắn đi về phía khu nhà thị ủy. Lúc này thời tiết vẫn còn lạnh, nhiều người đội mũ kín đầu, Trịnh Khiếu Nam cũng đội mũ và quấn cả khăn, không phải là người quen thì căn bản không thể nhận ra được. Kiếp này Trịnh Khiếu Nam làm không ít chuyện xấu xa, bây giờ lại càng quen tay quen chân, nhưng hiện tại hắn đi đến cổng khu nhà thị ủy và vẫn cảm thấy có chút căng thẳng. Dù sao thì có đi qua được cánh cổng kia hay không sẽ là có báo thù được hay không? Liên quan đến tình huống cả đời này Trịnh Khiếu Nam có làm chó nhà tang chui rúc khắp nơi hay không? Trịnh Khiếu Nam cầm theo thuốc rượu tiến lên phía trước, tên bảo vệ thấy hắn thì chỉ nhíu mày, trong miệng lầm bầm một tiếng, sau đó đi về phía một đàn ông giống như đang thu mua ve chai. Anh làm gì vậy? Bảo vệ lớn tiếng hỏi tên đàn ông kia. Thu mua đồng nát. Tên đàn ông vừa nói vừa móc thuốc ra mời tên bảo vệ. Tên nhân viên bảo vệ đưa mắt nhìn trời, hắn ngạo mạn nhận thuốc. Sau đó chờ tên đàn ông thu mua đồng nát châm lửa cho mình, lại chậm rãi khiển trách.
anh thua mua đồng nát mà dám chạy vào chỗ này sao? Anh cũng không hỏi xem đây là đâu à? Tôi nói cho anh biết, ở trong này đều là lãnh đạo thành phố, anh đến đây thua mua đồng nát được sao? Anh mau đi chỗ khác. Trịnh Khiếu Nam nhìn tên bảo vệ chặn đường người đàn ông thua mua đồng nát, trong lòng thầm sinh ra cảm giác hèn mọn. Thầm nghĩ anh là bảo vệ, anh biết cái quái gì, dân thua mua đồng nát cũng có vàng trong người. Những năm trước không phải trên báo đã nói rồi sao, một tên thua mua đồng nát nhặt được một dương vàng. Trịnh Khiếu Nam cũng không xa lạ gì khu nhà dành cho đám thường ủy thị ủy, năm xưa anh em hắn đã không ít lần đến nhà của Lục Ngọc Hùng, càng không ít lần đến thăm hỏi bí thư Trình tự học. Nhưng bây giờ tất cả đã không còn, người và vật đã không còn, hắn từ một vị thượng khách biến thành một kẻ tội phạm nguy hiểm bị truy nã. Trịnh Khiếu Nam nhớ đến anh Trịnh Khiếu Đống mà thật sự muốn tìm một chỗ khóc lớn cho thoải mái, anh hắn cả đời này thật sự không dễ dàng gì. Đừng thấy anh hắn thường hay mắng mỏ dậy bảo hắn trước mặt người ngoài mà nghĩ lầm, thực chất Trịnh Khiếu Đống rất thương yêu hắn. Có câu anh cả như cha, Trịnh Khiếu Nam thấy anh còn yêu thương mình hơn cả cha. Trịnh Khiếu Đống là người nói năng thận trọng, nếu chính mình phạm sai lầm, anh luôn là người chạy đến trước tiên, bộ dạng giống như gà mẹ giang cánh bảo vệ đàn con. Tuy ngày thường hắn cũng luôn phát sinh cãi vã với Trịnh Khiếu Đống, thế nhưng trong lòng luôn xem Trịnh Khiếu Đống là cây đại thụ của mình. Ngày thường Trịnh Khiếu Nam căn bản không thích bộ dạng dạy bảo của Trịnh Khiếu Đống, vì những năm nay chỉ cười kẻ lắm mồm mà không cười kỹ nữ, chỉ cần có tiền là được. Nghĩ lại thì thấy Trịnh Khiếu Đống cũng có lý của mình. Mỗi khi thấy mặt đám quan lại thì Trịnh Khiếu Đống thường nịnh họt ton hót, điều này làm cho Trịnh Khiếu Nam cảm thấy khinh thường. Nếu như nói lãnh đạo cũng là người như vậy tiền sẽ là cha của lãnh đạo, không, phải là ông nội của lãnh đạo, nếu không thì đám lãnh đạo kia thấy tiền thì hớn hở như vậy. Trịnh Khiếu Nam nghĩ về anh mình mà không khỏi cảm thấy xúc động chảy nước mắt, một cơn gió lạnh thổi qua chợt làm cho Trịnh Khiếu Nam bừng tỉnh. Hắn lau nước mắt rồi thầm nghĩ anh, những năm này em gây ra nhiều phiền toái cho anh. Làm phiền anh mỗi ngày phải chạy đến xử lý sự việc. Lần này em dù bất cứ giá nào cũng xem như báo đáp công ơn nuôi dưỡng của đại ca. Tiếp sau anh em chúng ta tiếp tục là anh em, khi đó em sẽ là thân châu ngựa báo đáp cho đại ca. Trịnh Khiếu Nam thầm nghĩ như vậy, hắn đi về phía khu thường ủy thị ủy. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, tất nhiên sẽ ở trong một trong những căn nhà đầu tiên ở trong khu này. Một căn nhà 4 tầng, tuy vẻ bề ngoài có chút cũ nát nhưng cây cối xanh tươi, biểu hiện khí thế không tầm thường. Trịnh Khiếu Nam đi vào trong, hắn thấy vợ của Trình Tự Học đang đi cách đó không xa. Chương 822, dân liều mạng đi trên con đường bỏ mạng. Trịnh Khiếu Nam cực kỳ khinh thường người phụ nữ này, năm xưa anh hắn đến tặng quà, người phụ nữ này luôn miệng từ chối, nhưng mỗi lần như vậy mắt sáng hơn sao, tâm tình vui vẻ như điên. Bà ta nắm chặt không buông, giống như sợ chỉ cần nói thêm một câu từ chối thì anh em Trịnh gia sẽ bỏ chạy mất. Khi thấy người phụ nữ kia với bộ dạng ngăn nắp rõ ràng, Trịnh Khiếu Nam trầm ngâm giây lát rồi đi đến chào hỏi. Chị dâu, chị đang bận rộn gì vậy? Người phụ nữ kia thấy Trịnh Khiếu Nam thì không nhớ ra đây là ai, nhưng khi thấy những thứ hắn mang theo thì thật sự là hai mắt tỏa sáng. Cậu đến tìm anh Trình nhà tôi sao? Anh ấy vừa đi rồi, lát nữa sẽ quay lại, cậu vào nhà ngồi một lát nhé. Người phụ nữ cho ra lời mời nhiệt tình làm cho Trịnh Khiếu Nam cười lạnh không thôi, hắn không ngờ lại có kẻ ngu ngốc như vậy. Nhưng dù sao thì cũng vì người phụ nữ này tham lam mà mới khiến cho hắn đắc thủ, thế nên hắn cảm thấy rất đắc ý vì những món lễ vật mà mình đã chuẩn bị. Trịnh Khiếu Nam lại có thể đến gia đình từng là đệ nhất ở nơi này, điều này làm hắn cảm thấy rất đắc ý. Hắn chờ người phụ nữ này đóng cửa lại thì khẽ nói. Chị dâu, anh Trình đi làm khi nào thì về? Anh Trình sao, anh ấy không bao lâu nữa sẽ về thôi, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy. Người phụ nữ lên tiếng, sau đó định cầm lấy điện thoại. Lúc này Trịnh Khiếu Nam cơ bản đã xác định trong nhà không có người nào, thế là hắn vung tay giữ lấy tay của đối phương rồi dùng giọng u ám nói. Chị dâu, không cần gọi điện thoại đâu. Người phụ nữ bị giữ chặt tay, bà chợt lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, bà dùng giọng kinh hoàng thất thố hét lên. Trời! Thì ra cậu là Trịnh. Trịnh Khiếu Nam vốn chỉ muốn từ trong miệng người phụ nữ này tìm ra vị trí nhà của Vương Tử Quân ở nơi đâu, lại không ngờ mình bị người phụ nữ này nhận ra. Trịnh Khiếu Nam thật sự có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bàn tay vốn đang chụp lên tay của người phụ nữ chợt thay đổi vị trí, chuyển sang chụp lên tóc của bà. Người phụ nữ quen sống an nhàn sung sướng đột nhiên rơi vào trạng thái sợ hãi,
bà còn chưa kịp vùng vẫy thì đã bị Trịnh Khiếu Nam tùy tiện dùng một chiếc khen nhét vào miệng. Đừng hét lên, nếu không tôi đâm chết bây giờ. Lúc này Trịnh Khiếu Nam đã hoàn toàn biểu hiện bộ dạng hung ác, hắn cầm con dao nhỏ trong tay, lại dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói với người phụ nữ này. Người phụ nữ chỉ ú ớ vài tiếng, trong mắt cực kỳ sợ hãi, toàn thân run rẩy. Trịnh Khiếu Nam thấy bà ta đã sợ hãi, thế là rút khăn ra khỏi miệng, đối phương dùng giọng cầu khẩn nói. Cậu Trịnh, đại ca cậu trước kia có quan hệ khá tốt với anh Trình nhà tôi, điều này. Hai nhà chúng ta, thật sự thân thiết như người một nhà, cậu đang làm gì vậy? Trịnh Khiếu Nam nhìn người phụ nữ giống như đã biến thành một con chó đang vẫy đuôi vui mừng, hắn thật sự tràn đầy khoái cảm, hắn cười hì hì nói. Chị dâu, chị nói đúng, anh của tôi và bí thư Trình có quan hệ gì chứ? Chúng ta là người một nhà. Cậu Khiếu Nam, cậu có phải có chuyện gì không? Có gì cứ nói ra, chỉ cần chị có thể mở miệng, chị sẽ không làm cho cậu thất vọng. Sau khi nghe thấy Trịnh Khiếu Nam còn thừa nhận quan hệ với Trình Tự Học, tâm tư của nàng chợt thả lỏng xuống một chút, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, đã cảm thấy mình thoát khỏi rủi ro. Nhưng Trịnh Khiếu Nam đến đây cũng không phải là vì tiền, hắn chợt cười cười nói. Chị dâu, chị xem tôi là người thế nào rồi? Bí thư Trình rất quan tâm đến anh em chúng tôi nào có thể làm ra những trò như vậy được? Vợ Trình Tự Học thầm nghĩ nếu ngươi lấy chút tiền, như vậy thì tôi sẽ yên tâm hơn. Nhưng bà thật sự không dám nói ra những lời như vậy, bà chỉ có thể dùng ánh mắt thành thật nhìn Trịnh Khiếu Nam, chờ đối phương mở miệng. Chị dâu, tôi đến tìm chị, thực tế chỉ là muốn hỏi đường. Gương mặt Trịnh Khiếu Nam chợt trở nên âm tàn, hắn dùng giọng hung hăng nói. Chị chỉ cho tôi biết nhà của Vương Tử Quân ở nơi nào là được. Người phụ nữ này là vợ của Trình Tự Học, tất nhiên bà biết rõ Vương Tử Quân có ân oán với hai anh em nhà Trịnh gia. Bà nhìn con dao nhọn trong tay của Trịnh Khiếu Nam, nào không biết được Trịnh Khiếu Nam đến đây làm gì. Bà thật sự sợ hãi, đồng thời trong lòng lại sinh ra chút ý nghĩa hả hê. Người phụ nữ này khác biệt với những người khác, nàng thích náo nhiệt, đông như chảy hội chính là thói quen của nàng. Sau khi Vương Tử Quân đến đây, Trình Tự Học là chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố bắt đầu thất thế. Trước kia mỗi khi Trình Tự Học về nhà dùng cơm sớm đều phải gọi điện thoại cho bà. Vì khi đó bí thư Trình có rất nhiều bữa tiệc xã giao cần tham gia. Nhưng sau khi Vương Tử Quân đến thì tình huống chợt khác biệt, dù ngẫu nhiên cũng có xã giao thế nhưng tình huống về nhà dùng cơm lại là chủ yếu. Người phụ nữ này không chỉ một lần lén quan sát Vương Tử Quân, mỗi khi thấy tiểu yêu tinh trong nhà Vương Tử Quân đưa con ra ngoài chơi thì bà thật sự rất ghen ghét, hận không thể biến đối phương thành một bà lão. Đúng là không thể chịu được, đã có con rồi mà vẫn đẹp đến mức như vậy, gương mặt đẹp đẽ trắng trẻo. Tiếng phổ thông tiêu chuẩn, chào hỏi người khác rất lễ phép, thật sự làm người ta khó chịu. Hơn nữa cô nàng chỉ cần cười nói hay nhăn mày cũng đều cực kỳ chói mắt, cũng không ai ngờ đó là đệ nhất phu nhân, phải nói là đệ nhất yêu tinh mới đúng. Vợ Trình Tự Học thầm oán như vậy, thế nhưng bà cũng không thể không thừa nhận sự kiện mình là đệ nhất phu nhân ở thành phố La Nam đã lui vào dĩ vãng. Những năm gần đây thật sự là mắt chó nhìn người thấp, những người trước kia không có việc gì thường kéo đến đứng chật nhà. Bây giờ lại giống như ruồi bỏ chạy sang vây quanh phía bên kia. Hơn nữa đứa con bảo bối của nhà bên kia lại càng biến thành báu vật, dù ai thấy cũng dừng lại vui đùa, có gì làm quá như vậy. Khi người phụ nữ này suy nghĩ miên man thì Trịnh Khiếu Nam thật sự có chút khó chịu. Trịnh Khiếu Nam dùng ánh mắt hung hăng nhìn bà, điều này không khỏi làm cho bà cảm thấy rùng mình, khoảnh khắc này mới chợt nhớ là Trịnh Khiếu Nam là kẻ liều mạng, đây là lời đánh giá của Trình Tự Học với Trịnh Khiếu Nam. Lúc này Trịnh Khiếu Nam đến tìm nhà Vương Tử Quân để làm gì? Bà chợt tỉnh táo và cảm thấy toàn thân như căng cứng, cực kỳ sợ hãi. Bà nghĩ đến tình huống người phụ nữ như tiểu yêu tinh và đứa bé xinh xắn kia sắp biến mất, thế là trong lòng bùng lên cảm giác sảng khoái, thế nên mới cười nói. Thì ra cậu đến để tặng quà cho bí thư vương ở căn nhà đầu tiên ở phía đối diện, cậu chỉ cần đi qua là được. Trịnh Khiếu Nam thấy khóe miệng người phụ nữ lộ ra nụ cười. Lúc đầu còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng cuối cùng hắn lại nhìn rõ đó là nụ cười hả hê vui mừng. Trịnh Khiếu Nam xem như đã hiểu ra vấn đề, sau khi xác nhận thì hắn cười nói. Chị dâu, thật sự cảm ơn chị. Chương 823, một sống có sáng ý, chết cũng có dũng khí. Cậu Trịnh, đây chỉ là chuyện nhỏ, cậu còn cảm ơn gì? Người phụ nữ cười cười với Trịnh Khiếu Nam rồi dùng giọng thân mật nói. Trịnh Khiếu Nam cũng cười. Nụ cười của hắn thật sự rất đẹp mắt.
chợt nghe thấy hắn lên tiếng. Chị, tôi sẽ không quấy rầy chị nữa, nhưng trước khi đi có một chuyện cần nói với chị. Chuyện gì, cậu cứ nói, chuyện lớn thì chị không làm được nhưng chuyện nhỏ thì không là vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Trịnh Khiếu Nam nhìn người phụ nữ đối diện đang vỗ ngực, hắn cười cười nói. Chuyện này thật sự là người khác không làm được, chỉ có chị dâu mới có thể giúp được mà thôi. Trịnh Khiếu Nam vừa nói vừa vung dao nhọn trong tay lên cổ người phụ nữ đối diện, chỉ khoảnh khắc sau máu tươi đã phun ra như suối. Cậu, người phụ nữ liều mạng ôm lấy cổ, trong mắt cực kỳ khiếp sợ, rõ ràng nàng tuyệt đối không ngờ người này lại muốn giết mình. Trịnh Khiếu Nam là một kẻ liều mạng. Trong lòng người phụ nữ lại xuất hiện bộ dạng của chồng khi nói ra những lời như vậy, thế nên bà càng tỏ ra khủng hoảng. Nhưng thời gian sợ hãi của bà càng không kéo dài lâu, bà không cam lòng ngã xuống dưới tiếng cười dữ tợn của Trịnh Khiếu Nam. Trịnh Khiếu Nam dùng khăn bàn lau sạch vết máu trên con dao nhỏ, trên miệng là nụ cười khinh miệt. Hắn cũng không muốn di chuyển thi thể mập như heo kia, chỉ cầm lấy dao cất bước đi ra bên ngoài. Máu tươi làm cho Trịnh Khiếu Nam cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích thích. Tình cảnh sắp phát sinh càng làm hắn sinh ra cảm giác chờ mong. Hắn đi đến căn nhà đối diện, đi đến chiếc cửa chống trộm, sau đó khẽ gõ cửa. Ai vậy? Chào chị, tôi là người của văn phòng thị ủy, bí thư Vương để tôi đến lấy văn kiện. Trịnh Khiếu Nam đã sớm nghĩ kỹ lý do, hắn trầm giọng nói vào bên trong. Lúc này trái tim của Trịnh Khiếu Nam chợt đập lên mạnh mẽ, chỉ cần cánh cửa kia mở ra, tất cả những suy tính của hắn sẽ trở thành sự thật. Cửa khẽ mở. Một cô gái thò đầu ra, Trịnh Khiếu Nam nhìn gương mặt tinh xảo của nàng, trong lòng thầm nghĩ Vương Tử Quân thật sự có phúc, có một người vợ xinh đẹp như vậy. Khi cửa mở ra thì hắn nhanh chóng chen vào, cửa chống trộm cũng bị hắn đóng lại thật chặt. Anh làm gì vậy? Tiểu Na thật sự tức giận vì hành vi vô lễ của người đàn ông đối diện, nàng tức giận đỏ mặt tía tai, không quên trầm giọng quát lớn. Hi hi, tôi làm gì sao? Chút nữa sẽ biết ngay thôi. Trịnh Khiếu Nam nói. Ánh mắt xẹt qua người Tiểu Na, chợt thấy trong phòng còn một người phụ nữ khác. Người phụ nữ kia tuy đang mặc đồ ngủ thế nhưng gương mặt quá đẹp lại làm cho hắn phải sững sờ. Trong lòng người phụ nữ kia còn có một đứa bé. Mạc Tiểu Bắc thấy Trịnh Khiếu Nam không nói lời nào và chen vào cửa, nàng ý thức được có gì đó không đúng, nhưng nàng vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trịnh Khiếu Nam, bộ dạng không chút bối rối. Ha ha ha, không thể ngờ Vương Tử Quân lại có khả năng như vậy, trong nhà có hai đóa hoa. Trịnh Khiếu Nam đẩy Tiểu Na ra, hắn đi đến trước mặt Mạc Tiểu Bắc, hắn đưa tay về phía đứa bé rồi cười hì hì nói. Đây là con trai của Vương Tử Quân sao? Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại chân thật đáng tin của Mạc Tiểu Bắc truyền vào trong tai Trịnh Khiếu Nam. Trịnh Khiếu Nam không khỏi rụt tay lại, thế nhưng chỉ sau nháy mắt hắn lại nổi giận. Chính mình gần đây là một người to gan liều mạng, bây giờ lại bị một người phụ nữ dọa cho sợ hãi sao? Hắn lấy con dao nhỏ trong người ra, sau đó dùng giọng hổn hển nói. Tay bẩn sao, tay cô sạch sẽ à? Chút nữa ông sẽ lấy bàn tay bẩn này động vào người cô, dùng bàn tay bẩn này để giết cả nhà cô, cảm thấy tiền dâm hậu sát thế nào? Bốp! Trịnh Khiếu Nam còn chưa kịp nói xong thì nắm đấm đã nện lên đầu hắn, nắm đấm này thật sự là không có bất kỳ hình ảnh hay dấu hiệu nào, tốc độ lại quá nhanh, nhanh đến mức làm cho hắn không kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy người phụ nữ đối diện đang ôm con nhỏ dùng ánh mắt căm tức nhìn mình, ánh mắt tức giận kia như có lửa đỏ, thật sự nhìn qua cảm thấy rất đẹp, ngay sau đó thì đầu đã rất đau đớn. Một đấm làm cho Trịnh Khiếu Nam cảm thấy choáng váng mặt mày, chỉ cảm thấy hàng ngàn ngôi sao đang xả xuống lấp lánh trước mặt. Khi Trịnh Khiếu Nam cảm thấy cực kỳ căm tức, chợt cảm thấy một lực lượng từ phía sau truyền đến, dưới lực tác động này hắn đã văng đi như một cái bao tải. Cơ thể Trịnh Khiếu Nam đập mạnh xuống sàn nhà, cũng may đây là sàn nhà bằng gỗ, thế cho nên hắn tuy rớt xuống rất mạnh nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên. Đúng lúc này hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, đặc biệt là bộ vị bị đá vào càng bùng lên cảm giác đau đớn nhói tim. Con bà nó, gặp phải cao thủ rồi. Trịnh Khiếu Nam tự nhận mình là người có thủ đoạn lợi hại, thế nhưng lúc này cũng cực kỳ kinh hoàng, hắn ý thức được mình đã gặp cao thủ. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn có vẻ như yếu hèn ở trước mặt chính là một cao thủ căn bản khó thể nào động vào được. Người phụ nữ này không phải là kẻ yếu. Trịnh Khiếu Nam thầm tính toán như vậy, hắn vùng vẫy đứng lên. Đột nhiên một tiếng xoảng vang lên, trước mắt hắn tối sầm, những ngôi sao lóe lên trước mặt chợt biến mất, thế giới của hắn rơi vào trong bóng tối. Tiểu Na, đó là bình hoa cô thích nhất.
Mạc Tiểu Bắc vẫn ôm chặt con trai, nàng nhìn bình hoa chỉ còn lại một phần trong tay của Tiểu Na, thế là không khỏi dùng giọng đau lòng nói. Tiểu Na nhìn bình hoa vỡ nát mà khẽ rũi đầu lưỡi nở nụ cười xấu hổ, cô của nàng chính là một cao thủ trong quân ngũ, nhiều người đàn ông không phải là đối thủ, nàng biết rất rõ điều này. Chẳng qua tên cướp cạn kia chạy vào nhà, vừa rồi nàng quá căng thẳng mới dùng bình hoa đập lên đầu đối phương mà thôi. Tiểu Na nghĩ lại và cảm thấy cực kỳ khó tưởng, trước kia mình quét dọn vệ sinh, muốn dịch chuyển bình hoa cũng cảm thấy nặng nề khó khăn. Vừa rồi tình thế cấp bách, nàng không ngờ lại có thể nâng nó qua đầu và đập xuống đầu tên kia được. Tiểu Na nghĩ đến độ nặng của bình hoa khi Bí Thư Vương đưa nó về cho cô, nàng nhìn Trịnh Khiếu Nam lúc này đang nằm yên không nhúc nhích rồi dùng giọng lo lắng hỏi. Cô, hắn không chết đấy chứ? Cháu dùng sức không quá lớn, hắn cũng không chết được. Hơn nữa hắn vào nhà ta hàng hung, cho dù chết thì cháu cũng chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Mạc Tiểu Bắc cười cười, nàng khẽ hôn lên mặt con trai rồi phân phó với Tiểu Na. Gọi điện thoại cho chú, những việc còn lại để cho anh ấy xử lý. Vương Tử Quân nghe nói có người vào nhà mình hành hung mà không khỏi vã mồ hôi lạnh, dù hắn rất tin tưởng vào thân thủ của Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng không khỏi tỏ ra hoảng sợ. Hắn cảm thấy lòng nhói đau, thế là không khỏi run rẩy. Tiểu Na, không có việc gì chứ? Chú hỏi ai cơ, tên hành hung kia đã bị đánh ngã, bây giờ còn đang hôn mê. Tiểu Na có chút ngây ngốc, nàng tùy tiện nói với Vương Tử Quân. Chương 823, 2, sống có sáng ý, chết cũng có dũng khí. Tiểu Na nói ra những lời như vậy xem như tạm thời làm cho Vương Tử Quân yên tâm, nhưng ngay sau đó hắn chợt nổi giận, hắn bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Kim Điền Lạc đang đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn thấy Vương Tử Quân trầm mặt thì không hiểu có chuyện gì xảy ra, hắn vội vàng hỏi. Bí Thư Vương, có chuyện gì sao? Có người đột nhập vào nhà tôi hành hung. Vương Tử Quân vừa đi về phía trước vừa trầm giọng nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc nhịn không được phải cảm thấy rùng mình, hắn không ngờ có người chạy đến nhà Vương Tử Quân để hành hung. Hắn thấy Vương Tử Quân vội vàng xuống lầu, thế là nhanh chóng đi theo, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an Mễ Hoa Lâm. Vì đều là ái tướng tâm phúc của Vương Tử Quân, vì vậy Kim Điền Lạc có quan hệ rất tốt với Mễ Hoa Lâm. Nhưng lúc này sau khi nối thông điện thoại thì Kim Điền Lạc không khỏi dùng giọng oán giận nói. Mễ Hoa Lâm, anh làm Cục trưởng Cục Công an thế nào vậy? Anh nghe cho kỹ đây, bây giờ tôi lệnh cho anh nhanh chóng đến khu nhà thị ủy, nếu có chút sơ suất nào thì anh nhanh chóng từ chức là vừa. Mễ Hoa Lâm nhận được điện thoại của thư ký trưởng Kim Điền Lạc, hắn còn định mở miệng nói vài câu vui đùa, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Kim Điền Lạc dùng lời răn dạy lấn át. Kim Điền Lạc là ai? Mễ Hoa Lâm biết rõ thư ký trưởng gần đây luôn vui cười hòa ái, nói chuyện không bao giờ nóng nảy, gương mặt luôn như Phật Di Lặc, bây giờ sao vậy? Vì sao lại nổi giận? Có chuyện gì xảy ra? Khu nhà thị ủy, không phải xảy ra vấn đề gì về an ninh đấy chứ? Mễ Hoa Lâm chợt trầm mặt xuống, hắn cũng bất chấp những gì khác mà lên tiếng. Thư ký trưởng Kim, có gì xảy ra sao? Có người vào nhà Bí Thư Vương hành hung. Kim Điền Lạc nhìn chiếc xe số 1 thị ủy La Nam chạy đi như bay, hắn cũng nhanh chóng vào trong xe của mình, nói xong thì cúp máy. Mễ Hoa Lâm ngây cả người, hắn không thể ngờ ở thành phố La Nam này có người dám đến nhà Bí Thư Vương hành hung, đây là tình huống liều mạng, là to gan lớn mật như thế nào. Hắn thật sự rất tức giận, hắn ngây ngốc giây lát, sau đó nhấc điện thoại lên cho ra chỉ lệnh. Thông báo cho chi đội cảnh sát hình sự và đặc công, tập hợp trong thời gian 3 phút. 5 phút sau phải đi đến khu nhà thị ủy, nếu kẻ nào quá hạn chưa đến, ông sẽ cách chức kẻ đó. Vương Tử Quân vội vàng về nhà, cửa nhà được mở ra, trước mặt là mùi máu tươi, một người đàn ông nằm chổng vó trong phòng khách, bên cạnh là một mớ mảnh sành vỡ. Đối diện là ghế salon, Mạc Tiểu Bắc đang cầm bình sữa cho con trai bú, vẫn rất bình thường, không có vấn đề. Tuy Vương Tử Quân thông qua điện thoại đã biết không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng bây giờ quay về thật sự thấy không có gì thì trong lòng mới thở phào một hơi. Hắn cũng không quan tâm đến tên đàn ông kia là ai, mà nhanh chóng đi về phía Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc dù đang cho con bú nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Vương Tử Quân, nàng thấy hắn kinh hoàng chạy về nhà, thế là cặp mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Vương Tử Quân tiến lên ôm lấy hai mẹ con Mạc Tiểu Bắc, ngược lại Mạc Tiểu Bắc lại mở miệng an ủi. Không có việc gì cả, anh cũng biết bản lĩnh của em. Người kia căn bản không thể nào hại được con mình. Bầu không khí yên tĩnh của khu nhà thị ủy bị phá vỡ hoàn toàn, vài phút sau có 7-8 chiếc xe cảnh sát chạy vào, thế
theo sau đó là 3 chiếc xe cứu thương. Đoàn xe như vậy tiến vào khu nhà thị ủy làm cho đám bảo vệ trực ban cảm thấy sợ hãi, tình huống này xảy ra, như vậy là gì? Nhất định xảy ra chuyện lớn. Đám người bọn họ muốn hỏi một câu, thế nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của đám cảnh sát, bọn họ cũng không muốn làm chậm trễ chuyện của người ta. Bí thư Vương, tôi đã đến chậm. Mễ Hoa Lâm mang theo một đám cảnh sát xông vào nhà Vương Tử Quân, đúng lúc hai vợ chồng Bí thư Vương đang ôm nhau, hắn nhìn tình huống khắp chung quanh mà thở dài một hơi. Dù sao thì nhà của Bí thư Vương cũng không có vấn đề, đây là kết quả tốt nhất, còn tên hành hung nằm trên mặt đất, trực tiếp đưa đi là được. Đám cảnh sát đi theo hắn nhanh chóng nhìn về phía tên đàn ông trên mặt đất, đây là thằng khốn nào mà cả gan làm loạn, dám chạy đến nhà hành hung người thân của Bí thư thị ủy, không phải đang cố ý cướp bát cơm của anh em sao? Vương Tử Quân thấy Mễ Hoa Lâm đưa người đến thì khẽ buông Mạc Tiểu Bắc ra, khi hắn đi về phía Mễ Hoa Lâm, lại có không ít người chạy đến báo cáo với bộ dạng mồ hôi nhễ nhại. Cục trưởng Mễ, tiểu tử này chính là Trịnh Khiếu Nam. Một tên cảnh sát nhận ra Trịnh Khiếu Nam, lúc này thấy người đàn ông đang nằm trên mặt đất là Trịnh Khiếu Nam, thế là không khỏi dùng giọng sợ hãi nói với Mễ Hoa Lâm. Mễ Hoa Lâm nghe thấy đó là Trịnh Khiếu Nam thì cũng kinh hoàng, bây giờ đang cố gắng vây giáp người này, không ngờ hắn lại chạy đến nhà của Bí thư Vương. May mà không có việc gì xảy ra, nếu có sơ suất thì chỉ sợ hắn cũng không còn mặt mũi làm cục trưởng cục công an thành phố La Nam. Khi Mễ Hoa Lâm đang nghĩ đến hậu quả sự việc thì đám cảnh sát đi theo cảm thấy rất bức bối, dựa vào thanh danh của Trịnh Khiếu Nam, bọn họ có không ít lần có liên hệ với người này. Đây là một kẻ tính cách thô bạo, cực kỳ hung ác, thuộc loại điên cuồng không muốn sống, chẳng lẽ trong nhà Bí thư Vương có cao nhân, vì sao có thể đáng Trịnh Khiếu Nam ngất xỉu được? Bí thư Vương không có ở nhà, chẳng lẽ Vương phu nhân? Khi mọi người đang cực kỳ giật mình, lúc này một viên cảnh sát đi theo sau lưng Mễ Hoa Lâm chợt chạy đến trước mặt Mạc Tiểu Bắc rồi chào nói. Chào Trung tá Mạc. Mạc Tiểu Bắc nhìn người đàn ông trước mặt rồi khẽ đáp lễ. Chào Đại đội trưởng Triệu. Đại đội trưởng Triệu thấy Mạc Tiểu Bắc còn nhận ra mình, hắn càng nở nụ cười sáng lạn rồi nói. Người này thật sự không may, đang lúc bị truy đuổi lại chạy đến chỗ Trung tá Mạc, thật sự là tự thắt cổ mình, chán sống rồi. Đám cảnh sát khác nhìn thấy cảnh sát Triệu có quen biết với Vương phu nhân, thế là không khỏi cảm thấy hâm mộ. Nhưng có người kinh ngạc thầm nghĩ. Anh Triệu ngày thường giống như một khúc củi, không ngờ đến đúng thời điểm lại có thể ăn nói hay như vậy, xem ra cơ hội thăng tiến sau này là rất cao. Mễ Hoa Lâm cũng sững sờ, hắn biết vị đội phó đại đội cảnh sát hình sự này chuyển nghề từ đơn vị đặc chủng trong quân đội, công phu võ thuật rất giỏi, không ngờ lại có quen biết với Vương phu nhân. Sau khi đội trưởng Triệu lui ra, Mễ Hoa Lâm khẽ hỏi. Cậu có quen biết Vương phu nhân sao? Đúng vậy, tên khốn này đúng là quá xui xẻo mới chạy đến hành hung Trung tá Mạc, cũng không biết soi gương nhìn chính mình, bộ dạng thế này mà chạy đến đây, Trung tá Mạc cho dù không cần dùng tay cũng có thể xử lý được. Chương 824, một ban ngành cứng rắn đội ngũ gào khóc. Đám người ở khắp chung quanh nghe nói nhà bí thư thị ủy có chuyện thì vội vàng chạy đến. Tất nhiên bọn họ căn bản không giúp đỡ được gì, nhưng dù sao thì bọn họ cũng là gia đình cán bộ, ít nhất cũng phải biểu hiện một chút trước mặt Bí thư Vương chứ. Vương Tử Quân nhìn tình huống ồn ào rộn rã, thế là đầu tiên cho Mễ Hoa Lâm đưa Trịnh Khiếu Nam đã ngất xỉu đi ngay, sau đó đi ra cảm tạ hàng xóm đã quan tâm, mất hơn nửa giờ thì bầu không khí mới yên tĩnh trở lại. Ba chiếc xe cứu thương của bệnh viện được phòng y tế thành phố La Nam điều động đến cũng xem như phát huy công dụng, Trịnh Khiếu Nam nhanh chóng được cứu tỉnh. Gia đình Vương Tử Quân không có việc gì, tất nhiên là sẽ có kẻ vui có kẻ không cam lòng. Trình Tự Học là chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, khi nhận được tin tức này thì khẽ vỗ đầu, chỉ sau giây lát thì bừng tỉnh. Sáng nay lão đi làm và thấy mắt trái cứ nháy liên tục, ngồi làm việc trong phòng mãi không tập trung, xem ra bây giờ đã tìm được nguyên nhân, thì ra trong khu nhà thị ủy phát sinh sự việc như vậy. Trình Tự Học thầm nghĩ như vậy, thế là không khỏi nhìn vào mi mắt của mình. Tuy có chút tác dụng nhưng cảm giác vướng bận cũng làm người ta khó chịu. Trình Tự Học ngồi trong phòng uống hết ly trà, sau đó mới nghĩ rằng mình không nên ở lại đây, nhanh chóng đưa người đến nhà an ủi Bí thư Vương. Anh Lý, các anh về trước đi, tôi về nhà một chuyến. Trình Tự Học rời khỏi nhà Vương Tử Quân, sau đó mở miệng nói với các vị phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân vốn cũng không có gì bận rộn, Trình Tự Học lại là người đứng đầu. Tất nhiên không ai ép lão đi làm đúng giờ. Sau khi nói vài lời cáo biệt thì đừng ai nấy đi. Trình Tự Học đi vào nhà mình,
lão dùng chìa khóa mở cửa, không khỏi nuối tiếc thầm nghĩ. Trịnh Khiếu Nam này đúng là không ra gì, mở miệng là nói mình có bản lĩnh, thế nhưng chạy vào nhà Vương Tử Quân lại không làm ai bị thương, thật sự uổng cho danh tiếng lòng lang dạ sói, còn bị người ta đánh cho ngất xỉu. Nếu Trịnh Khiếu Nam giết chết một hai người thì hay quá. Trình Tự Học thầm thở dài một hơi, lão đẩy cửa đi vào nhà, chợt thấy vợ nằm chổng vó trên sàn nhà, máu tươi chảy từng dòng trong nhà như một con giun. Người đâu? Trình Tự Học nhìn vợ mình chết trong vũng máu, thế là không khỏi gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Khi lực lượng cảnh sát thành phố La Nam đang ở vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, lúc này một hội nghị thường ủy đang được tổ chức ở tỉnh ủy. Hào Nhất Phong là người cuối cùng đi vào phòng họp, sau khi nói hai câu với nhóm người Thạch Kiên Quân, lão tuyên bố bắt đầu hội nghị. Hội nghị thường ủy lần này tổng cộng có 5 chương trình nghị sự, những chương trình nghị sự có liên quan đến phương diện ổn định kinh tế đều đã được xử lý từ trước, thế cho nên cũng không sinh ra bất kỳ tranh luận gì ở phương diện này. Sau khi chương trình nghị sự thứ tư được thảo luận xong, phòng họp trầm mặc trong giây lát. Các vị thường ủy tỉnh ủy đều biết chương trình nghị sự cuối cùng mới thật sự thú vị, vì nó liên quan đến vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Tuy chỉ là vị trí chủ tịch thành phố nhưng vấn đề này đã được Vương Tử Quân phản ánh nhiều lần, chính là kiên quyết phản đối Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam. Nhưng Vương Tử Quân lại chỉ nói ra một vài vấn đề có liên quan, và tốt nhất là không nên đề bạt Lục Ngọc Hùng. Hào Nhất Phong lại có thái độ cực kỳ rõ ràng, đó là phải đề bạt Lục Ngọc Hùng. Vì chuyện này mà lão đã nói chuyện với không ít thường ủy tỉnh ủy, yêu cầu bọn họ không nên bị người bên dưới mê hoặc, nhất định phải giữ quyền uy cho tỉnh ủy. Lúc này chúng ta nghiên cứu về vấn đề nhân sự cho thành phố La Nam. Hai ngày trước trưởng phòng Tiền Giang đã nói với tôi, đồng chí chủ tịch Lý Quý Niên của thành phố La Nam đã công tác không ít năm, đã đến thời điểm nên thay phiên. Mọi người nên cho ra lời đề nghị, để xem nên chuyển đồng chí Lý Quý Niên đến vị trí nào thì phù hợp. Hào Nhất Phong mở miệng, tuy nói là cho mọi người thảo luận, thế nhưng thực tế lại vẫn là chính mình làm chủ, đã quyết định sự kiện này, đó là Lý Quý Niên phải rời khỏi La Nam. Hứa Tiền Giang rất phản cảm với lời nói thoái thác của Hào Nhất Phong, rõ ràng là Hào Nhất Phong muốn điều động Lý Quý Niên, đẩy Lục Ngọc Hùng lên cản tay Vương Tử Quân, vì sao lại biến thành Hứa Tiền Giang là người chủ động. Tuy trong lòng không thoải mái nhưng lão là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lão cũng không nên giải thích điều gì, dù sao thì Hào Nhất Phong cũng đã mở miệng, lão chỉ có thể nói theo mà thôi. Hào Nhất Phong nói xong thì Hứa Tiền Giang trầm giọng nói. Bí thư Hào nói rất đúng. Đồng chí Lý Quý Niên công tác thời gian khá dài ở thành phố La Nam, dựa theo quy định luân phiên cán bộ, chúng ta cần phải điều chỉnh vị trí của đồng chí này. Thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ theo sát tiến độ của bí thư Hào Nhất Phong, hắn thấy Hứa Tiền Giang đã lên tiếng, thế là khẽ lên tiếng phụ họa. Tục ngữ nói cây chuyển thì chết nhưng người chuyển thì sống, một vị cán bộ lãnh đạo nếu cứ để ở mãi ở một vị trí sẽ dễ dàng sinh ra trạng thái ngủ mê, hình thành tâm lý tư duy không tốt. Nếu đổi lại cương vị khác, tình huống sẽ khác, cương vị mới sẽ có áp lực mới, sẽ có cảm giác gấp gáp, ép buộc mình phải đề cao học tập để thích ứng với công tác mới. Vì thế tôi hoàn toàn đồng ý trên nguyên tắc với phương diện điều chỉnh đồng chí Lý Quý Niên. Ba người Hào Nhất Phong, Hứa Tranh Viễn và Quan Vĩnh Hạ đã lên tiếng, Thạch Kiên Quân và Lưu Truyền Thụy còn chưa lên tiếng. Bọn họ cũng chỉ có quan hệ bình thường với Lý Quý Niên, cũng không có hảo cảm đặc biệt, tất nhiên sẽ không vì một nhân vật như vậy mà làm khó cho Hào Nhất Phong. Vì không có âm thanh phản đối nên đề tài thảo luận này nhanh chóng được thông qua, lúc này quan trọng chính là sắp xếp chủ tịch Lý ở vị trí nào cho phù hợp. Những năm nay chỉ cần nhổ một cây cải sẽ xuất hiện một cái hố, nếu muốn đẩy Lục Ngọc Hùng vào thì phải tìm được vị trí sắp xếp cho Lý Quý Niên. Hào Nhất Phong cũng không quá quan tâm đến phương diện sắp xếp cho Lý Quý Niên, đối với lão thì bây giờ quan trọng nhất là đẩy Lục Ngọc Hùng lên vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Lão không muốn lãng phí thời gian ở phương diện này. Thế cho nên nhìn thoáng qua Hứa Tiền Giang rồi nói. Trưởng phòng Hứa, các anh có ý kiến gì với hướng đi của đồng chí Lý Quý Niên không? Hứa Tiền Giang đã sớm nhận được lời đồng ý của bí thư Hào Nhất Phong ở phương diện này, thế cho nên lập tức nói. Lúc này phòng dân chính đang thiếu một vị bí thư đảng ủy, phòng lao động đang thiếu một vị trí phó phòng thường vụ. Phó phòng thường vụ tuy là cấp bậc giám đốc sở nhưng cũng là cấp phó sở, chỉ là thêm một chữ mà thôi. Hai chức vụ kia đều giống hệt như nhau, thế nhưng so ra thì vị trí phó phòng thường vụ phòng lao động thương binh xã hội tỉnh càng có lợi ích thực tế hơn. Đám người nghe được lời nói của Hứa Tiền Giang, thế là thầm nghĩ phòng tổ chức tỉnh ủy thật sự biết cách sắp xếp người.
phương diện sắp xếp nhân sự hầu như đều do lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy quyết định, đám người nơi đây đều là lão quan trường, bọn họ là những kẻ nghe tiếng đàn biết bài ca, vì sao có ý đi ngược lại ý nghĩ của Hào Nhất Phong. Hứa Tiền Giang vừa nói xong thì Trương Đông Viễn chợt nói. Đồng chí Lý Quý Niên làm chủ tịch thành phố La Nam nhiều năm, tuy giai đoạn trước có biểu hiện bình thường, thế nhưng trong năm vừa rồi lại có thành tích cao. Nếu đánh giá phương diện khách quan, năm vừa rồi kinh tế thành phố La Nam phát triển nhanh chóng, có công lao không nhỏ của đồng chí Lý Quý Niên. Tôi cảm thấy chúng ta nên xem xét hướng đi của đồng chí Lý Quý Niên, bây giờ anh Mã ở Sở Tài nguyên Môi trường đã lớn tuổi, có phải lúc này chúng ta nên đưa đồng chí Lý Quý Niên sang làm phó phòng thường vụ kiêm nhiệm phó bí thư đảng ủy khối cơ quan hay không? Đến khi anh Mã về hưu, đồng chí Lý Quý Niên có thể tiến lên thay thế tiếp nhận công tác. Chương 824-2, ban ngành cứng rắn đội ngũ gào khóc. Sở Tài nguyên Môi trường, đây là một ban ngành khá tốt, hơn nữa còn là một vị giám đố sở quá độ, thật sự là một chuyện tốt với Lý Quý Niên. Trương Đông Viễn muốn làm gì? Người này có quan hệ thân thiết với Vương Tử Quân, bây giờ cho ra hành động như vậy, rõ ràng đang vì Vương Tử Quân mà xuất lực cho Lý Quý Niên. Tôi cảm thấy hoàn toàn có thể làm như vậy, Lý Quý Niên dù không quá tài năng nhưng lại có thừa tính cẩn thận chặt chẽ, bây giờ nên cho vào công tác ở Sở Tài nguyên Môi trường. Đồng chí Lý Quý Niên cực kỳ ổn định, đến đó chủ trì công tác cũng xem như rất phù hợp. Thạch Kiên Quân đặt bút xuống rồi trầm giọng đề nghị. Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh và Chủ tịch tỉnh cùng tỏ thái độ, coi như đại biểu cho khối chính quyền tỉnh thể hiện thái độ với phương diện sắp xếp cho Lý Quý Niên. Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt phức tạp không đồng nhất của các vị thường ủy tỉnh ủy, thế là đặt cây bút trong tay xuống. Thật sự thì Hào Nhất Phong lo lắng 10 phần với hội nghị thường ủy hôm nay, vì trước đó lão đã tiếp xúc với các vị thường ủy tỉnh ủy để trao đổi ý kiến, dùng giọng cực kỳ ẩn giấu để thể hiện quyết tâm đẩy Lục Ngọc Hùng tiến lên. Cũng không ngờ lúc này lại xuất hiện vấn đề ở phương diện sắp xếp cho Lý Quý Niên. Hào Nhất Phong thấy Lý Quý Niên nên đến làm bí thư đảng ủy khối dân chính, như vậy là rất tốt rồi. Không ngờ Trương Đông Viễn và Thạch Kiên Quân liên hợp gây khó khăn cho mình, muốn đẩy Lý Quý Niên lên vị trí giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Tuy bây giờ Lý Quý Niên còn chưa là giám đốc sở, thế nhưng chức vụ phó phòng thường vụ kiêm phó bí thư đảng ủy cơ quan đã nói rõ vấn đề. Hơn nữa Trương Đông Viễn đã nói rõ ràng, sau khi vị giám đốc Mã kia về hưu thì Lý Quý Niên sẽ tiến lên. Đối với tỉnh Sơn Nam thì chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường có cấp bậc cao hơn cả chức vụ chủ tịch thành phố La Nam. Lý Quý Niên nếu được sắp xếp như vậy thì không phải là giáng chức, rõ ràng là được đề bạt trọng dụng. Thật lòng thì Hào Nhất Phong có tính toán của mình với Sở Tài nguyên Môi trường, nhưng khi nhìn thái độ kiên quyết của Thạch Kiên Quân và Trương Đông Viễn, cuối cùng lão cũng quyết định cho ra chút nhượng bộ ở phương diện này. Nhiều khi đấu tranh chính trị chính là một quá trình thỏa hiệp, có đôi khi phải nhượng bộ càng là cầu tiến. Hào Nhất Phong tổ chức hội nghị thường ủy lần này chính là vì muốn đẩy Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam. Nếu như không sắp xếp tốt cho Lý Quý Niên, Lục Ngọc Hùng có thể thay thế vị trí của Lý Quý Niên hay không? Xem như cho Lý Quý Niên chiếm được chút tiện nghi. Hào Nhất Phong có tính toán như vậy, lão khẽ thổi lá trà trong ly rồi nói. Chủ tịch Trương đề nghị rất hay, nhìn vào một đồng chí cũng không quá chú trọng khuyết điểm, càng phải nhìn vào ưu điểm. Đồng chí Lý Quý Niên tuy không đủ chí tiến thủ nhưng làm việc lại cực kỳ cẩn thận, chúng ta cần một đồng chí như vậy để đến nắm công tác của Sở Tài nguyên Môi trường. Dùng tính cách cẩn thận của anh ấy để làm tốt công tác với tài nguyên môi trường trong tỉnh. Hào Nhất Phong tỏ thái độ như vậy thì sự việc trên cơ bản cũng được xác định, dù sao thì chủ tịch và bí thư cũng đã đồng ý, các vị thường ủy tỉnh ủy còn lại cũng phải chạy theo xu thế. Nhưng Trương Đông Viễn và Thạch Kiên Quân căn bản cũng không có chút vui sướng vì thắng lợi, bọn họ biết rõ, hội nghị thường ủy lần này chú trọng vào vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Lúc này Hào Nhất Phong lấy vị trí phó phòng thường vụ Sở Tài nguyên Môi trường để trao đổi với chức vụ chủ tịch thành phố La Nam, có thể thấy quyết tâm của bí thư Nhất Phong là thế nào. Mỗi lần mở hội nghị thường ủy chính là một cơ hội trao đổi, Hào Nhất Phong là một vị cán bộ lãnh đạo thâm căn cố đế trong tỉnh Sơn Nam, lại là bí thư tỉnh ủy, tất nhiên sẽ nắm chắc thế chủ động ở phương diện nhân sự. Bí thư Nhất Phong có nhiều vốn trong tay, lúc này thông qua cho Lý Quý Niên, thế là càng nắm chắc hơn vài phần. Đối với Vương Tử Quân thì Lý Quý Niên được sắp xếp như thế nào là không quan trọng, chủ yếu là tỉnh ủy phải phân phối cho hắn một người trợ thủ tốt, Lục Ngọc Hùng tất nhiên không phải là một trợ thủ tốt như vậy. Lục Ngọc Hùng là một người cường thế, là cán bộ kinh doanh lâu năm ở thành phố La Nam, sau khi có được vị trí chủ tịch thành phố La Nam, hắn sẽ cam tâm tình nguyện theo chân của Vương Tử Quân sao?
Đán án này hầu như là không thể, hơn nữa hai ban ngành của thành phố La Nam sẽ tràn đầy khói thuốc súng. Hào Nhất Phong đề bạt Lục Ngọc Hùng làm chủ tịch thành phố La Nam, mục đích cũng không phải vì phát triển La Nam, chỉ là muốn đẩy mạnh tình huống cản tay Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Có nhiều người hiểu mục đích này của Hào Nhất Phong nhưng căn bản là không ai dám nói ra, cũng không có ý nói ra. Lý Quý Niên rõ ràng là người không đủ quyết đoán, không có gan đẩy mạnh phát triển, thế nhưng nếu đưa sang Sở Tài nguyên Môi trường thì lại cực kỳ hiệu quả, có thể cống hiến sức lực. Thế cho nên Lục Ngọc Hùng căn bản là người không có đối thủ ở phương diện đề bạt làm chủ tịch La Nam. Lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Hào Nhất Phong, Vương Tử Quân vì vị trí chủ tịch thành phố La Nam mà đến làm phiền các vị thường ủy tỉnh ủy, biểu đạt duy nhất một ý kiến, đó là Lục Ngọc Hùng không phù hợp làm chủ tịch thành phố La Nam. Nhìn vào biểu hiện của bí thư Hào Nhất Phong, thấy quyết tâm của Hào Nhất Phong là đẩy Lục Ngọc Hùng tiến lên, vì đạt mục đích này mà sẵn sàng ném chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho Lý Quý Niên. Hào Nhất Phong cũng thấy rõ ánh mắt của mọi người, lão cũng nghe nói Vương Tử Quân đến phản ánh tình hình cho từng vị thường ủy tỉnh ủy. Nhưng lúc này lão tràn đầy tin tưởng có thể đẩy Lục Ngọc Hùng tiến lên. Lão là bí thư tỉnh ủy, nếu chút vấn đề này không làm cho xong, như vậy còn có thể thực hiện được ý đồ gì nữa? Thành phố La Nam đang ở vào xu thế phát triển mạnh mẽ, đi đầu ở phương diện phát triển kinh tế trong tỉnh Sơn Nam, chúng ta nhất định phải phân phối cho thành phố La Nam một ban ngành mạnh mẽ, một ban ngành có thể thúc đẩy thành phố La Nam phát triển nhanh mạnh hơn. Hào Nhất Phong khẽ ho khan một tiếng, sau đó lão dùng giọng trầm thấp nói. Phân phối một ban ngành hùng mạnh cho thành phố La Nam. Trương Đông Viễn nghe thấy vậy thì không khỏi cười lạnh, hắn thấy lựa chọn tốt nhất là cho Lý Quý Niên ở lại thành phố La Nam vài năm. Khi đó thành phố La Nam có một bí thư hùng mạnh như Vương Tử Quân, Lý Quý Niên là một vị chủ tịch yếu thế sẽ tạo nên góc bù, lấy thừa bù thiếu, có thể phát triển mạnh mẽ. Nếu như bí thư và chủ tịch thành phố đều cường thế, như vậy sẽ không có gì tốt, nhưng những lời này chỉ có thể nghĩ mà không thể nói ra được. Trưởng phòng Tiền Giang, đồng chí Lý Quý Niên đã được điều động khỏi thành phố La Nam, như vậy phòng tổ chức có chuẩn bị nhân tuyển cho vị trí chủ tịch thành phố La Nam chưa? Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, lão trực tiếp đẩy sự việc sang cho Hứa Tiền Giang. Hứa Tiền Giang đã sớm bày mưu đặt kế, dưới tình huống bị động cũng không thể không tiếp chiêu. Lão đặt quyển sổ trên tay xuống bàn nói. Phòng tổ chức chúng tôi đã có chuẩn bị nhân tuyển cho vị trí chủ tịch thành phố La Nam, một người là phó bí thư Lục Ngọc Hùng của thành phố La Nam, người còn lại là phó chủ nhiệm Tiền Minh Lý của phòng nghiên cứu chính sách tỉnh. Đồng chí Lục Ngọc Hùng công tác ở thành phố La Nam nhiều năm. Là cán bộ lão thành ở thành phố La Nam, anh ấy có kinh nghiệm nhiều năm làm trưởng phòng tổ chức và phó bí thư nắm công tác tổ chức, là một người dám đánh dám liều mạng, một thành viên cực kỳ có khả năng. Nếu như anh ấy được tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam, như vậy thì kinh tế La Nam sẽ phát triển mạnh mẽ thế nào? Tiễn Minh Lý lại là một đồng chí có trình độ cao, công tác cẩn trọng trong khối chính quyền tỉnh, đã cho ra những cống hiến không nhỏ với sự phát triển của tỉnh Sơn Nam. Tuy đám thường ủy tỉnh ủy cũng không hiểu rõ về hai người Lục Ngọc Hùng và Tiễn Minh Lý trong lời của trưởng phòng Hứa Tiền Giang, thế nhưng sau khi nghe lời giới thiệu của trưởng phòng Hứa, bọn họ đã hiểu ý của Hào Nhất Phong. Một vài người quen biết với Tiễn Minh Lý lại càng tỏ ra cảm khái vì lời nói của trưởng phòng Hứa. Chương 825, một chữ ổn đứng trước tất cả. Tiễn Minh Lý được đề bạt làm cán bộ cấp phó sở được 3 năm, nói cách khác là vừa đến niên hạn nhận chức. Người này không có kinh nghiệm công tác cơ sở, căn bản là cực kỳ yếu thế, nếu để cho hắn cạnh tranh với Lục Ngọc Hùng, không phải đang đẩy thắng lợi vào trong vòng tay của Lục Ngọc Hùng sao? Đám người nơi đây tuy hiểu rõ nhưng lại không nói ra khỏi miệng, dù sao thì Hứa Tiền Giang nói ra những lời cực kỳ phù hợp quy tắc, Triệu Thiên Lý tuy kém lý lịch nhưng vẫn đủ điều kiện, như vậy là quá đủ rồi. Thạch Kiên Quân nhàn nhạt uống trà, hắn lẳng lặng nghe lời đề cử của Hứa Tiền Giang mà không nói lời nào. Hắn tỏ ra bình tĩnh như vậy lại làm cho người ta cảm thấy đó là tình huống cam chịu không một tiếng động, rõ ràng là vị chủ tịch Thạch này căn bản không muốn vì bổ nhiệm một vị chủ tịch thành phố mà xé toang mặt mũi đối chọi gay gắt với bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Nếu không có sự giúp đỡ của Thạch Kiên Quân, Trương Đông Viễn tuy vẫn còn băn khoăn với lời phó thác của Vương Tử Quân, lúc này đối diện với tình huống bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tỏ ra thổn thức mà thôi. Dù sao thì mở miệng phản đối ở một sự kiện chắc chắn sẽ thất bại sẽ là không sáng suốt với uy tín của một vị thường ủy tỉnh ủy, thậm chí sẽ là đả kích khá nặng. Trương Đông Viễn lúc này đang ở trong xu thế tiến lên, lão cũng không hy vọng con đường thăng tiến của mình gặp phải trở ngại. Lão có chút trầm ngâm, ánh mắt rơi lên người phó bí thư tỉnh ủy Lưu Truyền Thủy.
Nếu nói có người có độ nặng lời nói ở phương diện nhân sự như Hào Nhất Phong thì chỉ còn Chủ tịch Thạch Kiên Quân và Phó Bí thư Lưu Truyền Thủy. Hai người đều là Phó Bí thư, tuy Thạch Kiên Quân là Chủ tịch tỉnh, nhưng Phó Bí thư Lưu Truyền Thủy là người nắm công tác tổ chức, tất nhiên quyền lên tiếng của Lưu Truyền Thủy ở phương diện nhân sự là cực mạnh. Nhưng Trương Đông Viễn nhìn chằm chằm vào Lưu Truyền Thủy một lúc, sau đó thâm thở dài. Lưu Truyền Thủy có quan hệ rất tốt với Trương Đông Viễn, thế nhưng lúc này Phó Bí thư Lưu đang cúi đầu ghi chép, bộ dạng cực kỳ nghiêm trang. Bộ dạng của Phó Bí thư Lưu Truyền Thủy đã biểu hiện thái độ quá rõ ràng, đó chính là việc này không liên quan đến mình, chỉ cần treo lên cao là được. Trương Đông Viễn biết rõ vì sao Lưu Truyền Thủy có ý nghĩ này, vì Lưu Truyền Thủy sắp rời khỏi tỉnh Sơn Nam, tất nhiên sẽ không muốn gây khó dễ cho Bí thư Hào Nhất Phong ở phương diện này. Bò bò giữ mình cũng là một phương án tốt trên quan trường, có lẽ lúc này Lưu Truyền Thủy thật sự có ý nghĩ như vậy. Dù sao đây cũng là thời điểm mấu chốt của Lưu Truyền Thủy, bớt một chuyện cũng tốt hơn có thêm một chuyện, đây là một trong những nguyên tắc để người ta không ngã đổ trong quan trường. Khi Trương Đông Viễn chọn cách trầm mặc, chợt có người nói. Trưởng phòng Hứa, xin hỏi ngài trong hai đồng chí kia ai là người được thành phố La Nam đề cử? Người mở miệng tuy không lớn tiếng nhưng lạ giống như đá một quả bóng cao su ra giữa bàn, bầu không khí bình tĩnh bị phá vỡ, ánh mắt mọi người không tự chủ được phải nhìn về phía bên nà. La Nhân Huy sao? Người mở miệng không ngờ lại là bí thư thị ủy Sơn Viên, là bí thư La Nhân Huy. La Nhân Huy là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy thành phố Sơn Viên, thế cho nên có địa vị cực kỳ đặc thù ở tỉnh Sơn Nam. Bình thường lão ít khi lên tiếng ở phương diện liên quan đến cấp tỉnh, khi có vấn đề về nhân sự thì lại càng tiếc lời như ngọc, căn bản rất ít khi phát biểu ý kiến của mình. La Nhân Huy hôm nay làm sao vậy? Không những mở miệng, lại chĩa vào đúng vị trí yếu hại. Rất nhiều người biết rõ Vương Tử Quân cầm thái độ phản đối đến bàn việc với bọn họ, tất nhiên khi tiếp xúc với phòng tổ chức tỉnh ủy cũng sẽ không đề cử Lục Ngọc Hùng, đây rõ ràng là quyết sách của trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang, nhưng sẽ được thông qua mà thôi. Thế nhưng không ngờ lúc này bí thư La Nhân Huy lại đứng lên nắm thóp. Hứa Tiền Giang nhìn La Nhân Huy, thầm nghĩ vị bí thư thị ủy kia ngày thường như hũ nút, sao bây giờ lại nhào ra giết chóc rồi. La Nhân Huy và Vương Tử Quân có ân oán với nhau, điều này Hứa Tiền Giang không quá rõ, thế nhưng lại biết hai bên có quan hệ không hài hòa với nhau. Lúc này những người có quan hệ tốt với Vương Tử Quân gồm Trương Đông Viễn, Lưu Truyền Thủy và Chủ tịch Thạch Kiên Quân không mở miệng, thế nhưng La Nhân Huy lại nhảy sổ ra. Bên trong nhất định có sắc thái quỷ dị. Nhưng Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức, lão không thể vì chút tình huống quỷ dị này mà không trả lời một câu hỏi của thường ủy tỉnh ủy. Thị ủy La Nam căn bản không nói ra nhân tuyển của mình ở sự kiện này. Hứa Tiền Giang trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Nhưng cậu trả lời của Hứa Tiền Giang rõ ràng là cố ý che giấu, nếu không phải La Nhân Huy lên tiếng, căn bản không bao giờ được trưởng phòng tổ chức trả lời giải đáp. Vì vậy Hứa Tiền Giang nói xong thì La Nhân Huy nói tiếp. Đồng chí Lục Ngọc Hùng là phó bí thư thị ủy La Nam, thị ủy La Nam không cho ra ý kiến của mình, như vậy thì thành phố La Nam đã tỏ thái độ phản đối với sự kiện phó bí thư Lục Ngọc Hùng tiến lên nhận chức chủ tịch thành phố sao? Tuy vẫn là một câu hỏi nhưng giọng điệu của La Nhân Huy lại cư xê kỳ chắc chắn. Thật ra đám người ngồi đây cũng không phải kẻ ngốc, Hứa Tiền Giang nói ra thì bọn họ đã hiểu rõ ý nghĩa. La Nhân Huy lại là lần đầu tiên mở miệng với bộ dạng không che đậy miệng như vậy. La Nhân Huy muốn làm gì? Một số người nhìn gương mặt béo tốt của La Nhân Huy, trong lòng thầm suy đoán tâm tư của vị lãnh đạo thành phố Sơn Viên. Không phải La Nhân Huy muốn thông qua chuyện này để tranh thủ lực ảnh hưởng trong quyền nhân sự đấy chứ? Không đúng, không nói đến những phương diện nhân sự khác, Hào Nhất Phong căn bản rất tôn trọng La Nhân Huy ở phương diện nhân sự của thành phố Sơn Viên, như vậy lão đang muốn làm gì đây? Mọi người thầm suy đoán, chợt nghe La Nhân Huy tiếp tục nói. Hai ngày trước bí thư thị ủy La Nam Vương Tử Quân tìm gặp tôi, khi đó tôi nói nếu muốn phản ánh thì nên đi gặp bí thư Nhất Phong và chủ tịch Thạch, nhưng bí thư Vương Tử Quân nói đã phản ánh qua hai vị lãnh đạo, khi đó anh ấy đến phản ánh vấn đề với một vị thường ủy tỉnh ủy như tôi. Vương Tử Quân phản ánh vấn đề gì thì đám người nơi đây đều hiểu rất rõ, nhưng loại phản ánh này chỉ là một lời đề nghị cho các vị thường ủy tỉnh ủy. Có thể dùng hay không chính là chuyện của bọn họ, căn bản không nên đặt ra mặt bàn. Lúc này La Nhân Huy không những nói ra, hơn nữa còn dùng giọng điệu cực kỳ gọn gàng dứt khoát, hào khí lẫm liệt. Không phải La Nhân Huy đang muốn đẩy Vương Tử Quân lên lò nướng sao? Trương Đông Viễn thầm nghĩ như vậy, cũng hiểu anh xui ra trước kia của mình có ý nghĩ gì. Sau khi Trương Lộ Giai rời khỏi La Gia,
quan hệ giữa hai người Trương Đông Viễn và La Nhân Huy nhanh chóng băng lạnh. Trương Đông Viễn là người đi sau mà đến trước trong ban ngành tỉnh Sơn Nam lại càng làm cho La Nhân Huy cảm thấy không thoải mái, dù hai người đều là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng căn bản cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. Chương 825, hai chữ ổn đứng trước tất cả. Lúc này La Nhân Huy cố ý nhắc đến ý kiến của Vương Tử Quân, cố nói ra những gì mà Vương Tử Quân đã phản ánh, rõ ràng đang cố gắng cho ra kết luận khi mà Hào Nhất Phong nhất quyết đẩy Lục Ngọc Hùng lên vị trí chủ tịch thành phố La Nam mà Vương Tử Quân thì chạy khắp nơi để kêu gọi làm ngược lại. Tất nhiên kết luận của La Nhân Huy căn bản sẽ không có gì là tốt đẹp. Xem ra đây là lòng dạ hiểm độc. Những người ngồi ở trong phòng này căn bản không có kẻ nào ngốc nghếch, đám người bọn họ cũng hiểu rõ vấn đề như Trương Đông Viễn. Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn La Nhân Huy, cảm giác tức giận vừa rồi đã tan biến sạch sẽ, rõ ràng là La Nhân Huy đã dọn ra một bàn tiệc, tạo điều kiện cho lão mượn đề tài của người ta để nói về mình. Một cơ hội như vậy tất nhiên lão sẽ phải tiếp nhận và phát huy. Hào Nhất Phong thầm nghĩ Vương Tử Quân xem như thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời. Dù là người ngu ngốc cũng không nên nói sự việc như vậy cho một kẻ thù là La Nhân Huy. Hào Nhất Phong thầm cười lạnh, lão đặt ly nước xuống rồi nói. Các đồng chí, tôi xin nói hai câu. Hiện tại có nhiều đồng chí không thấy rõ vị trí của mình, bọn họ không làm tốt ở những địa phương cần mình lên tiếng, thế nhưng những thứ không cần bọn họ lên tiếng, vì tư lợi của bản thân mà tùy ý công kích đồng chí của mình, tôi cảm thấy nên cho ra những lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với những đồng chí như thế này. Hào Nhất Phong nói rất nghiêm khắc, tuy lão biết rõ mình không chỉ mặt gọi tên, thế nhưng mọi người đều biết rõ lão đang nói đến ai. Là một đồng chí trong ban ngành của mình, thế nhưng lại vì chút ý kiến không đồng nhất mà tiến hành trả đũa, tôi cảm thấy những loại người có tư tưởng như vậy cần phải được cải tạo, cần phải đổi mới, cần phải tu chỉnh phẩm cách kịp thời. Đối với những loại người thế này, chúng ta là những đồng chí cán bộ lão thành, càng cần phải đứng lên dẫn đường và tiến hành giúp đỡ. Hào Nhất Phong nói đến đây thì uống một hớp nước rồi nói tiếp. Những đồng chí này sở dĩ phát sinh sai lầm như thế, căn bản là liên quan đến thế giới quan, bọn họ làm ra chút thành tích mà cảm thấy mình đứng đầu thiên hạ, càng không cho người trong ban ngành được phép mặc cả, chèn ép những đồng chí dám mở miệng nói thật. Chúng ta cần phải cảnh giác với những loại người này, càng cần phải tiến hành cải tạo cải tiến bọn họ. Tuy Hào Nhất Phong vẫn không nói quá rõ ràng, thế nhưng Trương Đông Viễn lại cực kỳ lo lắng cho Vương Tử Quân. Thầm nghĩ Vương Tử Quân ơi là Vương Tử Quân, anh có ý kiến gì cứ phản ánh với chúng tôi là được, dựa theo trình tự phản ánh với Hào Nhất Phong cũng được, nhưng anh lại phản ánh cho La Nhân Huy, bây giờ lại bị La Nhân Huy đẩy lên đầu súng. Hào Nhất Phong dù không muốn phê bình anh, thế nhưng vào thời điểm này thì lão cũng phải giả vờ cho ra phản ứng. Dù là phản ứng gì thì cũng cực kỳ bất lợi cho Vương Tử Quân. Trước đó Vương Tử Quân phản đối Lục Ngọc Hùng, bây giờ thành cái cớ cho Hào Nhất Phong. Biến anh từ người chú trọng hiện thực trở thành một kẻ tùy ý chèn ép trả thù cán bộ của mình. Đây rõ ràng là một nhận định không tốt với con đường làm quan của Vương Tử Quân. Lúc này Trương Đông Viễn liên tục suy xét vấn đề, thế nhưng lão cảm thấy mình căn bản không thể nào mở miệng giúp Vương Tử Quân. Thạch Kiên Quân vẫn xoay cây bút trong tay, trong lòng sinh ra cảm giác vừa yêu vừa hận Vương Tử Quân. Hắn rất hy vọng thu nạp một người có khả năng như Vương Tử Quân vào dưới trướng của mình. Nhưng trước nay Vương Tử Quân luôn biểu hiện một trạng thái ngang hàng. Bây giờ Vương Tử Quân bị Hào Nhất Phong nắm chặt, hắn chợt ý thức được cơ hội của mình đã đến. Phải mài giũa một chút, như vậy mới cho đối phương biết nên đi theo ai. Phó Bí Thư nắm công tác tổ chức là Lưu Truyền Thụy lại cực kỳ nghi hoặc, vì sao Vương Tử Quân lại phạm vào sai lầm nhỏ nhặt này. Dù không bị điểm danh phê bình, thế nhưng sự kiện bị đưa lên bàn nghị sự của hội nghị thường ủy tỉnh ủy, đây không còn là chuyện nhỏ. Tất nhiên phạm vài sai lầm nhỏ nhặt thế này căn bản không phải là phong cách của Vương Tử Quân. Nhưng Lưu Truyền Thụy sắp rời khỏi tỉnh Sơn Nam, tất cả mọi thứ đều đặt nặng một chữ ổn, dù lão muốn nói hai lời giúp đỡ Vương Tử Quân, thế nhưng cuối cùng phải ngậm chặt miệng lại. Quan Vĩnh Hạ là thư ký hội nghị, lúc này hắn đang vận dụng khả năng múa bút của mình. Hắn vừa ghi lại lời nói của Bí Thư Nhất Phong, vừa cảm thấy tiếc hận cho Vương Tử Quân. Trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này nhấc đuôi lên quá cao. Dám nhúng tay vào công tác bổ nhiệm chủ tịch thành phố của tỉnh ủy. Chỉ sợ sẽ bị người ta ép chết ở phương diện này mà thôi. Trong chuyện này thì người vui vẻ nhất là La Nhân Huy, tuy hắn và Vương Tử Quân đã biểu hiện là nắm tay giảng hòa, thật sự hòa hợp êm ấm. Thế nhưng gương vỡ căn bản khó thể nào lành lại, dù dán tốt cũng có vết rách, hơn nữa có một việc mà La Nhân Huy luôn khắc tâm ghi nhớ, bây giờ có cơ hội trả thù Vương Tử Quân, sao lão không làm cho được.
Các đồng chí, dù những người tôi nói ra chỉ là số ít, thế nhưng loại người này vẫn tồn tại, nó mang đến lực cản không nhỏ cho sự phát triển của tỉnh Sơn Nam. Chúng ta vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng với những đồng chí này. Tất nhiên con người không phải là thánh hiền, ai có thể không phạm sai lầm, chỉ cần sửa chữa tốt đẹp thì sẽ là đồng chí tốt. Hào Nhất Phong sờ lên đầu mình, trên gương mặt lạnh lẽo chợt xuất hiện nụ cười. Lão rất hài lòng với hội nghị thường ủy lần này, không những đả kích được Vương Tử Quân, còn quyết định được hướng đi tốt đẹp cho mình. Tôi hiểu rất rõ về đồng chí Lục Ngọc Hùng, đây là một cán bộ cẩn trọng công tác, liên tục truy cầu sự nghiệp, vì sự phát triển của thành phố La Nam mà dốc hết thủ đoạn, cố sức đẩy ra năng lực của mình. Tỉnh ủy có nguyên tắc rõ ràng ở phương diện lựa chọn người, đối với những đồng chí cần cù chăm chỉ như Lục Ngọc Hùng, chúng ta sẽ cung cấp cho bọn họ những sân khấu phù hợp nhất, cũng càng cần phải đẩy bọn họ đi về phía vị trí quan trọng hơn. Trên quan trường không thích hợp mở miệng khen ngợi quá mức đối với một cán bộ, nhưng Hào Nhất Phong hôm nay xem như phá lệ. Lão tin tưởng mình mở lời khen ngợi như vậy chính là ném ra một tín hiệu cho đám người đang ngồi nơi đây, đồng thời giải quyết dứt khoát sự việc, quyết định đề tài nghị sự, đưa Lục Ngọc Hùng tiến lên vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Không ai phản đối tất nhiên sẽ là đồng ý, cuối cùng chương trình nghị sự được thông qua. Hội nghị thường ủy kết thúc, Hào Nhất Phong ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi phòng. Tuy lần này lão có chút mất vui vì Lý Quý Niên được đề bạt lên vị trí phó phòng thường vụ Sở Tài nguyên Môi trường, nhưng chính trị là như vậy, lợi ích phải chia đều ra hai bên, phải cho ra sự cân bằng. Dù thế nào thì kết quả này cũng quá tốt, xem như lão quán triệt đúng tư tưởng của mình. Chương 826, chính trị không phải là cây cầu bấp bên. Hào Nhất Phong quay về phòng làm việc của mình, trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang cũng đi đến. Lão báo cáo vài hạng mục công tác cho Hào Nhất Phong, sau đó khẽ nói. Đối với sự kiện hai đồng chí Lý Quý Niên và Lục Ngọc Hùng lần này, Bí thư Nhất Phong có chỉ thị hay yêu cầu gì khác không? Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Tiền Giang, lão khẽ nói. Phòng tổ chức các anh cứ suy xét xử lý sự việc là được, ý kiến của tôi là dựa theo đúng trình tự, nhanh chóng hoàn thành công việc. Dù sao thì tỉnh Sơn Nam cũng cần ổn định để phát triển kinh tế, không nên buông lỏng bất kỳ sự kiện bổ nhiệm cán bộ nào. Hứa Tiền Giang hiểu tâm tư của Hào Nhất Phong, lão gật đầu đồng ý. Bí thư Hào cứ yên tâm, phòng tổ chức chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực yêu cầu chỉ thị của tỉnh ủy, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chứng thực sự việc. Hứa Tiền Giang vừa mới ra khỏi phòng làm việc của Hào Nhất Phong, Quan Vĩnh Hạ đã đi vào bên trong, hắn cầm văn kiện liên quan đến những quyết định của hội nghị thường ủy hôm nay. Hắn khẽ đặt văn kiện lên bàn làm việc của Bí thư Hào, sau đó khẽ nói. Bí thư Nhất Phong, anh xem biên bản hội nghị thường ủy lần này có cần sửa đổi gì không? Hào Nhất Phong hiểu ý của Quan Vĩnh Hạ, lão cầm văn bản lên xem, phát hiện bên trong là đầy đủ lời nói của mình, cũng không có thay đổi gì khác. Lão có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói. Ý kiến của tôi là như vậy, lần này xem như cứ dựa theo những lời thực chất như vậy là được. Quan Vĩnh Hạ khẽ gật đầu. Hắn cũng không nói điều gì khác ở phương diện này. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ, Bí thư Hào lần này rõ ràng là không thèm nể mặt Vương Tử Quân. Thật sự là một nước cờ quá kém, Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân cố gắng không cho Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam, hắn cảm thấy Vương Tử Quân rõ ràng là thấy lợi tối mắt, có ai ủng hộ ý kiến của một bí thư thị ủy như anh. Lúc này Vương Tử Quân vội vàng mà phát sinh sơ hở, thế cho nên Hào Nhất Phong cũng không quên vung roi đánh thật mạnh. Bí thư Hào, hôm nay thành phố La Nam có báo cáo, thành phố La Nam có xảy ra một sự việc. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến tin tức vừa nhận được thế là báo cáo với Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong không nói gì, chỉ nhìn Quan Vĩnh Hạ, cho hắn tiếp tục lên tiếng. Nghe phía thành phố La Nam báo cáo, nói rằng hôm nay có người chạy vào trong khu nhà thị ủy, giết chết vợ của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Trình Tự Học. Quan Vĩnh Hạ nói có chút trầm thấp, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì tốt ở tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong chợt sững sờ, lão không ngờ ở thành phố La Nam lại xảy ra sự việc khó tưởng như vậy. Trình Tự Học tuy không phải là bí thư thị ủy La Nam, thế nhưng dù sao cũng là chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, vợ của một vị chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố bị sát hại, rõ ràng ảnh hưởng mặt trái là rất lớn. Đây đúng là coi trời bằng vung, Hào Nhất Phong vung tay vỗ lên mặt bàn rồi dùng giọng hổn hển phân phó. Anh gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, hỏi xem cậu ta làm bí thư thị ủy như thế nào. Vì sao lại để xuất hiện cục diện này? Cục Công an thành phố La Nam công tác thế nào vậy?
Ngay cả vấn đề an toàn của thân nhân cán bộ cũng lo không xong, còn nói gì đến phương diện bảo đảm an ninh xã hội. Quan Vĩnh Hạ trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí thư Hào, ngài cũng đừng gấp, nghe đồng chí văn phòng báo cáo, tên kia là một tội phạm bị truy nã, vốn muốn đi về phía nhà Vương Tử Quân, không ngờ lại vào lầm nhà Trình Tự Học. Sau đó hắn đến nhà bí thư Vương Tử Quân để hành hung, lại bị người nhà của bí thư Vương chế phục. Hào Nhất Phong chợt bình tĩnh trở lại, lão trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Ý của anh là tên tội phạm bị truy nã kia chạy vào khu nhà thị ủy hành hung thân nhân cán bộ để trả thù sao? Nhìn vào tình huống điều tra trước mắt thì thật sự là như vậy. Quan Vĩnh Hạ khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói. À, chuyện này tỉnh ủy phải coi trọng cao độ, phải đốc thúc thành phố La Nam tăng cường trật tự trị an. Đồng thời cũng phải đốc thúc Cục Công an thành phố La Nam nhanh chóng ra tay xử lý các vấn đề xã hội phát sinh. Hào Nhất Phong vung tay lên xem như đã xử lý xong. Quan Vĩnh Hạ rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, hắn thầm nghĩ Vương Tử Quân những ngày này thật sự là thù trong giặc ngoài, quá mức bất lợi. Vừa rồi bị bí thư Hào Nhất Phong mắng ở hội nghị thường ủy, bây giờ trong thành phố lại xuất hiện sự kiện xấu, hơn nữa lại sắp cho ra một trợ thủ căn bản là không phù hợp với Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Lục Ngọc Hùng là chủ tịch thành phố La Nam, như vậy kịch hay sẽ liên tục xuất hiện. Chỉ sau một đêm thì tin tức về hội nghị thường ủy đã hầu như truyền đi khắp tỉnh, những người nên biết hầu như đều đã biết kết quả hội nghị lần này. Nếu so sánh với một Lý Quý Niên được điều động đến làm phó phòng thường vụ Sở Tài nguyên Môi trường, phó bí thư Lục Ngọc Hùng được đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam lại càng thêm chói mắt. Tất nhiên chức vụ quyền chủ tịch thành phố La Nam vẫn còn có thêm một chữ quyền đứng phía trước, vẫn còn chưa được Hội đồng Nhân dân thông qua. Nhưng Lục Ngọc Hùng là cán bộ lão thành ở thành phố La Nam, mạng lưới quan hệ rất rộng, người ta cảm thấy Lục Ngọc Hùng muốn bỏ đi chữ quyền thì căn bản không phải là điều gì quá khó khăn. Thành phố La Nam sẽ tiến vào thời buổi hỗn loạn, đây là lời kết luận của nhiều người. Đặc biệt là những lời phê bình của bí thư Hào Nhất Phong với Vương Tử Quân càng được những người hữu tâm thêm mắm dặm muối, liên tục truyền vào trong tai nhiều người. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền đến tai Vương Tử Quân, sau khi Ngơ Quan Vĩnh Hạ truyền tin đến, Vương Tử Quân chỉ nhàn nhạt nói một câu cảm ơn rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc mà tâm tư chuyển lên hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Tuy hắn bị Hào Nhất Phong phê bình mạnh mẽ, tuy sự kiện Lục Ngọc Hùng đã được quyết định, nhưng hắn căn bản không có chút thất lạc, ngược lại còn rất vui mừng. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến vị quyền chủ tịch là Lục Ngọc Hùng, bây giờ thành phố La Nam đang tiến về phía trước theo đúng phương hướng của hắn, dù là ai đến làm chủ tịch thì cũng phải đi theo con đường này. Hơn nữa sự kiện vỡ đập Tiểu Nha Sơn và Trịnh Khiếu Nam xa lưới làm cho Vương Tử Quân cảm thấy đã cách không xa tình huống chân tướng sự việc được bộc lộ rõ ràng. Nếu chân tướng sự việc được phơi bày, không biết khi đó bí thư Hào Nhất Phong luôn miệng nói rằng mình hiểu rõ về Lục Ngọc Hùng sẽ có phản ứng gì, có lẽ là tức giận điên cuồng. Chương 827, một chữ hiếu đi đầu. Vương Tử Quân không biết Hào Nhất Phong có thể hất đổ trà nước hay không, nhưng có một điều có thể kết luận, chỉ cần sự việc phơi bày, tình huống độc tài của Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam sẽ bị đánh phá, thời gian của chính Vương Tử Quân ở tỉnh Sơn Nam sẽ khá giả hơn. Vương Tử Quân rất chờ mong khoảng thời gian thoải mái của mình ở tỉnh Sơn Nam. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại, chợt nghe thấy bên trong vang lên âm thanh của Lý Quý Niên. Bí thư Vương, anh có bận rộn gì không? Tôi muốn báo cáo công tác với anh. Chủ tịch Lý, anh quá khách khí rồi, nếu có chuyện cần thương lượng thì được, nếu nói đến báo cáo công tác thì tôi căn bản là không có thời gian. Vương Tử Quân dùng giọng tươi cười nói với đầu dây bên kia. Lý Quý Niên nói hai câu khiêm tốn, sau đó đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lý Quý Niên rất hài lòng với sắp xếp cho mình vào thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên Môi trường là một đơn vị rất tốt, hơn nữa hắn chỉ cần yên ổn ngồi trên vị trí đó vài năm, sau đó sẽ có hy vọng tiến lên cấp phó bộ. Hơn nữa làm lãnh đạo đứng đầu đơn vị sẽ hài lòng hơn làm lãnh đạo đứng hàng thứ hai rất nhiều, thế cho nên lúc này Lý Quý Niên căn bản rất chờ mong tình huống mình rời khỏi chức vụ hiện tại. Nhưng có một việc hắn cần phải hiểu, chính là hắn sở dĩ có thể tiến lên làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, tất cả không rời khỏi sự trợ giúp của Vương Tử Quân. Không, phải là Vương Tử Quân lấy lợi ích của bản thân ra để trao đổi. Nếu không phải Vương Tử Quân phản đối dữ dội với Lục Ngọc Hùng, nếu không phải vào đúng thời điểm quan trọng thì Chủ tịch Thạch Kiên Quân và Phó Chủ tịch Thường vụ Trương Đông Viễn đứng lên nói giúp, chỉ sợ con đường phía trước của hắn chỉ là bí thư đảng ủy phòng dân chính mà thôi. Lý Quý Niên là chủ tịch thành phố La Nam vài năm,
thế nhưng hắn căn bản không có quan hệ sâu xa gì với Thạch Kiên Quân và Trương Đông Viễn. Người ta sở dĩ để bạt hắn lên làm giám đốc sở tài nguyên môi trường, căn bản không phải vì thấy hắn phát sáng rực rỡ, chẳng qua là vì Vương Tử Quân tiến cử. Nói trắng ra là người ta nể mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vì Lý Quý Niên mà phản đối Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam, bị Hào Nhất Phong phê bình ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Dù bí thư Hào Nhất Phong không chỉ mặt gọi tên, thế nhưng những lời nói của bí thư Hào cực kỳ nghiêm khắc, Lý Quý Niên hiểu rõ điều này. Bí thư Vương, cảm ơn anh. Lý Quý Niên ngồi trong phòng của Vương Tử Quân một lát, lúc đi ra dùng sức lắc tay Vương Tử Quân nói. Vương Tử Quân hiểu tâm tình của Lý Quý Niên, hắn điềm nhiên cười nói. Chủ tịch Lý, hai tay nói lời cảm tạ có phải hơi xa lạ không? Hơn nữa tổ chức đề bạt anh làm lãnh đạo sở tài nguyên môi trường cũng là xem trọng năng lực công tác của anh, không liên quan đến những thứ gì khác. Nếu là cán bộ trẻ tuổi bình thường thì sẽ tin lời của Vương Tử Quân, nhưng Lý Quý Niên không phải là kẻ non nớt trong quan trường, hắn là chủ tịch thành phố La Nam sau nhiều năm lăn lộn cơ sở, có gì mà hắn không rõ. Sở tài nguyên môi trường cũng không phải chỉ một lần thay đổi lãnh đạo, hắn làm cán bộ cấp giám đốc sở cũng không phải 1-2 năm, vì sao trước kia không có phát hiện này. Cùng Vương Tử Quân hàn huyện 2-3 câu, Lý Quý Niên lại nói đến chuyện hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Khi nói đến bí thư Hào Nhất Phong, Lý Quý Niên trầm giọng nói. Bí thư Vương, đầu óc của anh cực kỳ nhanh nhạy, có nhiều chuyện nhìn xa trông rộng hơn tôi rất nhiều, tôi thật sự không thể không phục. Có chuyện này nói ra sợ anh mất hứng, nhưng tôi không thể không nói. Anh cứng rắn với bí thư Hào, tôi biết rõ điều này. Nhưng dù sao anh ấy cũng là bí thư tỉnh ủy. Quan lớn hơn một cấp đã đủ đè chết người, có một số chuyện anh nên nhìn một chút, lùi một bước, dù sao thì anh ta cũng đang ngồi trên vị trí cao vời, anh cần liên hệ với anh ấy nhiều hơn một chút. Lý Quý Niên nói, sau đó lại đi đường vòng. Trong quan trường căn bản không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Vì thế tôi thấy ngài nên cố gắng, cần phải biến báo, linh hoạt hơn. Vương Tử Quân hiểu ý tốt của Lý Quý Niên. Cũng có chút cảm động vì lời khuyên của Lý Quý Niên. Với cách làm người của Lý Quý Niên, có thể nói ra những lời như vậy, rõ ràng đã rất kính trọng Vương Tử Quân. Nhưng Vương Tử Quân hiểu rõ lúc này Hào Nhất Phong căn bản đã không còn dư âm hòa hoãn, hắn cũng không muốn nói như vậy với Lý Quý Niên, thế nên chỉ cười cười với lời khuyên bảo của Lý Quý Niên. Tôi nhất định sẽ chú ý. Tử Quân, anh cũng đừng quá chú tâm đến chuyện của Lục Ngọc Hùng. Dù anh ta ở thành phố La Nam nhiều năm, nhưng anh ta kinh doanh căn bản còn kém hơn anh trong thời gian nửa năm qua. Những thứ khác tôi không nói bừa, thế nhưng ít nhất bây giờ nhân tâm đã đến bên cạnh anh, người giúp đỡ anh nhiều hơn thì giúp đỡ anh ta ít hơn, tuy anh ta có tính cách mạnh mẽ, thế nhưng thật sự không gây ra bao nhiêu sóng gió với anh. Không ngờ Lý Quý Niên lại thấy rõ ràng như vậy, xem ra vị chủ tịch thành phố này cũng không phải chẳng biết gì. Vương Tử Quân gật đầu rồi khẽ nói. Tôi cũng có lòng tin này. Anh cần phải cố gắng bày ra bộ dạng tích cực dưới tình huống bị bí thư Nhất Phong phê bình, đặc biệt là phương diện quan hệ với Lục Ngọc Hùng, nên làm tốt hơn một chút, làm sao cho người ngoài nhìn vào cảm thấy cực kỳ hợp lý. Lý Quý Niên cũng không biết Vương Tử Quân đang có ý gì, nhưng hắn có ý nghĩ như vậy, nó rất có tác dụng với Vương Tử Quân. Vì thế hắn cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, nhanh chóng dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói với Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân và Lý Quý Niên bàn luận với nhau, điện thoại trên bàn làm việc chợt đổ chuông, người gọi điện thoại lần này chính là Mễ Hoa Lâm. Vương Tử Quân nghe máy, Mễ Hoa Lâm dùng giọng không thể chờ đợi được để báo cáo. Bí thư Vương, điều tra căn cứ vào lộ tuyến Trịnh Khiếu Nam xuất hiện, chúng tôi phát hiện chỗ ẩn núp của Trịnh Khiếu Đống, bây giờ đã khống chế được Trịnh Khiếu Đống. Đã bắt được Trịnh Khiếu Đống. Vương Tử Quân chợt cảm thấy hưng phấn, đừng nghĩ Trịnh Khiếu Nam là một kẻ liều mạng dương nanh múa vuốt, thực tế chỉ là một kẻ trong đầu trống rỗng. Hữu dũng vô mưu, không đáng để lo, vì hắn chỉ tôn trọng câu nói vũ lực có thể giải quyết tất cả. Nhưng Trịnh Khiếu Đống không phải là người như vậy, vì thế Vương Tử Quân thật sự lưu tâm về người này. Bây giờ Trịnh Khiếu Đống đã bị bắt, đại biểu cho ngày tốt lành của anh em Trịnh gia ở thành phố La Nam đã không còn. Vương Tử Quân gõ ngón tay lên bàn rồi trầm giọng nói. Khống chế Trịnh Khiếu Đống thật chặt, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Chương 827, hai chữ hiếu đi đầu. Mong bí thư Vương cứ yên tâm, Mễ Hoa Lâm xin đảm bảo với anh, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mễ Hoa Lâm dùng giọng uy nghiêm và cực kỳ có lực nói với Vương Tử Quân.
khoảng thời gian qua áp lực của Mễ Hoa Lâm là rất lớn, khu nhà thị ủy La Nam chợt phát sinh án mạng, vợ của chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố bị giết, chuyện này như hạt giống bổ công anh bay đi theo gió và nảy mầm khắp ngóc ngách quan trường trong thành phố La Nam. Nếu như không phải bắt được tội phạm ngay tại chỗ, chỉ sợ cục trưởng Mễ Hoa Lâm phải nhận lỗi từ chức. Nhưng dù thế nào thì cũng có người nghị luận về chuyện này, nói Mễ Hoa Lâm là cục trưởng cục công an vô năng, ngay cả khu nhà thị ủy còn bảo vệ không xong, huống chi là dân chúng đầu không tóc. Lúc này Trịnh Khiếu Đống bị bắt, cuối cùng là áp chế những âm thanh nghi vấn này xuống. Thành phố La Nam có người nào không biết Trịnh Khiếu Đống như thế nào, Trịnh Khiếu Đống bị bắt, như vậy sẽ là một tin tức sảng khoái nhân tâm. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân nhướng mày, mình và Lý Quý Niên nói chuyện với nhau, Khương Long Cương là thư ký làm ăn thế nào, lại có người đến quấy rầy. Vào đi. Vương Tử Quân thật sự có chút bức bối, nhưng hắn vẫn nói một câu. Ngay sau đó Đảng Hằng cất bước đi vào. Đảng Hằng thấy Vương Tử Quân đang ngồi nói chuyện với Lý Quý Niên, thế là hắn vừa chào hỏi vừa nói. Bí thư Vương, vốn không muốn quấy rầy ngài, thế nhưng phòng tổ chức tỉnh ủy vừa cho ra thông báo, nói là chiều nay sẽ tiến hành khảo sát với đồng chí Lục Ngọc Hùng, mong thành phố chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Sáng mở hội nghị thường ủy, chiều đã tiến hành khảo sát, hiệu suất của phòng tổ chức rõ ràng không phải chỉ là một chữ cao mà thôi. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Lý Quý Niên, sau đó hắn nói với Đảng Hằng. Tôi biết rồi, anh nói với trưởng phòng Hứa, nói tôi ở thành phố chờ các vị lãnh đạo đến khảo sát. Đảng Hằng đến công tác ở thành phố La Nam, có thể nói những ngày qua sống rất thoải mái. Có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, hắn căn bản không quá hao tâm tổn trí ở phòng tổ chức thị ủy, dễ dàng nắm công tác tổ chức vào trong tay. Hắn có được một môi trường công tác quá tốt, càng làm cho hắn sinh ra cảm giác như cá gặp nước. Đảng Hằng cũng biết nội dung hội nghị thường ủy lần này, trước khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, trong lòng hắn còn nghĩ rằng sẽ an ủi lãnh đạo hai câu, không ngờ bộ dạng và tinh thần của Bí thư Vương thật sự thoải mái hơn mình rất nhiều. Hơn nữa Lý Quý Niên ngồi ở chỗ này, hắn càng không thích hợp nói nhiều. Khi hắn chuẩn bị đứng lên cáo từ, Vương Tử Quân chợt khoát tay nói. Trưởng phòng đảng, anh đã thông báo cho Bí thư Lục Ngọc Hùng chưa? Đã thông báo cho Bí thư Lục. Đảng Hằng nhanh chóng trả lời không chút do dự. Vương Tử Quân gật gật đầu, vừa muốn lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn tiếp điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lục Ngọc Hùng. Bí thư Vương phải không, tôi là Lục Ngọc Hùng. Chào Bí thư Lục. Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt, lại khẽ nói với Lục Ngọc Hùng. Bí thư Vương, tôi muốn nói với anh một vấn đề, đó là bố vợ tôi đã có chẩn đoán chính xác, bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hai ngày này tôi chỉ có thể ở bệnh viện không thể đi được. Lục Ngọc Hùng dùng giọng trầm thấp và có chút đau đớn nói. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Vương Tử Quân cũng không ngờ hiện tại Lục Ngọc Hùng lại có chuyện này, tuy hắn cơ bản đã nhận định Lục Ngọc Hùng và anh em Trịnh gia có liên lụy rất sâu, tuy hắn phản đối Lục Ngọc Hùng đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố La Nam, thế nhưng lúc này liên quan đến thân nhân, hắn vẫn dùng giọng quan tâm nói. Bí thư Ngọc Hùng, không cần phải quá lo lắng, lúc này y học phát triển, dù là bệnh ung thư cũng có thể khống chế được. Cảm ơn Bí thư Vương, bác sĩ cũng nói như vậy, chỉ là những ngày gần đây tôi sẽ phải trễ nãi công tác. Cũng không có vấn đề. Lúc này liên quan đến sinh lão bệnh tử, Vương Tử Quân dù không thích Lục Ngọc Hùng cũng không thể nói khác, chỉ có thể khẽ lên tiếng an ủi. Chuyện công tác thì anh cứ yên tâm, cứ an lòng chăm sóc bố, có gì anh cứ nói, tôi sẽ để thị ủy sắp xếp cho anh. Đúng rồi Bí thư Ngọc Hùng, chiều nay anh có rảnh không? Phòng tổ chức tỉnh ủy sẽ tiến hành khảo sát với anh. Lục Ngọc Hùng trầm ngâm một lát đối với lời nhắc nhở của Vương Tử Quân, sau đó mới nói. Bí thư Vương, bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện, tôi thật sự không đi được. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho trưởng phòng Hứa đồng ý để tôi đến phòng tổ chức nói chuyện, còn những chuyện ở thành phố La Nam, kính mong Bí thư Vương hao tâm tổn trí nhiều hơn. Lục Ngọc Hùng đã nói như vậy thì Vương Tử Quân có thể nói gì khác nữa? Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn thật sự cảm thấy có vài phần bội phục Lục Ngọc Hùng, dù thế nào thì chuyện hiếu vẫn đi đầu, Lục Ngọc Hùng vẫn xem như là một người con hiếu thảo. Khi Vương Tử Quân cúp điện thoại thì Lục Ngọc Hùng cũng cúp điện thoại. Lục Ngọc Hùng nhìn tin nhắn trên chiếc điện thoại vừa mở ra không lâu của mình, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Trịnh Khiếu Đống đã bị bắt. Tin nhắn chỉ có vài chữ, nhưng những chữ này thật sự giống như ngàn quân, đánh mạnh vào lòng hắn. Đối với phương diện khảo sát một vị chủ tịch thành phố,
phòng tổ chức chỉ cần phái vài cán bộ trong ban công tác đến là được, nhưng lúc này khảo sát Lục Ngọc Hùng lại là một đoàn người do phó phòng tổ chức Quách Tiên Vi đi đầu. Bí thư Tử Quân, hoàn cảnh công tác của anh ở thành phố La Nam là rất tốt. Quách Tiên Vi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, hắn vừa uống trà vừa mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn và Quách Tiên Vi có giao tình nhiều năm, tuy hai bên phần nhiều là trao đổi lợi ích, nhưng ít nhất cũng có cảm giác bạn bè của nhau. Vương Tử Quân đặt ly nước trong tay xuống, sau đó mới cười nói. Nếu không thì tôi với anh đổi vị trí cho nhau, anh đến thành phố La Nam làm bí thư thị ủy, tôi đến làm phó phòng tổ chức. Được rồi, anh nên tha cho trưởng phòng Hứa, người ta còn muốn công tác ở phòng tổ chức thêm vài năm, nếu anh đến phòng tổ chức, không phải có âm mưu xoán quyền sao? Quách Tiên Vi dùng giọng không chút khách khí nói đùa với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười lên ha hả, Quách Tiên Vi là người luôn nói năng ổn định, rất nhiều lời nói chỉ là có một nửa ý nghĩa, nhưng lúc này ở trước mặt Vương Tử Quân thì vẫn luôn chân thành thẳng thắn. Hai người uống trà, lặng lặng trò chuyện, Quách Tiên Vi cười nói. Tôi nghe nói em dâu không phải là người xinh đẹp, còn là một anh hùng khí khái, tên Trịnh Khiếu Nam kia nổi tiếng là kẻ liều mạng ở thành phố La Nam. Thế nhưng lại bị em dâu vung tay thu thập. Anh cũng nên cẩn thận, ngày nào đó em dâu mất hứng, chú ý một bí thư thị ủy như anh cũng bị đạp văng xuống giường. Chương 828 một giải quyết với tuyến trên, san bằng tuyến dưới. Có người như anh vậy sao? Tiểu Bắc rất tốt với tôi, hai người ở hai nơi khác lâu, bây giờ khó khăn lắm mới được ở cùng một chỗ. Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói với Quách Tiên Vi. Nhưng anh cần phải nghiêm túc xử lý vụ án vợ của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố bị giết, tuyệt đối không nên lưu lại tai họa ngầm cho mình. Quách Tiên Vi nhắc đến vụ án liên quan đến vợ của Trình Tự Học, thế là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vương Tử Quân gật đầu nói. Chuyện này tôi đã yêu cầu công an xử lý cực kỳ nghiêm túc, chắc chắn sẽ nhanh chóng có kết quả. Trưởng phòng Quách, anh có tin không, thật ra Trịnh Khiếu Nam và Chủ tịch Trình rất thân thuộc với nhau. Quách Tiên Vi cũng không phải hiểu rõ về sự việc ở thành phố La Nam, thế nhưng hắn cũng có thể nghĩ vì sao một bí thư thị ủy trước kia của La Nam lại thân thuộc với anh em Trình gia. Hắn cũng không muốn phát biểu ý kiến của mình, vì vậy mới thay đổi chủ đề. Được rồi, chúng ta cũng đừng nên nói nhiều về chuyện này. Lần này tôi đến đại biểu cho phòng tổ chức tỉnh ủy khảo sát đồng chí Lục Ngọc Hùng, anh là người đứng đầu thành phố La Nam, anh có ý kiến gì với đồng chí Lục Ngọc Hùng hay không? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quách Tiên Vi, hắn khẽ nói. Trưởng phòng Quách, anh muốn nghe lời nói thật lòng hay khách sáo? Vẻ mặt Quách Tiên Vi chợt trầm xuống, hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, dù sao lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, thế nên hắn dùng giọng không chút kiêng kỵ nói. Trước hết nghe lời nói khách sáo cái đã. Lục Ngọc Hùng là đồng chí tốt, công tác cần cù chăm chỉ, chẳng những có thể đảm bảo hoàn thành công tác được giao, còn có thể cho ra những ý nghĩ đổi mới. Đồng chí Lục Ngọc Hùng biết kiềm chế bản thân, là người sảng khoái, là đồng chí khó kiếm được. Vương Tử Quân nói rất nghiêm trang, miêu tả Lục Ngọc Hùng giống như một đóa hoa. Quách Tiên Vi cũng không cản lời Vương Tử Quân, hắn thừa dịp Vương Tử Quân uống nước đổi hơi để cười khoát tay nói. Đừng làm lỗ tai của tôi phải chịu tội, nói thật với anh, không bằng anh nói thẳng thắn đi. Nói thẳng thắn sao? Tôi cảm thấy đồng chí Lục Ngọc Hùng không thích hợp với vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Người này công tác kéo bè kết phái, sinh hoạt thường ngày lại tới lui cực kỳ thân mật với anh em Trịnh gia, phó phòng công tác quá mức cổ hủ, căn bản không phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Vương Tử Quân nói rất cẩn thận, giọng điệu rất nghiêm túc. Quách Tiên Vi nhìn Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ về ý kiến của Vương Tử Quân với Lục Ngọc Hùng. Hắn thấy tình trạng hiện tại thì Vương Tử Quân dù có ý kiến với Lục Ngọc Hùng cũng không nên tiếp tục cứng rắn ở sự kiện này. Dù sao đây cũng là một quyết định của bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong, cho dù tiếp tục dây dưa cũng căn bản không có ý nghĩa gì. Sau khi Vương Tử Quân nói xong thì Quách Tiên Vi cười nói. Vậy thì chúng tôi căn cứ vào lời nói khách sáo của anh để báo lên trên nhé. Vương Tử Quân khẽ dựa lưng lên ghế salon rồi dùng giọng chậm rãi nói. Trưởng phòng Quách. Tôi gọi anh một tiếng anh em, anh nghe lời tôi, nói đúng lời tôi đã nói thật. Trước kia tôi đã vì sự kiện Lục Ngọc Hùng mà khua chiêng gõ trống đi tìm các vị lãnh đạo tỉnh ủy, như vậy tuyệt đối không thể lật lọng, nếu không sẽ rơi vào tình huống lập trường không ổn định, là hạng ba phải. Hơn nữa tôi hoài nghi đồng chí Lục Ngọc Hùng có vấn đề. Lục Ngọc Hùng có vấn đề sao? Quách Tiên Vi chợt kinh hoàng,
hắn không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra một đáp án như vậy. Cái này chỉ là hoài nghi, trước mắt chúng tôi còn chưa có chứng cứ xác thực. Anh ta lui tới rất thân thiết với anh em Trịnh gia, tôi tin tưởng chỉ cần điều tra rõ ràng về anh em Trịnh gia, như vậy tất cả sự thật sẽ được phơi bày. Vương Tử Quân rất tự tin, hắn trầm giọng nói với Quách Tiên Vi. Anh cũng biết dưới tình huống không có chứng cứ, anh nói ra những lời như thế này sẽ bị truy cứu trách nhiệm đấy chứ. Quách Tiên Vi nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ, hắn đứng lên đi đến trước mặt Quách Tiên Vi, sau đó châm trà cho đối phương rồi cười nói. Điều này tất nhiên tôi biết rất rõ, nếu như không phải là trưởng phòng Quách, tôi cũng sẽ không nói những lời này. Tôi chỉ nói những lời này với anh, cũng mong anh đừng truyền ra bên ngoài. Quách Tiên Vi nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, hắn khẽ gật đầu. Hắn biết về Vương Tử Quân, biết đây là người không thấy thỏ không thả chim ưng, bây giờ đối phương đã nói ra những lời như vậy, chí ít cũng có một nửa là thật. Nhưng dưới tình huống chưa có chút chứng cứ mà Quách Tiên Vi dám phản ánh lên trên, nói Lục Ngọc Hùng có vấn đề, không nên đề bạt, như vậy chờ đợi hắn chỉ là những lời mắng mỏ mà thôi. Lúc này hắn biết vì sao tuyến trên lại muốn mình đi xuống khảo sát. Dù sao Lục Ngọc Hùng cũng là cán bộ mà Hào Nhất Phong tự mình nâng đỡ để hạn chế Vương Tử Quân ở La Nam, tất nhiên ai cũng thấy lực ủng hộ mạnh mẽ của Bí thư Nhất Phong cho Lục Ngọc Hùng là như thế nào. Hơn nữa trước khi tổ chức hội nghị thường ủy tỉnh ủy, Hào Nhất Phong đã không ngại mệt mỏi liên hệ với các vị thường ủy tỉnh ủy. Hội nghị thường ủy trước nay căn bản chưa từng rơi vào tình huống muôn miệng một lời, thế nhưng ít nhất lần này cũng không ai phản đối. Tổ khảo sát đến vội vàng mà đi cũng vội vàng không kém. Sau khi Quách Tiên Vi dùng một bữa trưa đơn giản thì vội vàng rời khỏi thành phố La Nam. Khi tổ điều tra đi chưa được bao lâu, Trương Hợp Tuân và Tống Ích Dân đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Trịnh Khiếu Đống nói như thế nào? Vương Tử Quân nhìn hai người Trương Hợp Tuân và Tống Ích Dân rồi khẽ hỏi. Bí thư Vương, Trịnh Khiếu Đống bây giờ vẫn bày ra tư thế lợn chết không sợ nước nóng, không nói lời nào. Tống Ích Dân đưa mắt nhìn Trương Hợp Tuân, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân gật đầu nói tiếp. Sự kiện vỡ đập Tiểu Nha Sơn đã điều tra thế nào rồi? Sự kiện vỡ đập Tiểu Nha Sơn đã cơ bản được điều tra, vì công trình này mà anh em Trình ra giải tiền khắp phòng xây dựng thành phố La Nam, nhưng Nhiếp Vinh Quân và một số người không chịu nhận lễ vật của anh em Trình ra. Sau khi con đập bị vỡ thì đám người phòng xây dựng nhanh chóng sử dụng Nhiếp Vinh Quân là người chết thay, người đẩy Nhiếp Vinh Quân xuống đất chính là Trịnh Khiếu Nam. Vương Tử Quân không nói gì. Hắn tiếp tục lắng nghe lời nói của Trương Hợp Tuân. Bí thư Trương là lãnh đạo lão thành của thành phố La Nam, biết rõ ràng ai là người đi gần anh em Trình gia. Tuy ba giờ Lục Ngọc Hùng sắp tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam, thế nhưng hắn vẫn thấy rất rõ nguy cơ quá lớn với Lục Ngọc Hùng. Nguy cơ này của Lục Ngọc Hùng chính là cơ hội của Trương Hợp Tuân. Chương 828-2, giải quyết với tuyến trên, san bằng tuyến dưới. Lúc này Trương Hợp Tuân nhìn ánh mắt của Bí thư Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Theo phản ánh của một vị phó phòng xây dựng, sự kiện này bọn họ có chào hỏi Bí thư Lục. Vương Tử Quân biết rõ Trương Hợp Tuân nói những lời này với mình là có ý gì, nhưng hắn chỉ khẽ gật đầu mà thôi, cũng không lập tức tỏ thái độ. Hắn để cho Trương Hợp Tuân và Tống Ích Dân chờ đợi giây lát, sau đó mới trầm giọng nói. Chúng ta nhất định phải xử lý sao cho thật tốt, mục đích chính là xét xử công bằng. Không thể oan uổng cho đồng chí của mình, càng không thể buông tha bất kỳ phần tử tội phạm nào. Lời nói của lãnh đạo xưa nay luôn mang tính nghệ thuật, người ta cần phải liên tục phỏng đoán, cố gắng phỏng đoán. Vương Tử Quân cho ra chỉ thị lần này giống như là một chân lý, thực tế lại nhấn mạnh câu nói sau cùng. Trương Hợp Tuân và Tống Ích Dân tất nhiên đều hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, còn một việc tôi cần báo cáo với ngài. Tống Ích Dân chờ Trương Hợp Tuân nói xong thì khẽ nói. Sự việc gì? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Ích Dân rồi trầm giọng hỏi. Bí thư Vương, khi xử lý tình huống trong nhà chủ tịch Trình, chúng tôi phát hiện bên trong lớp áo ghế salon có một cái sổ tiết kiệm, hơn nữa số tiền bên trong thật sự quá lớn. Tống Ích Dân hai ngày qua cực kỳ bận rộn, Trịnh Khiếu Nam xông vào khu nhà thị ủy sát hại vợ của chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cầm hung khí xông vào nhà của bí thư thị ủy. Tuy Trịnh Khiếu Nam còn chưa kịp làm gì với gia đình của bí thư thị ủy, thế nhưng dù thế nào cũng đã giết chết vợ của chủ tịch Hội đồng Nhân dân. May mà Trịnh Khiếu Nam bị bắt ngay sau đó, nếu không Tống Ích Dân là bí thư ủy ban tư pháp cũng thật sự khó sống yên ổn. Nhưng hắn thật sự không thoải mái được bao lâu, Mễ Hoa Lâm đến báo cáo vấn đề,
nói rằng cục công an tiến hành kiểm tra hiện trường, tìm được ở bên trong lớp áo ghế salon nhuộm đỏ máu một chiếc sổ tiết kiệm với trị giá trên 1 triệu. Số tiết kiệm này xuất hiện làm cho Tống Ích Dân cảm thấy đau đầu, tuy rất nhiều tình cảnh có thêm một việc không bằng ít đi một việc, nhưng sự kiện này hắn thật sự không dám che giấu. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn không thể ngờ dưới tình huống này sẽ xảy ra sự việc như vậy. Sổ tiết kiệm với số tiền khá lớn, Vương Tử Quân trầm ngâm rồi lên tiếng. Sổ đứng tên ai? Đứng tên Trình phu nhân. Tống Ích Dân nói rồi lấy ra một quyển sổ tiết kiệm đặt lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn quyển sổ tiết kiệm sắp nhũn ra vì thấm máu tươi, hắn thật sự sinh ra cảm giác buồn nôn. Hắn khẽ mở quyển sổ ra, bên trong là một con số với 6 chữ số ở phía sau. 1 triệu, thật sự là số tiền không nhỏ. Xem xét tiền lương của Trình Tự Học và vợ vào thời điểm này, đừng nói là cả đời, dù là hai đời cũng không có nhiều tiền như vậy. Bí thư Trương, Ủy ban kỷ luật nên điều tra cho rõ ràng. Lúc này vợ của Chủ tịch Trình vừa qua đời, Chủ tịch Trình vẫn còn đang rất đau khổ, thế nên yêu cầu các anh chấp pháp phải có nhân tính. Trong lúc điều tra sự việc này, tôi yêu cầu các anh cần phải chú ý phương pháp một chút. Vương Tử Quân trao quyển sổ tiết kiệm cho Trương Hợp Tuân rồi khẽ lên tiếng phân phó. Trương Hợp Tuân khẽ gật đầu, hắn nhận lấy sổ tiết kiệm. Hắn biết rõ sự kiện lần này xem như khó giải quyết, nếu như kéo cả Trình Tự Học ra, chỉ sợ các thế lực cũ ở thành phố La Nam sẽ bị hốt gọn. Nhưng lúc này hắn căn bản không còn sự lựa chọn nào khác, Bí Thư Vương đang chiếm ưu thế hoàn toàn, hắn phải là người dựa vào thuyền của Bí Thư Vương. Vì bận rộn nên thời gian trôi qua rất nhanh, khi Vương Tử Quân đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thì chiếc điện thoại màu đỏ bí mật trên bàn chợt vang lên. Vương Tử Quân nhìn chiếc điện thoại màu đỏ đổ chuông, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nghe máy. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Tử Quân, tôi là Hứa Tiền Giang. Âm thanh của Hứa Tiền Giang truyền đến từ đầu dây bên kia, giọng điệu của vi trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy này rất ôn hòa nhưng cũng cực kỳ có lực tương tác. Khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn biết rõ lúc này Hứa Tiền Giang gọi điện thoại cho mình là có ý gì. Nhưng có một số việc hắn hiểu rõ nhưng ngoài miệng vẫn phải tìm cách nói sao cho cực kỳ phù hợp. Ha ha, trưởng phòng Hứa vẫn khỏe chứ, ngài gọi điện thoại cho tôi có gì cần dặn dò sao? Sau khi nghe âm thanh vui vẻ của Vương Tử Quân, Hứa Tiền Giang cũng cười nói. Cũng không có chuyện gì quá quan trọng, chủ yếu là muốn tâm sự vài lời với Bí Thư Vương Tử Quân. Chiều nay tôi đã hàn huyên với Bí Thư Ngọc Hùng, nói thật là rất vui vẻ. Đồng chí Ngọc Hùng nói rất bội phục Bí Thư Thị ủy như cậu, nói là sau này nhất định sẽ chú ý phối hợp công tác với cậu, sẽ bày ra vị trí chính đáng của mình, làm ra cống hiến cho thành phố La Nam. Hứa Tiền Giang dù không nói rõ nhưng ý nghĩa lời nói đã biểu đạt cực kỳ đúng chỗ. Đó là Lục Ngọc Hùng người ta đã khoan hồng độ lượng nói ra những lời có ích cho anh cũng phải nhìn vào đại cục, cũng phải đứng ở độ cao mới, không nên nói bậy bạ này nọ. Nhưng Vương Tử Quân lại căn bản không tiếp chiêu với ám hiệu của Hứa Tiền Giang, hắn cười cười nói. Trưởng phòng Hứa, nếu như phòng tổ chức đã quyết định, anh là ánh sao soi đường, những cán bộ được anh soi sáng đều là đệ nhất. Hứa Tiền Giang thấy Vương Tử Quân căn bản không đi theo phương hướng của mình, thế là cũng không che giấu, lão trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, đồng chí Tiên Vi đã báo cáo tình huống khảo sát ở thành phố La Nam, tôi cảm thấy chúng ta nên liên hệ với nhau cho tốt. Vương Tử Quân không nói lời nào, hắn chờ Hứa Tiền Giang nói tiếp. Bí thư Tử Quân, cậu tuy còn trẻ nhưng là bí thư thị ủy La Nam, cậu làm bí thư cũng nên đứng ở độ cao chính trị của mình, vào thời điểm quyết định nên nhất trí hành động với tỉnh ủy, kiên quyết quán triệt tinh thần tỉnh ủy. Đảm bảo ý đồ của tổ chức được thực hiện mà không phải thích làm gì thì làm theo cảm tính. Tôi mặc kệ anh và đồng chí Lục Ngọc Hùng trước đó có ân oán gì, nhưng sau này tôi mong các anh đặt nặng công tác lên hàng đầu, cùng nhau phát triển, đoàn kết ban ngành, không phải xe lửa chạy nhanh đều nhờ đầu tàu sao. Nếu một ban ngành không đoàn kết, anh nói đường anh, người ta nói đường người ta, như vậy muốn làm tốt công tác thì hầu như là không thể. Hứa Tiền Giang nói rất nhiều nhưng ý nghĩa chỉ có một. Mà Vương Tử Quân lại hiểu rất rõ. Hắn đã đi trên con đường mình vạch ra, sẽ không bao giờ bị dao động vì vài lời nói của Hứa Tiền Giang. Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Trưởng phòng Hứa, tôi là bí thư thị ủy La Nam, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực quyết định của tỉnh ủy, nhưng khi tổ chức trưng cầu ý kiến của tôi cũng chỉ có thể căn cứ vào tính giai cấp của mình để nói ra ý nghĩ thiết thực nhất. Bí thư Tử Quân, tôi biết rồi. Hứa Tiền Giang nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại.
Chương 829, một công chính hay không công chính? Hai ngày nay tâm tình của Hào Nhất Phong rất tốt, lão đẩy Lục Ngọc Hùng lên vị trí chủ tịch thành phố La Nam để đối nghịch với Vương Tử Quân, làm cho công tác ở thành phố La Nam lại tiếp tục đi vào quỹ đạo dự định của mình. Điều này làm cho lão sinh ra một cảm giác thiên hạ tuy to lớn nhưng chỉ có mình là độc tôn. Sau khi người báo cáo cuối cùng rời khỏi phòng, Hào Nhất Phong nhấc điện thoại lên, sau đó bấm một dãy số quen thuộc, bàn tay phải nắm thật chặt điện thoại. Bình thường Hào Nhất Phong gọi điện thoại đều không thích áp điện thoại sẵn lên tai, chờ đến khi đối phương bên kia lên tiếng thì lão mới chậm rãi nhấc điện thoại lên nói chuyện. Nhưng bây giờ lão lại có hành vi khác thường, điều này làm sáng tỏ một vấn đề, đó chính là đối tượng được lão gọi đến chính là lãnh đạo thượng cấp. Alo, đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc, âm thanh này rất hòa ái nhưng thông qua điện thoại lại giống như có một lực lượng vô hình kiềm chế Hào Nhất Phong, làm cho lão nhanh chóng trở nên nghiêm túc và cẩn mật. Chào trưởng Ban Dương, tôi là Nhất Phong. Hào Nhất Phong nói vào trong điện thoại, lão cố gắng làm cho mình nở nụ cười sáng lạn, giọng điệu càng thêm ôn hòa. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười quen thuộc của Dương Độ Lục, lão vừa cười vừa cao giọng nói. Nhất Phong, gần đây thế nào rồi? Trong nhà khỏe cả chứ? Cảm ơn trưởng Ban Dương, tôi vẫn rất tốt, cuộc sống rất tốt. Hào Nhất Phong hỏi tình hình sức khỏe và cuộc sống của Dương Độ Lục, sau đó nói. Trưởng Ban Dương, hai ngày sau tôi sẽ đến thăm hỏi ngài, không biết ngài có rảnh không? Dù biết bình thường Dương Độ Lục sẽ không bao giờ từ chối mình, nhưng Hào Nhất Phong vẫn cảm thấy có chút căng thẳng. Dù sao Dương Độ Lục bây giờ cũng không phải là người thường, cuộc sống càng bận rộn hơn lão rất nhiều. Hơn nữa càng quan trọng chính là lần này Hào Nhất Phong đến tìm Dương Độ Lục vì sự kiện Phó Bí Thư Lưu Truyền Thụy rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Dù sao thì một vị Phó Bí Thư nhất trí hành động và bằng mặt không bằng lòng vẫn có sự khác biệt rất lớn. Tuy Hào Nhất Phong chưa từng hoài nghi về lực khống chế của mình ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng Thạch Kiên Quân quật khởi cũng làm cho lão phải ái ngại, đây chính là sự thật mà lão không thể không nhìn vào. Phó Chủ tịch Thường vụ là Trương Đông Viễn trước nay luôn có thái độ không ngã về phía lão, mỗi khi tổ chức hội nghị thường có thái độ mập mờ, càng làm cho lực khống chế của lão ở khối chính quyền tỉnh giảm xuống đáng kể. Đến tối tôi sẽ mời cậu dùng cơm, à, cậu gọi cả Chính Hồng đi, cậu ấy cũng đang ở thủ đô. Tuy Dương Độ Lục chỉ do dự nửa phút nhưng khoảng thời gian này thật sự là cực kỳ dài với Hào Nhất Phong, vì lão căn bản không biết trưởng Ban Dương do dự như vậy là có ý gì. Người bôn ba trên đường quan trường sợ nhất là cái gì? Không phải là chỗ dựa của mình tỏ ra bất mãn sao? Nhưng may mà trưởng Ban Dương chỉ suy tư giây lát, cũng không từ chối mà mở miệng mời cơm, điều này thật sự là tin tức rất tốt với Hào Nhất Phong. Thật tốt quá, trưởng Ban Dương, tôi sẽ sắp xếp ngay. Đã nhiều ngày không được tán thưởng tửu lượng của lãnh đạo, khi đó nhất định phải nói Chính Hồng uống cho thoải mái mới được. Hào Nhất Phong nói vài câu với Dương Độ Lục rồi cúp điện thoại. Sự việc khá thuận lợi, điều này làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy vui vẻ. Lão đặt điện thoại xuống, trầm ngâm giây lát rồi lại nhấc điện thoại lên. Chính Hồng, tôi là Hào Nhất Phong. Điện thoại được nối thông, Hào Nhất Phong trầm giọng nói với bên kia. Tề Chính Hồng biết là điện thoại của Hào Nhất Phong, hắn cười ha hả nói. Chào Bí Thư Nhất Phong, sao hôm nay lại gọi điện thoại cho tôi thế này? Hào Nhất Phong căn cứ vào nụ cười của Tề Chính Hồng, lão biết người bạn của mình xem như đã rời khỏi bóng ma thất lạc vào thời điểm trước kia. Nhưng lão dù sao cũng có chút thương tiếc với tình huống của Tề Chính Hồng, mà thương tiếc thì làm gì được. Trong kiếp sống chính trị của mỗi người, cuộc sống hiện tại có thể là bừng bừng hào quang, thế nhưng chỉ cần anh ngã xuống một lần, xem như tính mạng chính trị của anh đã xong. Tôi nghe trưởng Ban Dương nói cậu đang ở thủ đô, vừa vặn tôi sắp đến thủ đô, tôi đã hẹn trưởng Ban Dương, chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm, thuận tiện xem lãnh đạo bên kia có cơ hội nào cho cậu tiến lên nhận chức không. Hào Nhất Phong căn bản không đề cập đến phương diện Dương Độ Lục nói mình hẹn Tề Chính Hồng, mà lại cố gắng dùng giọng quan tâm để nói với Tề Chính Hồng ở đầu dây bên kia. Tề Chính Hồng cười khổ một tiếng nói. Anh Nhất Phong, tôi xin nhận ý tốt của anh, tôi biết rõ mình có chuyện gì, cũng đừng gây thêm phiền toái cho trưởng Ban Dương. Nhưng chuyện ăn cơm thì tôi nhất định sẽ tham gia, thật sự đã lâu rồi không cùng dùng cơm với trưởng Ban rồi. Hai người hàn huyên vài câu, sau đó cúp điện thoại. Hào Nhất Phong đang suy tư phải làm sao để tiến cử một người tiến lên tiếp nhận vị trí của Lưu Truyền Thụy với Dương Độ Lục, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Hào Nhất Phong bình thường ghét nhất là bị quấy rầy khi mình đang suy xét vấn đề, hơn nữa vừa rồi lão đã phân phó với thư ký,
không ngờ lại có một tên khốn không thức thời đi đến gõ cửa. Vào đi. Tuy Hào Nhất Phong tỏ ra bất mãn với thư ký, thế nhưng lão vẫn trầm giọng nói. Khi thấy người đi vào là Hứa Tiền Giang, Hào Nhất Phong chợt trầm mặc, chậm rãi nở nụ cười hòa hoãn. Tuy lão là người thâm căn cố đế ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lại cực kỳ tôn trọng vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy này. Trưởng phòng Tiền Giang đến đấy à? Mời ngồi. Hào Nhất Phong cười cười với thư ký, sau đó nói. Mau đi lấy trà ngon mà trưởng ban Dương tặng vài ngày trước pha nước cho trưởng phòng Hứa. Hứa Tiền Giang nói lời cảm tạ, sau đó một ly trà tỏa ra mùi hương thơm ngát được đặt ngay bên cạnh. Thư ký của Hào Nhất Phong là người rất có ánh mắt, biết rõ hai vị lãnh đạo có việc cần bàn, thế cho nên sau khi pha trà thì nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nhìn Hứa Tiền Giang, lão khẽ nói. Trưởng phòng Tiền Giang, ngày mai tôi sẽ vào thủ đô xử lý vài sự việc, thuận tiện sẽ gặp mặt trưởng ban Dương. Lúc này đồng chí Lưu Truyền Thụy sắp được điều động công tác, anh là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy cũng nên lao tâm nhiều hơn. Lao tâm nhiều hơn có ý nghĩa gì? Tất nhiên sẽ là chuyện tốt đối với một người luôn mong muốn được cầu tiến, nhưng ít nhất cũng phải có người nâng đỡ, như vậy mới có thể thuận thế tiến lên, sải bước đường dài. Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức nhiều năm, tất nhiên lão sẽ không cần người khác chỉ cho điều này, sẽ nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩa lời nói của bí thư Hào Nhất Phong. Lão đã nhòm ngó vị trí của phó bí thư Lưu Truyền Thụy từ rất lâu, cuối cùng Lưu Truyền Thụy cũng rời khỏi tỉnh Sơn Nam, thế nên lão hy vọng có thể được tiếp nhận vị trí để chống. Chương 829, hai công chính hay không công chính? Bí thư Nhất Phong, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng không phát sinh vấn đề. Hứa Tiền Giang là lão quan trường nhiều kinh nghiệm, tất nhiên mở miệng sẽ cực kỳ có trình độ. Hào Nhất Phong cười cười, lão biết rõ tâm tư của Hứa Tiền Giang, thế cho nên dùng giọng nghiêm túc nói. Trưởng phòng Tiền Giang, anh là người công tác không lâu bên cạnh trưởng ban Dương. Thế nhưng tôi tin tưởng có cơ sở như vậy thì chúng ta có thể đón đầu cơ hội. Trước Tết tôi đến thủ đô, tôi có nhắc đến anh với trưởng ban Dương, tôi nói anh là một trưởng phòng tổ chức vĩ đại, công tác làm cho người ta bớt lo lắng. Bí thư Hào, ngài khen ngợi tôi trước mặt trưởng ban Dương, tình nghĩa này tôi xin khắc ghi trong lòng. Chúng tôi sở dĩ có được thành tích ở tỉnh Sơn Nam, tất cả đều nhờ sự lãnh đạo tài tình của ngài, nếu như không phải ngài nắm chắc phương hướng. Tôi tự mình ra tay căn bản sẽ không đáng để lãnh đạo ghé mắt nhìn, cuối cùng tất cả đều là nhờ lãnh đạo mà thôi. Hứa Tiền Giang tâng bốc rất có nghệ thuật, hơn nữa lời nói của lão cũng có ý nghĩa rõ ràng, đó là tỏ thái độ với Hào Nhất Phong. Chỉ cần lão có thể tiếp nhận vị trí của Lưu Truyền Thụy, lão nhất định sẽ tiếp tục triển khai mở rộng công tác dưới sự chỉ đạo của bí thư Nhất Phong. Thái độ này của Hứa Tiền Giang làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy rất hưởng thụ. Nhưng sự việc chỉ có thể hiểu là xong. Nói nhiều cũng không hay, Hào Nhất Phong nhanh chóng thay đổi chủ đề. Trưởng phòng Hứa, anh đến phòng làm việc của tôi vì vấn đề gì? Bí thư Hào, tôi có sự kiện cần báo cáo với anh. Hứa Tiền Giang nói rồi lấy ra một phần tài liệu. Vừa rồi Quách Tiên Vi đã quay về từ thành phố La Nam, đã tiến hành khảo sát đồng chí Lục Ngọc Hùng, đây là báo cáo khảo sát. Hào Nhất Phong tiếp nhận báo cáo khảo sát từ tay Hứa Tiền Giang đưa đến, vẻ mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Bản báo cáo chủ yếu tập trung những đánh giá của cán bộ thành phố La Nam với Lục Ngọc Hùng, đập vào mắt bí thư Hào Nhất Phong chính là ý kiến của bí thư thị ủy Vương Tử Quân. Ý kiến của Vương Tử Quân căn bản là không có gì ẩn giấu, trực tiếp cho rằng Lục Ngọc Hùng không thích hợp đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Sau đó còn có vài vị thường ủy thị ủy cùng tỏ thái độ, mà Hào Nhất Phong thấy đám người kia căn bản đều là những kẻ đi gần bên cạnh Vương Tử Quân. Đã đối thoại với đồng chí Lục Ngọc Hùng chưa? Hào Nhất Phong khẽ đặt văn kiện lên bàn, sau đó trầm giọng hỏi. Đã khảo sát đồng chí Lục Ngọc Hùng, khi đó đồng chí Ngọc Hùng tự đến phó chủ tịch tỉnh ủy, tôi tự mình nói chuyện với cậu ấy. Thái độ của đồng chí Ngọc Hùng rất tốt, tư thái cũng thanh thoát đoan chính, nói chuyện tỏ vẻ chăm chú chứng thực chỉ thị của tỉnh ủy, kiên quyết phối hợp công tác với bí thư Vương, cố gắng làm ra cống hiến cho thành phố La Nam. Hứa Tiền Giang tất nhiên đã biết rõ ràng Hào Nhất Phong thích gì ghét gì. Lão nói những lời này căn bản cũng không chút sai lầm. Nhưng lão biết rõ những lời mình nói ra sẽ càng làm cho hình tượng của Vương Tử Quân thêm tệ hại trong ánh mắt của bí thư Hào Nhất Phong. Bốp! Hào Nhất Phong vỗ mạnh bàn tay lên mặt bàn, lão đặt văn kiện xuống rồi nói. Trưởng phòng Tiền Giang, có số ít người bên dưới có vấn đề về tư tưởng, cho là mình làm ra chút thành tích thì đứng đầu thiên hạ, cảm thấy người ta căn bản không thể nào so sánh với mình. Lúc này bày ra tư thái trên địa bàn của tôi thuận thì sống nghịch thì chết,
tư tưởng như vậy nhất định phải cải tạo cho tốt. Phản kháng chây lì với quyết định của tỉnh ủy, không phục và đả kích đồng chí của mình, tôi cảm thấy những đồng chí như vậy thì phòng tổ chức các anh nên cho ra một kế hoạch đẩy mạnh học tập, phải thanh trừ để làm sạch bầu không khí. Hứa Tiền Giang nghe chỉ thị của Bí thư Hào Nhất Phong, trong lòng thầm nghĩ. Vương Tử Quân, chuyện này tôi đã nhắc nhở cậu, chính cậu ôm tư thái quyết chết không tha, kết cục này cũng không có gì là lạ. Hào Nhất Phong nhìn Hứa Tiền Giang đang ghi chép ý kiến của mình, thế là nói tiếp. Tất nhiên chúng ta cũng không thể để cho đồng chí Thành Thật công tác phải bị hại, đã hoàn thành khảo sát với đồng chí Lục Ngọc Hùng rồi phải không? Vâng, đã hoàn thành. Hứa Tiền Giang hiểu Hào Nhất Phong muốn làm gì, thế là nhanh chóng mở miệng phối hợp. Công chính hay không công chính thì phải xem xét vào nhân tâm, chúng ta cứ thực hiện theo đúng trình tự. Khi đồng chí Lục Ngọc Hùng xuống tuyến dưới nhận chức, hai người chúng ta cùng đi hộ tống. Hào Nhất Phong vung tay lên lớn tiếng nói với Hứa Tiền Giang. Hứa Tiền Giang tuy đã làm tốt công tác đón nhận cơn thịnh nộ của Hào Nhất Phong, thế nhưng lúc này nghe bí thư Hào Nhất Phong lên tiếng mà không khỏi tỏ ra kinh hoàng. Rất ít khi bí thư tỉnh ủy đưa bí thư thị ủy đi nhận chức, bây giờ bổ nhiệm một vị chủ tịch thành phố mà bí thư tỉnh ủy tự mình đi đưa tiễn, điều này nói rõ vấn đề gì, tin chắc dù là ai cũng có thể thấy được. Có người đã so sánh quá trình đề bạt cán bộ giống như phụ nữ sinh con, dù chỉ là đi ngang sân khấu nhưng có sự quan tâm của lãnh đạo hay không là cực kỳ quan trọng. Nếu có sự chú ý của lãnh đạo, tương đương với tình huống đẻ thuận, đến thời cơ thích hợp thì văn kiện bổ nhiệm giống như thai nhi đã đủ thời gian ra khỏi mẹ, nhưng nếu như không có chỉ thị của lãnh đạo, như vậy sẽ rất khó khăn, đối với người trong cuộc sẽ giống như phụ nữ chờ sanh, dù biết con của mình cuối cùng cũng sẽ cất tiếng khóc chào đời, nhưng quá trình chờ đợi lại rất dày vò. Có được sự ủng hộ của Hào Nhất Phong, phương diện nhận chức của Lý Quý Niên và Lục Ngọc Hùng được quyết định rất nhanh. Ngay ngày hôm sau khi Hứa Tiền Giang báo cáo với Hào Nhất Phong, văn kiện đã được đưa xuống bên dưới. Vương Tử Quân nhìn văn kiện mà Đảng Hằng đưa đến, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười của Vương Tử Quân rơi vào mắt lại làm cho Đảng Hằng cảm thấy kỳ quái, hắn biết rõ Vương Tử Quân và Lục Ngọc Hùng có chút bất thường, nhưng vì sao đối phương được đề bạt mà Bí Thư Vương lại tỏ ra vui vẻ như vậy. Đảng Hằng đã công tác nhiều năm ở thành phố Đông Bộ, lòng dạ cũng thâm sâu hơn rất nhiều. Nhưng chút nghi ngờ của hắn lại không lừa được Vương Tử Quân. Chẳng qua những thứ này chỉ có thể hiểu mà không thể truyền, vì vậy Vương Tử Quân chỉ cười cười, cũng không nói gì với Đảng Hằng. Bí thư Vương, tôi nghe nói Bí thư Nhất Phong và trưởng phòng Hứa sẽ đích thân đưa đồng chí Lục Ngọc Hùng đi nhận chức. Đảng Hằng có chút do dự, cuối cùng hắn vẫn nói ra tin tức nho nhỏ lan truyền trong phòng tổ chức cho Vương Tử Quân. Hào Nhất Phong tự mình đưa Lục Ngọc Hùng đi nhận chức. Hi hi. Lục Ngọc Hùng vốn là đề bạt tại địa phương, cũng không cần đưa tiễn gì cả. Bây giờ Hào Nhất Phong lại có tâm tư như vậy, thật ra dù là ai trong tỉnh Sơn Nam cũng biết rõ bí thư tỉnh ủy đang bày tỏ ý chỉ với thành phố La Nam, Lục Ngọc Hùng là người được bí thư nhìn chúng, nhất định sẽ được bí thư tỉnh ủy giúp đỡ. Chương 830, một thật ra tôi không muốn đi, tôi muốn ở lại. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút, làm tốt công tác nghênh đón bí thư Nhất Phong. Chứng cứ có được dần chĩa về phía Lục Ngọc Hùng, Vương Tử Quân cũng muốn xem sau khi tất cả chứng cứ được thu thập xong, Hào Nhất Phong sẽ chuẩn bị xử lý sự việc như thế nào. Khi Vương Tử Quân đang xem xét văn kiện bổ nhiệm của Lục Ngọc Hùng, trong văn phòng thị ủy Đông Bộ cũng có người đang xem xét văn kiện này. Nguyễn Chấn Nhạc so với trước kia vẫn không có gì thay đổi, nhưng nhiều người nhìn qua, chợt thấy trên mái tóc của hắn có vài sợi bạc. Tuy vài sợi bạc kia chỉ là số nhỏ nhưng nó đại biểu cho thứ gì thì ai cũng hiểu rất rõ ràng. Dưới sự thúc đẩy của Nguyễn Chấn Nhạc, bây giờ Triệu Đức Càn đã là thư ký trưởng văn phòng thị ủy Đông Bộ. Tuy vì chưa đủ lý lịch nên chưa tiến lên thường ủy thị ủy, thế nhưng mọi người vẫn thầm hiểu, Triệu Đức Càn là tâm phúc của bí thư thị ủy Nguyễn Chấn Nhạc, tất nhiên danh xưng thường ủy thị ủy sẽ nhanh chóng vào trong túi áo mà thôi. Bí thư Nguyễn, nghe nói Bí thư Vương có ý kiến phản đối đồng chí Lục Ngọc Hùng tiến lên nhận chức chủ tịch thành phố La Nam. Vì chuyện này mà anh ấy đã đến tìm gặp nói chuyện với các vị thường ủy tỉnh ủy, sau đó lại bị Bí thư Nhất Phong phê bình ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Triệu Đức Càn biết rõ lãnh đạo của mình thích gì, thế nên bây giờ mở miệng nhanh chóng nói chúng tâm sự của Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười, hắn đã sớm nghe được tin tức này trước cả Triệu Đức Càn, hơn nữa còn được nghe kỹ càng hơn nhiều. Nhưng hắn thật sự thích nghe như vậy, bây giờ hắn đã xem vị bí thư phát triển mạnh mẽ ở thành phố La Nam là đối thủ của mình. Đúng rồi, tôi nghe một người quen ở phòng tổ chức tỉnh ủy nói rằng, lần này phòng tổ chức tỉnh ủy xuống khảo sát chủ tịch Lục Ngọc Hùng,
Vương Tử Quân căn bản không nói lời gì có ích với Lục Ngọc Hùng. Người này bây giờ vẫn còn cứng đầu đối nghịch với tỉnh ủy, thật sự là quá có cá tính. Lục Ngọc Hùng nhận chức sở dĩ được thông báo nhanh như vậy chính là có liên quan đến thái độ của Bí Thư Vương, có lẽ là tỉnh ủy muốn cho hắn ta đẹp mặt. Triệu Đức Càn khẽ cười, sau đó nói với Nguyễn Chấn Nhạc. Đức Càn, cậy tài khinh người là không được. Thế này đi, anh sao chép những lời phát biểu của Bí Thư Nhất Phòng ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, dùng danh nghĩa thị ủy để phát xuống tất cả đơn vị, yêu cầu bọn họ học tập tinh thần chỉ thị của Bí Thư Nhất Phòng, kết hợp với tình hình thực tế của đơn vị để tự tra cứu, chăm chú kiểm tra xem xét. Vâng, tôi cảm thấy như vậy rất phù hợp. Bí Thư Nguyễn, chúng ta có thể thành lập một tổ đôn đốc, sẽ tiến hành phê bình các đơn vị không tích cực học tập, cố gắng đảm bảo hiệu quả học tập lần này. Triệu Đức Càn sở dĩ có thể nhanh chóng thăng tiến cũng là vì nắm tương đối chính xác tâm tư của Bí Thư Nguyễn Chấn Nhạc, từng lời đề nghị đều nói vào trong tim Nguyễn Chấn Nhạc, đối với đồng chí như vậy không đề bạt được sao. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ gật đầu tán dương Triệu Đức Càn, sau đó khẽ nói. Anh gọi điện thoại cho đồng chí Lục Ngọc Hùng, nói là tôi chúc mừng anh ấy tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam, đồng thời hy vọng sau này nếu có cơ hội có thể cùng dùng cơm. Kẻ địch của kẻ địch là bạn. Nếu hai bên đã có kẻ thù chung là Vương Tử Quân, Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên sẽ không ngại kết giao với Lục Ngọc Hùng. Tuy hắn không biết Lục Ngọc Hùng có đấu được kẻ thù chung là Bí Thư Vương hay không, nhưng có thể làm cho hắn cảm thấy có chút sung sướng. Triệu Đức Càn trước nay chưa từng lề mề trong công tác chứng thực ý chỉ của lãnh đạo, sau khi nghe Nguyễn Chấn Nhạc phân phó, hắn nhanh chóng cầm điện thoại gọi ra ngoài. Trong văn bản thông báo của tỉnh ủy có cả số điện thoại của cán bộ tương quan. Tất nhiên tìm số điện thoại của Lục Ngọc Hùng căn bản là không khó. Nhưng điện thoại bên kia liên tục vang lên mà không ai nghe máy, dù gọi đi gọi lại thì điện thoại chỉ đổ chuông mà không ai nghe máy. Tuy điều này không phải là lỗi của mình, thế nhưng Triệu Đức Càn vẫn bày ra bộ dạng làm không tốt chỉ thị của lãnh đạo. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn ái tướng tâm phúc của mình, hắn phất tay rộng lượng nói. Chuyện này cũng không trách anh được, bây giờ có không ít người trong tỉnh gọi đến số này. Lục Ngọc Hùng không nghe máy cũng là bình thường. Triệu Đức Càn gật đầu xưng vâng, nói ngày mai bọn họ Lục hết bận rộn thì mình sẽ liên lạc sau. Nguyễn Chấn Nhạc và Triệu Đức Càn căn bản không biết, chủ nhân của chiếc điện thoại không nghe máy, không phải vì đang bận, vì lúc này chiếc điện thoại không nằm trong tay chủ của nó. Trong một gian phòng được lắp đặt tinh xảo ở thành phố Sơn Viên, bên trong có rất nhiều điện thoại, chúng được đặt trong ngăn kéo, đều bị tắt tiếng chuông báo, vừa được sạc điện mà màn hình vừa liên tục nhấp nháy. Đủ mọi loại số điện thoại quen thuộc và xa lạ lóe lên trên màn hình điện thoại màu xanh, đủ mọi ánh sáng lóe lên, nhưng vị chủ nhân cao quý của nó căn bản không có ý nghe máy. Ầm ầm ầm, những tiếng chấn động liên tục vang lên, thế nhưng trong phòng lại rất yên tĩnh. Ngoài phi trường cách thành phố Sơn Viên vài trăm km, Lục Ngọc Hùng đội mũ trùm đầu đang đọc một tờ văn kiện, cũng không phải là thứ gì khác, chính là thông báo nhận chức của hắn. Đồng chí Lý Quý Niên được điều động làm phó phòng thường vụ Sở Tài nguyên Môi trường, phó bí thư Đảng ủy cơ quan, cấp bậc chính sảnh. Đồng chí Lục Ngọc Hùng đề bạt làm quyền chủ tịch thành phố La Nam. Hai hàng chữ đơn giản lại làm cho Lục Ngọc Hùng sinh ra cảm giác muốn khóc, không, phải nói là hàng chữ bên dưới làm hắn cảm thấy phát khóc. Phấn đấu thăng quan tiến chức khó như lên trời, hắn là người lăn lộn quan trường lâu năm, vì sao không muốn mình tiến lên một bước. Hôm nay ước vọng nhiều năm đã thành. Hắn lại không có chút cảm giác thành công, chỉ có thể cầm tờ thông báo tự thưởng thức mà thôi. Hào Nhất Phong bắt đầu coi trọng hắn, lúc đầu tin tức này thật sự làm cho hắn vui mừng như điên, nhưng khi anh em Trịnh gia xa lưới, vợ của Trình Tự Học lại bị giết, hắn chợt sinh ra cảm giác sởn tóc gáy. Hắn biết rõ Vương Tử Quân đang nhìn chằm chằm vào mình, lúc này mình thật sự rất nguy hiểm. Tuy hắn chưa từng làm qua công tác kiểm tra kỷ luật, thế nhưng hắn hiểu chỉ cần mình là Vương Tử Quân. Căn bản sẽ có thể làm cho Trịnh Khiếu Nam hoặc Trịnh Khiếu Đống mở miệng. Đừng nghĩ Trịnh Khiếu Đống là một người kín miệng, bình thường hay giả vờ nghĩa khí mà lầm, Lục Ngọc Hùng biết rõ người này cực kỳ tư lợi. Người này sẽ vì chính mình mà không bao giờ hy sinh cho Lục Ngọc Hùng, hơn nữa bây giờ đối phương đang cực kỳ khốn khổ, biết đâu sẽ nói ra tất cả những gì mình biết. Lục Ngọc Hùng sẽ làm chủ tịch thành phố vài ngày rồi vào nhà tù sao? Lục Ngọc Hùng không muốn như vậy, hắn đã kiếm được đủ tiền. Bây giờ bên kia đã sắp xếp tốt, hơn nữa chỉ vài năm nữa hắn cũng về hưu, nếu như vậy không bằng về hưu sớm để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp còn lại. Lục Ngọc Hùng không muốn vứt bỏ quyền lợi của mình, nhưng hắn bị Vương Tử Quân ép sát, hắn không còn lựa chọn nào khác. Chương 832, thật ra tôi không muốn đi, tôi muốn ở lại.
Lục Ngọc Hùng nhìn thông báo nhận chức trong tay, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh. Năm xưa hắn vì muốn tiến lên mà luôn bỏ công sức níu kéo Bí thư Hào Nhất Phong, thế nhưng khi đó Bí thư Hào Nhất Phong căn bản là không thèm quan tâm. Bây giờ hắn không còn muốn mệt nhọc bò lên, đúng lúc vị bí thư tỉnh ủy kia lại coi trọng hắn. Lục Ngọc Hùng cũng hiểu rõ vì sao Hào Nhất Phong lại vừa ý mình, căn bản không phải vì mình là người uy phong sáng suốt, đối phương dùng mình chỉ là vì muốn đối phó với Vương Tử Quân. Nếu không phải hắn có khả năng đối phó với Vương Tử Quân, Bí thư Hào Nhất Phong sao lại phải chọn mình? Chính Bí thư Hào Nhất Phong sẽ đưa mình đi nhận chức. Lục Ngọc Hùng nghĩ đến điều này mà cảm thấy buồn cười, cũng không biết khi vị bí thư tỉnh ủy kia đi đến La Nam và phát hiện người sắp nhận chức đã không còn, như vậy sẽ có cảm tưởng gì. Lục Ngọc Hùng móc hộ chiếu ra xem, hắn nhìn cái tên xa lạ dưới tấm ảnh rồi nở nụ cười. Giấy chứng minh nhân dân và hộ chiếu của hắn đều là hàng thật từ trong tay cục công an làm ra, nào phải là hàng giả. Từ hôm nay trở đi hắn không còn là Lục Ngọc Hùng, một thân phận mới sẽ đưa hắn về phía cuộc sống mới. Các vị hành khách chú ý, các vị hành khách chú ý, máy bay đến New York. Chuẩn bị cất cánh, mong các vị nhanh chóng đi ra máy bay. Giọng nói ngọt ngào vang lên trong loa, Lục Ngọc Hùng ngơ thấy âm thanh này thì khẽ đứng lên, hắn đẩy kính lên mặt, sau đó đi về phía máy bay. Lục Ngọc Hùng không phải lần đầu tiên đi máy bay, vì vậy hắn rất quen thuộc với nó. Sau khi nhân viên công tác tiến hành kiểm chứng giấy tờ, sau đó xác định không có vấn đề, chút lo lắng của hắn cuối cùng cũng biến mất. Mình sẽ phải đi. Lục Ngọc Hùng nhìn mảnh đất dưới chân, hắn không biết vì sao lại xuất hiện cảm giác thương cảm, một câu thơ cũng xuất hiện trong lòng hắn. Vì sao tôi lại rơi nước mắt? Vì trong lòng vương vấn quê hương. Lục Ngọc Hùng thật sự rất cảm khái, hắn xách vali đi về phía chiếc máy bay màu trắng. Anh Hùng, chúng ta ăn cơm được chưa? Vương Tử Quân vừa đang giúp con học nói vừa nói với Mạc Tiểu Bắc lúc này đang dùng máy tính đọc sách. Mạc Tiểu Bắc khẽ cau mày, sau đó tiếp tục đọc sách. Vương Tử Quân rất quen thuộc tính cách này của vợ, vợ đại nhân rất không ưa xưng hô anh hùng trêu chọc của hắn. Sau khi có con thì Mạc Tiểu Bắc có thể nói là biến hóa rất lớn, thật sự tràn đầy tình mẫu tử. Nàng bây giờ cũng không còn lạnh lùng như dĩ vãng, thế nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, tâm tư thì vẫn như cũ mà thôi. Vương gia ở La Nam là gia đình đệ nhất, không thể không có người đến thăm hỏi, rất nhiều người đến thấy Mạc Tiểu Bắc đều sinh ra cảm giác cao vời khó với tới. Vì tiến hành cải tạo hình tượng của đồng chí Mạc Tiểu Bắc trở nên ngày càng bình dân hơn mà Bí thư Vương đã liên tục cố gắng, gọi đồng chí Mạc Tiểu Bắc là anh hùng cũng là một trong những cố gắng của hắn. Nhưng cố gắng của Vương Tử Quân căn bản là không có tính thực chất, hắn nhìn gương mặt không thèm quan tâm của Mạc Tiểu Bắc, thế là không khỏi dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn con trai. Lúc này tiểu tử đang mọc răng chợt nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười này giống như đang cười nhạo Vương Tử Quân là người bố vô năng. Như vậy cũng không hay, Vương Tử Quân vì muốn thực hiện quyền uy tuyệt đối trước mặt con trai, thế là tiếp tục lên tiếng với Mạc Tiểu Bắc. Này anh hùng, hai người chúng ta đều đói bụng, mong ngài dùng cơm được rồi. Nếu anh còn tiếp tục nói hai chữ anh hùng, em sẽ không ngại diễn lại tình huống anh hùng bắt côn đồ. Mạc Tiểu Bắc buông máy tính. Nàng khẽ lên tiếng uy hiếp Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tức giận của Mạc Tiểu Bắc, hắn vội vàng ngậm miệng. Lúc này tiểu tử bảo bối vốn đang cười bố mình rất thoải mái cũng phải ngậm chặt miệng. Mạc Tiểu Bắc nhìn hai cha con có bộ dạng giống nhau, thế là không khỏi nở nụ cười như hoa mùa xuân, đẹp đẽ mê người. Vương Tử Quân nhìn nụ cười động lòng của vợ, hắn không khỏi cảm thấy nóng lòng. Khi hắn đang chuẩn bị tiến công giai nhân, đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiểu tử bảo bối duỗi bàn tay nhỏ bé chỉ vào chiếc điện thoại rồi lớn tiếng nói, Vương Tử Quân có tính nhẫn nại rất lớn với cậu con trai đang còn chờ đợi được dạy cách phát âm này. Alo, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không nhìn dãy số mà nói theo thói quen. Tôi biết rõ anh là Vương Tử Quân, là Bí thư Vương, cũng không cần báo danh như vậy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của mẹ Vương Tử Quân, bà Triệu Tuyết Hoa. Vương Tử Quân vốn cho rằng thị ủy có chuyện gì đó, bây giờ nghe thấy mẹ trêu chọc như vậy thì cười nói. Mẹ, ngài không đi dạo thành phố Ma Đô sao? Thế nào lại có thời gian gọi điện thoại cho con thế này? Triệu Tuyết Hoa không chút khách khí với lời nói trêu chọc của con trai. Ai gọi điện thoại cho cậu? Tôi gọi điện thoại cho cháu nội, Tiểu Bảo Nhi đâu rồi, để bà nội nói chuyện với nó. Vương Tử Quân cảm khái một câu cách một đời sẽ thân tình hơn. Thế là đưa điện thoại đến bên tai con trai.
Tiểu bảo bối của Vương Tử Quân căn bản không xa lạ gì với điện thoại, sau khi nghe trong điện thoại vang lên âm thanh quen thuộc của bà nội, thế là bắt đầu y a loạn cả lên. Thực tế bảo bối của Vương Tử Quân căn bản cũng không nói được gì có nghĩa, nhưng điều này làm cho Triệu Tuyết Hoa rất vui, dù sao đó cũng là cháu nội của bà. Vương Tử Quân vừa ôm con trai vừa nghĩ đến chuyện bố mình đến thành phố Ma Đô đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thường vụ. Tuy hắn đã gọi điện thoại liên lạc với bố vài lần, ông nói công tác vẫn thuận lợi, nhưng hắn biết rõ bố mình vừa đến Ma Đô, muốn làm tốt công tác ở vị trí mới cương vị mới cũng không phải dễ dàng gì. Vương Tử Quân chưa từng có nhiều tin tưởng vào năng lực của bố mình, nhưng hắn lại cực kỳ có lòng tin với sự kiện Lâm Trạch Viễn đến làm bí thư thị ủy Ma Đô. Lúc này Lâm Trạch Viễn đã là lãnh đạo cấp phó quốc, có thể nói là một người cực kỳ được coi trọng. Mẹ, bố con đâu rồi? Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại rồi khẽ hỏi. Nói là có bữa cơm cần tham gia. Triệu Tuyết Hoa vừa trả lời Vương Tử Quân vừa dùng giọng oán giận nói. Đi đến Ma Đô còn bận rộn hơn cả ở tỉnh Chiết Giang, sớm biết ông ấy sẽ bận rộn như vậy, mẹ cũng không đi theo ông ấy đến đây. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không nói được gì với lời oán trách của mẹ, dù sao thì đây cũng là chuyện có ảnh hưởng đến bố, hắn cần phải bảo vệ tốt rồi mới nói sau. Sau khi nói chuyện với mẹ vài phút thì Vương Tử Quân cúp điện thoại, tuy trong điện thoại liên tục đồng ý sẽ đến thành phố Ma Đô thăm bố mẹ, nhưng hắn thấy không biết đến bao giờ mới có thời gian xuất hành. Tút tút tút, chuông điện thoại lại vang lên, Vương Tử Quân nhìn dãy số, là trưởng phòng tổ chức thị ủy Đảng Hằng gọi điện thoại đến. Hắn nhanh chóng bấm nút nghe không chút do dự. Bí thư Vương, ngài bây giờ có rảnh không? Đảng Hằng vừa nối thông điện thoại với Vương Tử Quân thì trầm giọng nói. Vương Tử Quân đưa con trai cho Mạc Tiểu Bắc, hắn trầm giọng nói. Có gì anh cứ nói. Chương 831, 36 kế, chuồn là thượng sách. Bí thư Vương, có hai văn kiện cần đưa đến tay Bí thư Ngọc Hùng, vì thế mà phòng tổ chức chúng tôi cố gắng liên lạc với anh ấy, nhưng liên hệ điện thoại một ngày mà Bí thư Lục bên kia không nghe máy. Đảng Hằng dùng giọng rất bình tĩnh nói, nhưng rõ ràng hắn thật sự có chút lo lắng về vấn đề này. Anh có tự mình gọi điện thoại cho anh ta không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Tôi đã gọi 10 lần, nhưng không ai nghe máy. Đảng Hằng nói đến đây thì trầm giọng nói. Tôi đã gọi điện thoại cho thư ký và lái xe của Bí thư Lục, bọn họ nói mình được Bí thư Ngọc Hùng sắp xếp đến xem xét ông cụ ở thủ đô, hai ngày qua không đi cùng Bí thư Lục. Có hai khả năng để người ta không nghe điện thoại, một là điện thoại không có ở bên cạnh, hai là không muốn nghe máy. Đầu óc Vương Tử Quân vận chuyển rất nhanh, hắn là chủ tịch thành phố La Nam, Lục Ngọc Hùng dù có bận rộn thế nào cũng không thể không tiếp nhận điện thoại của trưởng phòng tổ chức Đảng Hằng được. Lúc này Đảng Hằng không gọi được cho Lục Ngọc Hùng, không phải là Lục Ngọc Hùng không mang điện thoại theo bên mình đấy chứ. Nhưng thị ủy có quy định với việc sử dụng điện thoại, các vị thường ủy thị ủy phải giữ điện thoại trên người 24/24. Bây giờ không liên lạc được với Lục Ngọc Hùng, không phải có vấn đề gì đấy chứ. Vương Tử Quân biết rõ vì sao Đảng Hằng lại liên lạc với mình, nhưng lúc này hắn là bí thư thị ủy, hắn không thể sợ hãi được. Hắn nói với Đảng Hằng. Đảng Hằng, anh nhanh chóng liên lạc với bí thư Ngọc Hùng, tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Tử Quân liên tục suy xét vấn đề, nhưng cuối cùng hắn vẫn bấm điện thoại của Lục Ngọc Hùng. Điện thoại đổ chuông, nhưng sau đó lại xuất hiện một giọng nữ nói số điện thoại đang bận, mong gọi lại sau. Lục Ngọc Hùng không thể nào ném điện thoại ra khỏi người cả một ngày được, bây giờ tình huống này lại xảy ra, đối phương không nghe điện thoại, rốt cuộc có vấn đề gì? Vương Tử Quân nghĩ đến những căn cứ chính xác có được vào thời gian gần đây, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Ý nghĩ này xuất hiện thì Vương Tử Quân chợt giật mình, nếu như thật sự là như vậy, phải làm sao cho xong chuyện? Tất nhiên không phải là Vương Tử Quân làm sao cho xong chuyện. Mà vị lãnh đạo tỉnh ủy đã từng đứng trên hội nghị thường ủy tỉnh ủy khen ngợi Lục Ngọc Hùng phải làm thế nào để giải quyết ảnh hưởng sự việc lần này. Dù là hội nghị thường ủy tỉnh ủy hay hội nghị thường ủy thị ủy, tất cả hội nghị đều có bản ghi chép lại rõ ràng, nếu có gì xảy ra, như vậy sẽ có một vài người bị đánh đòn. Khả năng này càng lúc càng phóng đại trong lòng Vương Tử Quân, hắn cảm thấy điều này thật sự giống với phong cách của Lục Ngọc Hùng. Thế là lúc này những hiện tượng kỳ quái chợt lóe lên trong đầu Vương Tử Quân. Nghe Hà Khởi Duệ nói khối chính quyền thành phố La Nam nhận được không ít điện thoại tìm bí thư Lục, bọn họ đều có một ý nghĩ chính là chúc mừng Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam. Đám người kia gọi điện thoại đến văn phòng khối chính quyền thành phố, rõ ràng có ý nghĩa rằng bọn họ không liên lạc được với bí thư Ngọc Hùng.
36 kế thì chuồn là thượng sách, tuy Vương Tử Quân đang dần đi về đích, thế nhưng Lục Ngọc Hùng lại tính toán khá tốt, một chiêu này có hơi bất ngờ, chạy đi vào thời điểm phù hợp. Vương Tử Quân đi qua đi lại trong phòng, hắn chợt sinh ra cảm giác xúc động muốn cười lớn. Nhưng cuối cùng hắn cũng cố gắng áp chế cơn tức cười, hắn có một vài việc cần phải được chứng thực rõ ràng. Dượng, mời ngài dùng cơm. Tiểu Na dọn cơm vào phòng rồi nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Mọi người ăn trước đi, tôi gọi điện thoại cái đã. Tiểu Na có thể nói càng lúc càng sùng kính bí thư thị ủy Vương Tử Quân. Tuy nàng là thân thích bên ngoại của Mạc gia, nhưng vì bị quản chế nghiêm khắc, thế cho nên căn bản không được gia tộc quan tâm nhiều. Thế nhưng nàng đến La Nam làm bảo mẫu thì lại khác, nàng là một thành viên của gia đình đệ nhất thành phố La Nam, chủ nhân là người đứng đầu khu nhà thị ủy, chưa nói đến những thứ khác, dù là nàng đi ra ngoài mua thức ăn cũng có nhiều người vây quanh, như sao quanh trăng. Lúc mới bắt đầu thì Tiểu Na còn cảm thấy tự tin về mình, như vậy mới có nhiều người theo đuổi như vậy. Nhưng ngay sau đó nàng từ từ phát hiện vì sao đám người kia lại theo đuổi mình. Những người kia cũng không quá quan tâm đến Tiểu Na. Bọn họ chỉ muốn hỏi Dượng đang làm gì, cô cố thế nào. Nếu nàng đi mua thứ gì, những thứ kia cũng nhanh chóng xuất hiện trong tay đám người vây quanh nàng. Đặc biệt là khi nàng chuẩn bị thay cô ra ngoài mua sữa cho Tiểu Bảo Nhi, nàng lơ đãng nói ra mục đích của mình, thế là trong nhà nhận được 6-7 bình sữa đủ nhãn hiệu này nọ. Vì nó không đáng tiền nên Vương Tử Quân căn bản không dùng lời lẽ nghiêm khắc để nói với Tiểu Na, nhưng Tiểu Na nhìn đống sữa đem gác xó mà không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Cuối cùng nàng đi tìm cô và Dượng để nhận sai lầm, cô không nói gì theo thói quen, Dượng thì mở miệng an ủi nói không có vấn đề, không thể trách nàng, cũng không phải nàng cố ý như vậy. Nhưng sau đó Tiểu Na cực kỳ thận trọng lời nói và việc làm của mình, nàng chỉ sợ tình cảnh cũ sẽ tái diễn gây khó cho mình. Bí thư Trương, gần đây có tiến triển gì không? Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Trương Hợp Tuân, sau khi điện thoại nối thông thì nói. Trương Hợp Tuân nhận được điện thoại của Vương Tử Quân cũng nhanh chóng lên tiếng. Bí thư Vương, chúng tôi đẩy mạnh điều tra, 3 giờ tình huống dần bộc lộ, có 2 thành viên phòng xây dựng đã mở miệng, nhưng lời nói của bọn họ thật sự không tốt với Lục Ngọc Hùng. Vương Tử Quân không trực tiếp tỏ thái độ mà trầm giọng nói. Bất cứ chuyện gì phải có căn cứ rõ ràng thực chất, lấy pháp luật là thước đo, chúng ta không để đồng chí của mình bị oan, tất nhiên càng không thể buông tha cho các phần tử hủ bại được. Vương Tử Quân nói lời này cũng không phải lần đầu tiên, thế nhưng Trương Hợp Tuân hiểu, Vương Tử Quân tỏ ý cho mình điều tra đến cùng. Tôi biết rồi, Bí thư Vương, Ủy ban kỷ luật chúng tôi nhất định sẽ chú ý triển khai mở rộng và phát triển công tác dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo, nhưng về phía Bí thư Ngọc Hùng. Trương Hợp Tuân nói đến đây thì càng thêm chú ý. Nếu như có chứng cứ vô cùng xác thực thì cứ xử lý theo luật, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Vương Tử Quân nói đến đây thì cúp điện thoại. Sau đó Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Bí thư Ủy ban Tư pháp Tống Ích Dân, lúc này Tống Ích Dân còn chưa đi làm về, đang nghe báo cáo về anh em Trịnh Gia ở Cục Công an thành phố. Sau khi anh em Trịnh Gia bị bắt thì không mở miệng nói điều gì, Trịnh Khiếu Đống cả ngày không nói gì, Trịnh Khiếu Nam lại điên cuồng kêu gào cả ngày, điều này làm cho Tống Ích Dân cảm thấy khó giải quyết. Bí thư Vương, đội cảnh sát hình sự đã điều tra ra những hành vi phạm tội của anh em Trịnh Gia, có 13 căn cứ phạm pháp. Chỉ dựa vào những căn cứ này đủ để khép tội tử hình hai anh em bọn họ. Nhưng nếu như phán quyết hai anh em bọn họ như vậy, sẽ có một vài người trốn thoát. Chương 832, chết cũng không nói. Tống Ích Dân không tiếp tục lên tiếng nhưng Vương Tử Quân xem như hiểu ý của Bí thư Ủy ban Tư pháp. Thế cục hiện tại ai cũng mong sao anh em Trịnh Gia có thể chết đi, chỉ cần bọn họ chết, tất cả mọi thứ sẽ được che giấu. Vương Tử Quân nhíu mày khẽ nói. Ích Dân, không bỏ công không phá được thành, anh nhất định phải nghĩ biện pháp cho anh em Trình Gia mở miệng. Có vài người cực kỳ thối nát, không thể cho bọn họ nhở như ngoài phòng pháp luật được. Tống Ích Dân biết rõ yêu cầu tra xét kỹ càng rõ ràng của Vương Tử Quân, có vài người thối nát không ai khác là Lục Ngọc Hùng. Chỉ cần có thể tung một mẻ lưới hốt trọn tất cả, như vậy sẽ tạo nên cơ hội tốt cho Vương Tử Quân có thêm quyền lợi điều chỉnh ban ngành thành phố La Nam. Bí thư Vương, Trịnh Khiếu Đống hy vọng được nói chuyện với anh. Tống Ích Dân do dự một chút rồi khẽ nói. Trong phòng giam của Cục Công an thành phố La Nam, Vương Tử Quân ngồi trong một gian phòng có song sắt lớn, phía bên kia là Trịnh Khiếu Đống đã bị cạo đầu bóng lưỡng, lúc này đối phương đang dùng ánh mắt cừu hận nhìn Vương Tử Quân. Nghe nói anh muốn gặp tôi.
Vương Tử Quân cẩn thận đánh giá nhân vật Phong Vân một thời ở thành phố La Nam đang mặc áo tù, sau đó thản nhiên nói. Trịnh Khiếu Đống tuy vẫn là Trịnh Khiếu Đống, tuy hắn vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, thế nhưng lại có tinh thần kém xa lúc Vương Tử Quân mới đến thành phố La Nam. Lúc này gương mặt hắn khá hốc hác, cặp mắt âm trầm sau song sắt làm cho người ta khó liên hệ đến ánh mắt sắc bén ngày nào. Đúng, tôi muốn gặp anh. Trịnh Khiếu Đống dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tử Quân ngoài song sắt, sau đó dùng giọng âm u nói. Vương Tử Quân gật gật đầu không nói lời nào, thế nhưng thái độ trầm mặc của hắn lại giống như bao quát một thái độ không thèm quan tâm đến Trịnh Khiếu Đống. Lúc này tâm nguyện của anh đã xong, có phải nên đi được chưa? Vương Tử Quân biết rõ suy đoán của Trịnh Khiếu Đống, thế là dùng giọng nhàn nhạt nói. Đưa tôi đi sao? Tốt, Bí Thư Vương, tôi không tin anh bận rộn như vậy lại có thời gian rảnh đến gặp mặt tôi. Trịnh Khiếu Đống dùng ánh mắt xảo quyệt nhìn Vương Tử Quân, hắn cười cười, bộ dạng cũng không thèm quan tâm. Vương Tử Quân không nói gì, hắn khẽ gật đầu với Mễ Hoa Lâm ở bên cạnh. Mễ Hoa Lâm sao không hiểu ý của Vương Tử Quân, hắn khoát tay áo với hai tên cảnh sát cao lớn, tỏ ý cho bọn họ đưa Trịnh Khiếu Đống đi. Lúc bắt đầu Trịnh Khiếu Đống còn căn bản không quan tâm, thế nhưng khi được đưa ra đến cửa, hắn chợt cảm thấy bước chân rối loạn. Khi hắn được đưa ra ngoài thì cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Vương Tử Quân, tôi không tin anh không muốn tìm vài thứ trên người tôi, nếu như anh muốn biết, phải tôn trọng tôi một chút. Vương Tử Quân vẫn không mở miệng, hắn lẳng lặng ngồi đó. Trịnh Khiếu Đống tiếp tục được đưa đi, lúc này vẻ mặt hắn càng thêm bối rối, hắn dùng giọng không cam lòng nói. Tôi có tất cả những gì anh cần, chỉ cần có đủ điều kiện, tôi sẽ nói ra tất cả. Anh không còn dư âm có kè mặc cả, nói hay không là quyền của anh. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng không cho là đúng nói với Trịnh Khiếu Đống. Đồng chí Bí Thư Lục Ngọc Hùng đã được Hội nghị Thường ủy tỉnh ủy thông qua và cho ra quyết định đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam. Trịnh Khiếu Đống cũng không chút sợ hãi với tin tức này, do rằng hắn đã được biết rồi. Hắn chợt cười lạnh nói. Vì vậy lúc này Bí Thư Vương cần sự hợp tác của tôi. Vương Tử Quân đứng lên nói. Chúng ta không có gì để hợp tác, việc Bí Thư Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố cũng không có gì là xấu. Vương Tử Quân nói rất rõ ràng mạch lạc và bình tĩnh làm cho Trịnh Khiếu Đống cảm thấy đầu óc nóng lên đã bình tĩnh lại một chút. Hắn khác với Trịnh Khiếu Nam, hắn là người làm việc biết vận dụng đầu óc, hắn có thể căn cứ vào lời nói để biết rốt cuộc là Vương Tử Quân đang nghĩ gì. Nếu Lục Ngọc Hùng trở thành chủ tịch thành phố La Nam, chắc chắn đối phương sẽ muốn nhanh chóng giải quyết hai anh em mình. Nếu hai anh em bọn họ không còn sự bảo vệ của Vương Tử Quân, bọn họ chỉ còn con đường chết. Nhưng bây giờ thì sao? Chính mình có thể sống ra ngoài được sao? Trịnh Khiếu Đống biết rõ hai anh em mình phạm phải tội gì, vì thế mới cắn môi nói. Bí Thư Vương, tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ cần anh có thể bảo đảm cái mạng của em tôi, anh muốn biết gì thì tôi cũng nói. Vương Tử Quân nhìn Trịnh Khiếu Đống lại tiếp tục ưỡn ngực lên, hắn thản nhiên nói. Em của anh phạm tội gì thì chính anh hiểu rất rõ, anh cảm thấy cậu ta có thể thoát khỏi chế tài pháp luật sao? Một tia hy vọng cuối cùng đã biến mất không còn, Trịnh Khiếu Đống thất thểu lui về phía sau hai bước, hắn cúi đầu giây lát, sau đó ngẩng đầu lên, nhưng lúc này trên mặt lại là nụ cười lạnh. Bí Thư Vương, như vậy hai chúng ta cũng không còn gì để bàn nữa. Thái độ như vậy thì rõ ràng là Trịnh Khiếu Đống chuẩn bị liều chết, căn bản không mở miệng nói những sự việc gì khác. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng hoàn toàn tuyệt vọng của Trịnh Khiếu Đống, hắn dùng giọng không đếm xỉa nói. Trời không tuyệt đường của con người, có một số việc chỉ cần phát sinh thì nhất định sẽ tìm ra manh mối. Hơn nữa các người chắc chắn sẽ có bản ghi chép, chỉ cần tìm được bản ghi chép, như vậy tôi tin hoàn toàn có thể định tội một vài người còn lại. Trịnh Khiếu Đống nhìn bộ dạng cực kỳ tự tin của Vương Tử Quân, hắn chợt nở nụ cười trào phúng. Dễ nhớ nhất không bằng ghi vào trong đầu, có lẽ làm cho Bí Thư Vương thất vọng rồi, tôi không phải là người thích ghi chép trong sổ như vậy. Vương Tử Quân không nói gì, hắn dùng ánh mắt như cười như không nhìn Trịnh Khiếu Đống, nụ cười của hắn rất lấp lửng, điều này làm cho Trịnh Khiếu Đống sinh ra cảm giác sợ hãi. Từ khi đi trên con đường mình đã chọn thì không biết bao lâu rồi Trịnh Khiếu Đống chưa từng cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc này hắn chợt sinh ra cảm giác không rét mà run, hơn nữa cảm giác này quá mạnh mẽ. Hắn thật sự không ngờ cảm giác này của mình lại được truyền đến từ một người tưởng chừng vô hại như Vương Tử Quân. Anh có ý gì? Trong lòng chợt bùng lên cảm giác không yên, Thạch Kiên Quân càng không thoải mái, hắn nhìn Vương Tử Quân rồi run giọng nói.
tôi nhất định sẽ tìm ra quyển nhật ký kia. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng cực kỳ kiên quyết. Một bí thư thị ủy nói nhất định sẽ tìm ra một quyển nhật ký, Trịnh Khiếu Đống căn bản không có nhật ký như vậy, nhưng lúc này chính hắn cũng không còn tâm tư nói với Vương Tử Quân đừng si tâm mộng tưởng. Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là tay chân của hắn chợt trở nên lạnh ngắt. Kết giao với hổ báo sẽ có ngày bị cắn nuốt, Trịnh Khiếu Đống là một thành viên như vậy, hắn biết rất rõ tâm tình những người kết giao với mình là như thế nào. Dù bọn họ trong lòng cũng nghi ngờ không có quyển nhật ký kia, thế nhưng Vương Tử Quân chỉ cần ra chỉ thị, gióng trống khua chiêng tìm kiếm, nó liên quan đến chính táng mạng thân nhân và gia đình của bọn họ, đám người kia nhất định sẽ lập tức hành động, càng thêm cố sức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 89.